Ta vốn dĩ là kẻ không thể tu luyện được và chỉ muốn làm một người bình thường, mà lại bị Thiên Kiều Sư Tỷ không muốn xuất giá chọn làm đạo lữ chỉ vì mỗi năm tông môn sẽ tổ chức một lần hội xem mắt, để những nam nhân nữ nhân còn độc thân lựa chọn những đạo lữ cho riêng họ. Sau khi kết duyên thành công, trên đài chỉ còn lại ba người cuối cùng, được cho là đệ nhất mỹ nhân của Lạc Hà Phong, còn sở hữu thiên can là Khương Tô Nhu, còn có đệ nhất mỹ nam của Lạc Hà Phong, Diệp Long Uyên, người có gia thế danh giá và khí chất phi phàm cùng một kẻ phế vật không thể tu luyện. Trong lòng của tất cả mọi người, Khương Tô Nhu và Diệp Long Uyên đều là trời sinh một đôi. Và lại Diệp Long Uyên cũng theo đuổi Khương Tô Nhu nhiều năm rồi, chỉ là Khương Tô Nhu mãi không đồng ý thôi. Trước mắt bọn họ cũng đã đủ 18 tuổi. Đây cũng là cơ hội cuối cùng lựa chọn đạo lữ của Khương Tô Nhu rồi. Nếu như còn không chọn, tông môn sẽ giúp cô ấy lựa chọn. Trưởng lão để Khương Tô Nhu đến cuối cùng là để dành cơ hội cho Diệp Long Uyên. Và trong mắt bọn họ ta chỉ là kẻ đi kèm thôi, chỉ là để cho mọi người thấy công bằng thôi. Chúc mừng đệ tử của Lạc Hà Phong Vương Miện và đệ tử Lạc Hà Phong Trương Tú kết duyên thành công. Được rồi, trên đài chỉ còn lại một nữ đệ tử Khương Tô Nhu thôi, mà nam đệ tử vẫn còn hai người. Diệp Long Uyên, Lục Trần bổn tọa hỏi ta có đồng ý chọn Khương Tô Nhu làm đạo lữ không? Ta đồng ý. Từ 3 năm trước ta đã ái mộ Khương sư muội rồi. Kiếp này ta chỉ cưới một mình Khương sư muội. Nếu như Khương sư muội đồng ý kết thành đạo lữ, ta sẽ dùng cả đời này của ta bảo vệ cô ấy và ta sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn. Lục Trần, ngươi đồng ý không? Mà Lục Trần cũng chỉ trả lời một tiếng. Ta đồng ý. Dù gì đối phương cũng là đệ nhất mỹ nhân. Nếu như hắn trả lời là không đồng ý, vậy rõ ràng là quá ngốc rồi. Sợ là không ít đệ tử tìm hắn kiếm chuyện, quấy rầy cuộc sống bình phàm vui vẻ của hắn. Dựa vào suy nghĩ của Lục Trần, kết cục tiếp theo sẽ là Khương Tô Nhu sẽ chọn Diệp Long Uyên. Kết duyên thành công, hắn sẽ trở về và tiếp tục cuộc sống bình phàm. Khương Tô Nhu hãy chọn đệ tử mà người đã động lòng. Nhớ kỹ, đây là thời hạn cuối cùng của ngươi rồi. Ta chọn Lục Trần. Không phải chứ, mỹ nhân nàng có ý gì vậy? Mắt mù à, chọn ta làm gì? Ta không có hứng thú với cô, ta chỉ muốn một cuộc sống bình phàm thôi. Diệp Long Uyên ưu tú như vậy, tái mộ cô lâu như vậy, tại sao lại không chọn hắn mà lại chọn ta? Bây giờ tốt rồi, nhìn biểu cảm giống như ăn phải phân của Diệp Long Uyên, chắc chắn là ghi thù với ta rồi. Ta làm sao có thể tiếp tục cuộc sống bình phàm của ta đây? Chúc mừng Lục Trần lần đầu tiên trở thành đạo lữ, nhận được nhân duyên ban phúc, đã có thể tu luyện và hoàn trả lại thể chất. Bắt đầu từ hôm nay, tu vi của đạo lữ tu luyện được sẽ thông qua nhân duyên ban phúc trả lại gấp 10 lần cho Lục Trần. Lục Trần sẽ tặng cho đạo lữ công pháp, thần thông, bảo vật, cũng sẽ được tặng theo bảo vật gấp 10 lần giá trị của bảo vật, hoàn trả cho Lục Trần. Bất cứ vật phẩm nào được tặng, Lục Trần không được phép chuyển cho người khác. Số lần hoàn trả sẽ tăng lên theo cảnh giới của Lục Trần. Lục Trần cau mày, không biết lời nói trong đầu là có ý gì, nhưng mà cứ có cảm giác là thứ đồ rất tốt. Khương sư muội, muội đây là có ý gì? Diệp Long Uyên giữ trật tự, không được la hét. Duyên phận do trời định, mỗi người đều có quyền được lựa chọn, phải tôn trọng lẫn nhau. Phong trưởng lão đệ tử chỉ là nghĩ không thông, đệ tử đã thích Khương sư muội được 3 năm rồi. Trong 3 năm này, tâm ý của con đối với muội ấy, muội ấy lại chọn người khác. Đệ tử không phải không nuốt được cục tức này, chỉ là muốn một lời giải thích thôi. Xin Khương sư muội giải đáp. Khương Tô Nhu, nếu như Diệp Long Uyên có nghi vấn, vậy con giải thích với hắn đi. Diệp Long Uyên thiên chất giỏi, gia thế cũng rất tốt, tướng mạo cũng rất đẹp, chắc mọi người cũng rất thắc mắc. Ngươi nói nhiều. Tô Nhu, con đã nghĩ kỹ chưa? Lục Trần chỉ là một kẻ vô dụng không thể tu luyện, cho dù sau khi xong tu thì cũng không chắc là có thể đả thông linh mạch. Đối với con không có giúp đỡ gì, hay là con suy nghĩ lại đi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Trưởng lão làm chủ cho con, sẽ không hối hận. Được, ta tuyên bố đệ tử Lạc Hà Phong, Lục Trần và đệ tử ngoại môn của Lạc Hà Phong, Khương Tô Nhu kết duyên thành công trở thành đạo lữ. Tại sao ngươi chỉ hỏi cô ấy không hỏi ta có hối hận không? Quá đáng, kẻ vô dụng không có quyền lợi à? Hay, sau này có đạo lữ rồi, phiền phức cũng không ngừng rồi, bán phúc cũng đến rồi, những ngày tháng bình thản đã không còn nét. Hình như cô ấy tu luyện, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, như vậy ta cũng không cần phải nỗ lực rồi, có thể tiếp tục cuộc sống bình phàm, chuẩn bị vui vẻ trở về phơi nắng trồng trọt. Này này này, quay lại. Sao vậy? Đạo lữ mà phải trao đổi tính vật định tính chứ? Tiểu tử này không những chỉ là kẻ vô dụng, mà còn là kẻ ngốc. Đan điều dưỡng linh khí hạ phẩm, trên người ta chỉ có món đồ đáng tiền này thôi, là ta từ trong ruộng mới được. Hả? Linh khí hạ phẩm là bảo vật thấp nhất rồi. Không ngờ Lục Trần lại đem thứ rác rưởi này tặng cho đệ nhất mỹ nhân Khương Tô Nhu, thật là không sợ mất mặt mà. Lục Trần tặng cho đạo lữ một linh khí hạ phẩm, nhận được gấp 10 lần bán phúc hoàn trả, linh khí trung phẩm và một cây dao găm. Có nhận không? Được lắm, thứ này nó là thật à? Lục Trần chỉ nhìn về hướng Khương Tô Nhu và quay lưng rời đi. Còn về Diệp Long Uyên có gây phiền phức cho hắn không? Nhìn ánh mắt sắc như kiếm của hắn thì cũng biết rồi. Còn về giải quyết như thế nào thì Lục Trần vẫn chưa nghĩ ra. Mặc kệ, trở về tiếp tục cuộc sống an nhàn. Được rồi, không cần cô về nữa. Đi, ngươi lại không hiểu kỳ tại sao lại chọn ngươi à? Mắt cô bị mù, nói thật với ngươi là vì thể chất ta không đủ tốt. Thiên linh căn của ta rất hiếm gặp, ta muốn dựa vào chính mình để thăng tiến. Ta không muốn dựa vào nam nhân. Thế lực Diệp gia quá mạnh rồi, Diệp Long Uyên lại là kẻ có dạ tâm. Nếu ta ở cùng với hắn sẽ có những hạn chế, ta không thích. Và lại hắn không chỉ muốn làm đạo lữ song tu với ta, còn muốn là người đàn ông của ta. Ta làm sao có thể tùy tiện giao thân mình cho một nam nhân chứ?
chọn ngươi, cũng chỉ vì âm dương hợp khí công của âm dương tông, cần nam nữ cùng nhau tu luyện thôi. Cũng chính vì ngươi đủ vô dụng, sẽ không gò bó ta thôi. Vậy là đúng rồi, nếu như đối phương thật sự nhìn chúng mình rồi, cam tâm tình nguyện, nhiệt huyết cùng mình song tu. Vậy là chỉ có hai khả năng. Nếu không phải đối phương có ý đồ gì với mình, ví dụ lấy những linh kiện gì đó, thì đối phương chính là kẻ ngốc, thần kinh không được bình thường. Còn về bị nói là vô dụng, lúc trần sớm đã nghe quen rồi, không sao cả. Và lại song tu cũng không nhất thiết phải giao hợp. Bàn tay hai người hướng về nhau, để linh khí trong cơ thể hai người họ lưu thông cũng có thể song tu, chỉ là hiệu quả của giao hợp sẽ tốt hơn thôi. Khương Tô Nhu không chọn Diệp Long Uyên vì một nguyên nhân. Diệp Long Uyên không chỉ muốn cùng cô ấy song tu, mà còn muốn làm chuyện đó với cô ấy nữa. Vì vậy kể từ hôm nay, chúng ta sẽ không làm phiền nhau nữa. Ngươi làm nữ tiên của ngươi, ta sẽ trồng y đồ của ta, đúng không? Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến việc ta nằm chơi là được, muốn làm gì thì làm, cũng không thể coi là không quấy rầy lẫn nhau. Ta dùng ngươi làm lá chắn, thật sự cũng làm phiền ngươi. Ngươi nỗ lực tu luyện đi, chờ ngươi khai mở linh mạch, cứ 10 ngày có thể tìm ta song tu một lần, như vậy sẽ có lợi cho cả ngươi và ta tu hành. Ngoài ra, nếu Diệp Long Uyên gây khó dễ cho ngươi, cũng có thể nói với ta sẽ giải quyết hắn. Đây là linh thạch thưởng cho của trưởng lão, ngươi ta mỗi người 10 viên, ta đều đưa cho ngươi. Nỗ lực, song tu, nghe mấy từ này thôi cũng đã thấy phiền rồi. Khương Tô Nhu trở về chỗ ở của mình, xếp la liệt linh thạch xung quanh. Lần này cô muốn đột phá lên luyện khí kỳ tầng thứ 7. Lúc Trần trở về chỗ ở của mình, đây là phòng đôi, một người người thân thiết khác cũng sống ở đó, nhưng Vương Miện vẫn chưa trở về, có vẻ như hắn đang đi làm chuyện ấy với nữ tu sĩ đạo nữ của mình. Bỗng nhiên một luồng linh khí mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện trong cơ thể anh. Nữ tu sĩ đạo nữ của Lục Trần đã đột phá từ tầng 6 lên tầng 7 của cảnh giới luyện khí. Theo bán phúc, tu vi của đạo nữ đột phá sẽ tăng gấp 10 lần. Linh khí trong cơ thể Lục Trần không ngừng gia tăng, hắn vô cùng kinh ngạc, vội vàng ngồi xếp bằng, tuân theo phương pháp đã học, vận hành khí lực khắp cơ thể để điều động linh khí tu luyện. Chẳng mấy chốc, kinh mạch của Lục Trần đã được thông suốt, một linh căn xuất hiện trong đan điền của anh. Linh căn phát sáng rực rỡ và vô cùng tinh khiết. Lục Trần đã khai thông được kinh mạch và kích hoạt linh căn, đột biến thiên cấp linh căn phong linh căn. Tu vi mỗi cảnh giới của giai đoạn luyện khí phải hùng hậu hơn nhiều so với trước đó, nhưng Lục Trần đạt được chỉ là Giang Tô Nhuy. Từ tu vi luyện khí tầng 6 đột phá lên tầng 7, chỉ tăng gấp 10 lần tu vi tăng thêm đó, chứ không phải gấp 10 lần tổng tu vi toàn bộ từ tầng 1 đến tầng 7. Phần tăng trưởng đó nhân 10 lần, nâng tu vi của Lục Trần từ không trực tiếp lên đỉnh tầng 7. Đây chính là cảm giác có linh khí sao? Lục Trần cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, sau đó bỗng nhớ ra rằng bây giờ hắn đã có linh khí rồi, có thể mở được túi trữ vật. Hắn lấy một viên linh thạch, muốn hấp thụ linh khí bên trong, nhưng không hấp thụ được chút nào. Xem ra vẫn là một tên phế vật không thể tu luyện. Cho dù đã có linh căn, bản thân ngươi thật sự không thể tăng tu vi, cần dựa vào đạo để nâng cao tu vi. Hiện tại linh khí của ngươi đã bão hòa không thể hấp thu thêm, phải tiêu hao linh khí rồi mới có thể hấp thu. Nhưng bão hòa rồi vẫn không thể hấp thu. Nghe đến đây Lục Trần đã hiểu ra, cảnh giới tu vi của hắn giống như một cái bình. Linh khí chính là nước bên trong, đổ nước đi có thể tiếp tục đổ vào, nhưng hắn không tự mình mở rộng cái bình, đựng được nhiều nước hơn. Hắn sư đệ có ở nhà không? Là Mã đại ca sao? Đúng là ta. Sư đệ ra đây một chút, ta có việc tìm. Mã đại ca này là quản sự của các vườn thuốc ở nơi này, tính là cấp trên của Lục Trần. Tu vi luyện khí tầng 4, gian trá nham hiểm, thường xuyên áp bức người dưới. Lục Trần trước kia cũng từng bị hắn bắt nạt. Mã lão đại, người tìm ta có chuyện gì vậy? Xin chúc mừng hắn sư đệ, hôm nay thực sự theo chân chúng ta lạc hạ phong, sư tỷ khương kết đạo lữ rồi, thật đáng ghen tị. Có vẻ như tương lai tươi sáng sắp mở ra. Sau khi nắm tay thành công còn nhận được linh thạch nữa phải không? Mã lão đại chỉ muốn linh thạch của ta phải không? Không, ta không chỉ muốn linh thạch của ngươi, càng muốn mạng của ngươi. Ngươi vẫn chưa biết hôm nay mình đã đắc tội với ai sao? Dù sao, ngươi cũng là người sắp phải chết. Nói ra cũng chẳng sao, hôm nay ngươi đã đắc tội là cậu ấm họ Diệp, Diệp Long Uyên. Ngươi biết Diệp gia mạnh mẽ đến đâu sao? Nó có sự hiện diện của tu sĩ kết đan, tùy tiện một ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Ngươi nói, một kẻ vô dụng không thể tu luyện như ngươi, tốt tử không chết, tại sao lại đi đụng vào nhà họ? Cho nên Diệp Long Uyên để cho ngươi đến giết ta sao? Không không không, sư huynh Diệp đã nói rồi, hãy để ta từ từ hành hạ ngươi. Trước tiên phế đi của quý của ngươi, cho ngươi làm thái giám. Ngươi không phải là đạo lữ của Khương sư tỷ sao? Vậy thì cho ngươi cả đời nhìn thấy mà không ăn được, đánh lại vợ hai chân của ngươi, từ từ dằn vặt ngươi. Nhưng ta sợ ngươi đi đến chỗ trưởng lão tố cáo, ta lại xui xẻo, cho nên chỉ có thể nói cho Diệp công tử. Ngươi phản kháng kịch liệt, ta vô ý đánh ngươi đến chết. Ngươi hiểu chưa? Hiểu. Đáng tiếc, ta chỉ muốn nằm yên thôi. Mà sao gian nan thế? Ngươi, sao có thể? Ngươi không phải là phế vật sao? Lục Trần rút dao găm chỉ vào. Ta là phế vật luyện khí tầng 7 mà ngươi. Là phế vật hơn 30 tuổi, mới luyện khí tầng 4. Hiện tại mà lão đại đã chết, nếu thật sự có người tìm tới thì làm sao? Sắc mặc dù đã chôn, nhưng nghe nói cường giả trúc cơ có thể dùng thần thức dò xét, cách đó vài trăm mét cả trên trời lẫn dưới đất đều có thể nhìn thấy, chôn ở ngay trong vườn thuốc của mình. Kẻ ngốc cũng đoán ra là do ta giết, xem ra vẫn nên xử lý mới được. Đào ra ném xa xa một chút, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện thêm một cái hố, trong hố còn truyền ra tiếng sột soạt mơ hồ. Nhanh vậy đã có người phát hiện ra à? Lục Trần cầm cái cuốc, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, cúi đầu nhìn xuống hố. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn dựng tóc gáy. Chỉ thấy một con vật lạ màu trắng
đang ngồi xổm trên người Mã lão đại, cúi đầu bận rộn làm gì đó. Động vật gì mà còn ăn cả xác chết chứ? Lục Trần nhìn một lúc mới phát hiện, hóa ra đó là một con hồ ly nhỏ màu trắng. Nó không phải đang ăn xác chết, mà là đang hấp thụ linh khí còn sót lại trong xác chết. Một lát sau, hồ ly nhỏ đã hấp thụ toàn bộ linh khí xong. Một người một hồ ly bốn mắt nhìn nhau. Ngươi là linh thú chạy ra từ phong linh thú à? Không phải, ta là thú hoang. Vậy ngươi làm gì ở đây? Ta đói. Ngươi không sợ ta à? Tại sao ta phải sợ ngươi? Ta là linh thú biết nó nè. Thế thì sao? Đệ tử tạp dịch Lục Trần không biết. Linh thú biết nó đại diện cho điều gì? Vậy tại sao ngươi không sợ ta? Ta có quốc trong tay này, một nhát là có thể đập chết ngươi. Ngươi đối với ta không có ý đồ giết chóc và ác ý. Ta có thể cảm nhận được sự đe dọa và ác ý của người khác. Càng ác ý, ta càng nhạy cảm, nhưng ta không thấy điều này ở hắn. Những con người khác nhìn thấy ta đều muốn giết ta và ăn thịt ta, hoặc bắt ta ký kết khế ước chủ tớ. Nhưng ngươi không làm vậy nên ta không sợ ngươi. Ngươi cũng khá thú vị. Ngươi đã no chưa? Chưa. Ta thấy lúc nãy ngươi đang hấp thụ linh khí. Có phải ngươi thường ăn linh khí không? Đúng vậy, nhưng hấp thụ linh khí của trời đất rất chậm. Vì vậy, ta mới hấp thụ linh khí từ những xác chết vừa mới thấy chú cáo nhỏ trông hơi đáng thương. Lục Trần liền lấy ra một viên linh thạch của mình, đưa cho chú cáo nhỏ. Đây là linh thạch đó, thứ cứng hơn cả linh khí. Nghe nói ngay cả lão quái Nguyên Anh cũng không thể dễ dàng phá hủy được. Ngươi đã no chưa? Chưa. Ngươi còn có thể cho ta thêm một viên không? Lục Trần lại lấy ra một viên linh thạch đưa cho chú cáo nhỏ. Chú cáo nhỏ nhận lấy linh thạch mà không ăn, mà cất nó vào chỗ nào đó phía sau. Ta sợ sau này ngươi sẽ không cho ta nữa nếu ta đói. Ngươi thì vừa ăn vừa lấy nên rất vui, nhưng còn xác chết này thì sao? Ngươi đào ra toàn máu, nếu cứ mang đi như vậy thì chắc là máu sẽ chảy lênh láng. Chú cáo nhỏ nhìn xác chết rồi lại nhìn Lục Trần. Sau một hồi do dự, nó lấy hết sức hít một hơi, sau đó thở ra một luồng hơi trắng. Luồng hơi trắng bay đến xác chết. Xác chết tan rã ngay trước mắt, cuối cùng biến thành một viên cầu nhỏ màu đỏ. Đây là tinh hoa khí huyết của người này, người ăn đi, có lợi cho việc tu luyện. Lục Trần nhận lấy viên cầu, một khi nghĩ đến bên trong toàn là huyết nhục của Mã lão đại, hắn buồn nôn không thôi. Hơn nữa hắn là thể chất không thể tu luyện, ăn vào cũng vô dụng. Thế là tiện tay ném xuống đất, viên cầu lăn xuống dưới một cây thuốc, sau đó biến thành từng đợt năng lượng, bị cây thuốc đó hấp thụ rồi. Như vậy thì tốt rồi, sẽ không ai phát hiện ra được. Ta vốn là phế nhân không thể tu luyện, chỉ muốn nằm ngủ, lại bị tuyệt thế mỹ nữ sư tỷ chọn làm đạo lữ. Sao ngươi cứ đi theo ta vậy? Thế ta sẽ đi đâu? Về nhà chứ. Ta làm gì có nhà, ta chỉ biết trốn chui trốn lủi thôi. Sợ bị người ta nhìn thấy, rồi bị người ta bắt làm yêu thú. Hiếm hoi là mới gặp được người chẳng có ác ý với ta, lại còn cho ta linh thạch ăn, thật quá phúc đức. Người tốt bụng, dĩ nhiên là ta không đi rồi. Lúc nãy ngươi có phải lỡ lời không đấy? Không có đâu, ngươi nghe nhầm rồi. Ồ, ngươi lợi hại như thế. Ăn linh thạch, luyện xác sống, sao lại sợ người chứ? Vì ta không có tu vi. Không có tu vi sao phải ăn linh khí? Không ăn linh khí ta sẽ đói, cứ yên tâm. Ta dễ nuôi mà. Vài ngày ăn một cục linh thạch là đủ. Không cần tu luyện thì không có mối đe dọa gì. Con là một trợ thủ nhỏ giúp xử lý xác chết, sau này có thể nuôi hoa cỏ, thú cưng, hình như cũng không tệ. Được rồi, đi theo ta. Này, ngươi tên gì? Ta là Lục Trần. Ngày nào của Lục Trần cũng giống như vậy, ngoài chăm sóc thảo dược thì thời gian còn lại đều nằm trên ghế nằm. Một người một cáo bắt đầu cuộc sống nằm phơi nắng. Lục Trần, ta đói rồi, ngươi đi tìm đồ ăn cho ta. Không phải ngươi chỉ cần một khối linh thạch là có thể sống sót được nhiều ngày sao? Không, quá ngươi vừa hấp thụ nhiều linh khí, còn ăn thêm một khối linh thạch. Ta lại đưa cho ngươi một khối linh thạch. Sao ngươi lại đói rồi? Ta nhàn rỗi, thấy hơi buồn chán, muốn ăn gì đó. Vậy ngươi tự đi tìm đi. Ta lười cử động, nói mới nhớ ta cũng thấy đói rồi. Tiểu hồ ly, ngươi đi nấu cơm cho ta. Đại ca, ta chỉ là một con hồ ly thôi, nếu như không biết nấu cơm thì nuôi ta để làm gì? Lục Trần đứng dậy cầm lấy con hồ ly, đi về phía luống thuốc, chuẩn bị nhổ vài cây linh thảo ở bìa ngoài để nấu cơm. Nhưng vừa đi đến luống thuốc, hắn đã nhìn thấy trong luống thuốc một cây mộc linh tam châm hoa nổi bật giữa đám đông. Hoa tam châm hoa bình thường chỉ cao hơn một thước, nhưng cây trước mắt này lại còn cao hơn cả ngôi nhà của hắn. Lục Trần quá quen thuộc rồi. Mộc linh tam châm hoa là nguyên liệu chính để chế tạo phục linh đan. Thuốc phục linh có thể tăng tu vi, hiệu lực phục hồi linh khí nhanh chóng, có công dụng chữa thương. 3 tháng thu hoạch một lần, mà cây trước mắt này sợ là trên dưới 30 năm tuổi rồi chứ. Đột nhiên hắn nhớ đến tối hôm qua vô tình vứt đi của tiểu cầu khí huyết, có phải nó đã bị cây tam châm hoa này hấp thu? Nhất định nó rất ngon, nếu tặng cây hoa này cho Khương Tô Nhu, rồi cầu phúc nhân duyên, trả lại cho hắn một cây tam châm hoa 300 năm tuổi, thì như vậy không phải là lời to lắm sao? Thôi kệ, nằm nghỉ đi, lần sau có cơ hội gặp lại nàng, rồi tặng vậy. Lục Trần nhét cây tam châm hoa vào túi đựng đồ, sau đó dưới ánh mắt tủi thân của hồ ly bé, tùy tay ném đi một cây tam châm hoa bình thường, gửi cho chủ cáo nhỏ. Tiếp theo Lục Trần lại đem theo tiểu hồ ly, nằm vào ghế nằm, tiếp tục phơi nắng nằm dài. Lục Trần, đừng có ngủ nữa. Cha ngươi nói cho ngươi biết một chuyện kinh thiên động địa. Ngươi đoán thử sáng nay ta biết được gì nào? Ngươi biết được niềm vui của song tu, biết được nai nịt mềm mại thế nào, thân hình trương tú thơm tho cỡ nào. Ngươi kẻ thứ, ngươi cô độc lâu rồi, có phải ghen tị vì cha ngươi tìm được đạo lữ rồi không? Vậy ngươi còn ở đây làm gì?
Trương Tú là đệ tử ngoại môn, có chốn riêng để ở, ngươi còn không mau chuyển tới ở chung đi. Đợi ngươi đột phá tới luyện khí kỳ tầng 5, cũng có thể trở thành đệ tử ngoại môn rồi. Ta về dọn mà, đâu phải đâu, không phải ý đó ta muốn nói. Ta nghe nói buổi xem mắt hôm qua đến tận cuối, chỉ còn lại Khương Tô Nhu, Diệp Long Nguyên với một đệ tử tạp dịch. Tất cả đều cho rằng Khương Tô Nhu sẽ chọn Diệp Long Nguyên. Và ngươi đoán xem có chuyện gì xảy ra, cô ta chọn người hầu. Thực sự là chết cười ta. Lúc Trần lạnh lùng nhìn hắn, ngươi không biết đâu, người kia quả là một đại oan chủng. Khương Tô Nhu không thích Diệp Long Nguyên, mới chọn chàng làm bia đỡ đạn. Diệp Long Nguyên đã nói lời cay nghiệt, sẽ khiến tên đệ tử tạp dịch trông thật ngon mắt. Với tính cách của Khương Tô Nhu, chắc chắn sẽ không song tu với một đệ tử tạp dịch. Kẻ thù này là đạo lữ chưa tìm được, đắc tội với Diệp gia, chết chắc rồi. Lục Trần tiếp tục mặt vô cảm nhìn hắn ta. Ơ kìa, sao ngươi không cười chứ? Có phải là do bẩm sinh đã không thích ngươi không? Nhìn biểu cảm của Lục Trần, cuối cùng cũng phát hiện ra một chút gì đó không ổn. Chờ đã, đó là đệ tử tạp dịch, chẳng lẽ là ngươi sao? Không phải là ta mà là cha ngươi. Huynh đệ ơi, ngươi đúng là nhặt được bảo bối rồi. Khương Tô Nhu đó chính là đệ nhất mỹ nữ của Lạc Hà, đệ nhất mỹ nhân như tiên nữ hạ phàm vậy, những người ngưỡng mộ vô số và là thiên linh căn vô cùng hiếm thấy, tương lai rộng mở. Ngươi được hời rồi đấy. Sau này thì có thể ăn cơm mềm rồi. Khi ngươi trở nên giàu có, đừng quên huynh đệ ta nhé. Giàu sang chớ quên nhau. Nhưng vừa rồi ngươi không nói như vậy, ngươi nói ta là đại oan chủng. Ôi không có đâu, tuyệt đối không có. Huynh đệ, ta cũng chính là muốn an ủi ngươi một chút. Tất cả mọi người đều biết Diệp Long Nguyên cảm mến Khương Tô Nhu rất lâu rồi. Lần này Khương Tô Nhu đã chọn ngươi, hắn ấy chắc chắn sẽ trả thù vì oán hận ngươi. Diệp gia đúng là gia đại nghiệp đại, gia đình còn có cả trưởng lão kết đan. Mặc dù trưởng bối Diệp gia không chắc rằng hắn ta sẽ trả thù ngươi vì chuyện này đâu, nhưng dù sao thì đó cũng là Diệp gia. Chắc chắn Diệp Long Nguyên sẽ ra tay với ngươi trong bóng tối. Huynh đệ nghe ta khuyên, hãy chạy ngay đi, đi phiêu bạt bên ngoài như một tu sĩ. Hơn là ở đây không biết ngày mai ra sao, mạng sống quan trọng hơn tất cả. Những gì ngươi nói ta đều đã nghĩ đến. Nếu rời khỏi tông môn, như vậy thì Diệp gia mới có thể giết ta mà chẳng kiêng dè gì. Ở trong tông môn có điện chấp pháp, chúng không dám ra mặt làm gì ta. Rốt cuộc thì điện chủ điện chấp pháp đường chủ Thiết Luyện là người công tư phân minh nổi tiếng, hơn nữa còn ở cảnh giới Nguyên Anh, ngay cả Diệp gia cũng không dám dây vào. Còn về sau lưng thì ta chỉ có thể ứng biến thôi. Tóm lại, rời khỏi tông môn là lựa chọn không sáng suốt. Vậy là ngươi muốn mãi ở lại đây à? Ngươi đừng quên, nếu ngươi không khai mở được linh mạch thì một tháng nữa là đầy năm rồi, ngươi vẫn sẽ bị đuổi xuống núi. Ngay cả khi ngươi đã có người đời, trừ khi ngươi cầu xin Khương Tô Nhu để cô ấy sử dụng thế lực của gia tộc Khương giúp ngươi trả trộn thân phận làm đệ tử ngoại môn, như vậy ngươi sẽ không bị đuổi xuống nữa. Hơn nữa, đệ tử ngoại môn tốt hơn đệ tử tạp dị, nếu không thì pháp giáo đường sẽ coi trọng hơn. Ngươi là một đệ tử tạp dị chết, họ có thể không quan tâm. Đúng vậy, bây giờ cậu rất cần một thân phận đệ tử ngoại môn để bảo vệ mình. Chỉ là điều nhỏ nhặt này, cậu không cần phải cầu cứu Khương Tô Nhu, vì để trở thành đệ tử ngoại môn, chỉ cần đạt đến tầng thứ 5 của luyện khí là được. Ngươi nói đúng, ta sẽ thực hiện việc này ngay hôm nay. Đúng rồi, lần này ngươi trở về là để làm gì? Rời đâu? Đúng vậy, Trương Tú đã ở tầng thứ 5 của luyện khí, cô ấy có chỗ ở chuyên dụng, ta chuyển đến có thể sống cùng cô ấy. 2 tháng nữa, ước tính là ta cũng có thể thử nghiệm đạt đến tầng thứ 5 của luyện khí. Đến lúc đó ta cũng là đệ tử ngoại môn, chỉ có điều bây giờ ta hơi không muốn đi. Ngươi ở đây một mình quá không an toàn, lại không có tu vi, nếu nhà họ Diệp giết ngươi, không thể có chút sức để chống trả. Ngươi ở đây có thể chống trả. Lục Trần biết Vương Miện thực sự quan tâm đến mình từ tận đáy lòng, nhưng cậu không muốn vì mình kéo Vương Miện xuống nước đã gây ra tai họa. Ngươi đi chuyển thì đi ngay đi, ta thích ở một ta cho yên tĩnh. Ta chán cái mồm nắm lời của ngươi lâu rồi, cút ngay đi. Ta thích nhất là một ta chiếm căn phòng này to như vậy. Con chó, nếu ngươi gặp nguy hiểm thật, nhớ chạy lên núi. Ta ở khu nhà đệ tử ngoại môn Trương Tú, khu giáp tự, hàng thứ nhất nhà thứ 3. Vương Miện đột nhiên nhìn thấy con cáo nhỏ trên người anh ta. Khi nào mua được cái khăn thế? Cũng khá trắng, chỉ có điều dễ bị bẩn, lau quần không tiện. Ngươi mới là khăn, cả nhà ngươi đều là khăn, ngươi mới bị mang ra lau quần. Ồ, đây là con cáo à? Nhỏ thế này mà cũng dễ thương. Chỉ có điều con cáo này biết nói. Thế thì không ổn rồi, ngươi bắt ở đâu được thế? Nhận được, biết nói thì làm sao? Có gì lạ thường đâu? Lạ thường chứ, thú linh nói chung phải khai trì mới có thể nói được. Có những thú linh khai trì sớm, nhưng thú linh như vậy cũng có tiềm năng lớn, rất hiếm. Nhưng có những thú linh khai trì muộn, ngay cả khi đã đến cảnh giới đại năng cũng vẫn không thể nói được. Con cáo này chắc chắn là báu vật, nhưng ngươi phải nhặt được, phải trả lại cho người khác. Chúng ta không thể lấy trộm đồ của người khác. Ý của ngươi là con thú nhỏ này thực sự là bảo vật sao? Đương nhiên rồi, có thể bán được rất nhiều linh thạch. Theo ta thì ít nhất cũng phải bán được 300 linh thạch. 300 linh thạch. Lục Trần, nếu ngươi dám bán ta sẽ cùng chết với ngươi. Ngươi ư? Có thể cùng chết với ta sao? Ngươi có mấy lạng thịt trên người chứ? Vậy thì ta sẽ nói cho người khác biết những chuyện ngươi đã làm tối qua. Ta chưa bao giờ định bán ngươi, ngươi là bằng hữu tuyệt vời nhất của ta mà. Ngươi đã làm gì tối qua vậy? Đừng có hỏi nhiều, không có lợi cho ngươi đâu. Được rồi, ngươi không nói thì ta không hỏi. Nhưng con thú nhỏ này bây giờ là vật vô chủ, một ngày nào đó chạy đi bị người khác bắt, người ta có thể tùy tiện xử lý. Nó là linh thú của ta, sao ngươi có thể để người khác tùy ý sắp đặt? Ngươi nói nó là của ngươi thì nó là của ngươi. Có ghi tên ngươi lên không? Vậy thì ta ghi tên ta lên. Ngươi tự viết thì vô dụng, ngươi phải mang nó đến linh thú phong đăng ký chứng nhận, đeo cho nó một cái vòng cổ. Như vậy người khác thấy sẽ biết đây là linh thú có chủ, sẽ không tới cướp đoạt. Như vậy là nó trở thành tài sản riêng của ngươi. Chấp pháp đường sẽ bảo vệ tài sản của đệ tử. Rõ rồi.
Ta đã nói là ta sẽ không nhận bất cứ ai làm chủ, sẽ không ký bất kỳ khế ước chủ tớ linh hồn bất bình đẳng nào. Ta biết, là mang người đi đăng ký. Đây là bảo vệ người ta sẽ không bắt người nhận chủ. Chúng ta là người tốt nhất không phải sao? Tiên huynh, tiên đệ có lẽ xin hỏi, muốn đăng ký khảo hạch để trở thành đệ tử ngoại môn thì đến đâu ạ? Tiên đệ cúi đầu bận rộn ấy chẳng buồn ngẩng lên, chỉ tay về phía tấm bảng dự bên cạnh. Vào ngày mùng 1 hàng tháng, tất cả các đệ tử nào đã đột phá lên tầng thứ 5 thì đến đăng ký dự kỳ khảo hạch thống nhất để thăng lên làm đệ tử ngoại môn. Đã không thể thăng lên thì thôi đi vậy. Ấy cha, khoan đã nào, sao ta thấy người có vẻ quen quen thế? Người quen biết ta sao? À, thì ra là ngươi. Không phải chính là kẻ tạp dịch không qua ăn được vận may trở thành đạo lữ của sư tỷ Khương hay sao? Tên ngươi là gì ta quên mất rồi. Đúng rồi, không phải người tu luyện vài năm vẫn là phế nhân sao? Sao bây giờ lại muốn đến đây để khảo hạch? Ngươi chỉ trong một đêm đã đột phá lên tầng thứ 5. Đâu có đâu, ta đâu phải thần tiên, là một tên tạp dịch cùng môn với ta. Sắp đột phá tầng thứ 5 rồi, đang bế quan tu luyện, nên nhờ ta đến đây hỏi xem có thể đi khảo hạch vào ngày nào được. Đã không thể khảo hạch để trở thành đệ tử ngoại môn thì chuyện mình đã có tu 6. Thôi thì cứ giữ kín, đừng loan truyền ra ngoài, khiêm tốn. Vào ngày mùng 1 hàng tháng, hắn đột phá thì để hắn tới đây. Đa tạ. Tiên huynh, ngươi biết sư tỷ Khương ở đâu không? Ngươi muốn gặp sư tỷ Khương Tu Nhu à? Ngươi tìm nàng làm gì? Ôi chao, chỉ nhớ của ta quên mất là ngươi là đạo lữ của sư tỷ Khương rồi. Xuất môn đi phía trái quẹo xuống núi đi 2 dặm, đó chính là khu vực trọ của các đệ tử ngoại môn. Vị trí cao nhất khu vực đó có một các lừng 2 tầng, nơi màu trắng đó chính là chỗ ở của sư tỷ Khương. Cảm ơn sư huynh. Diệp công tử, nô tỳ thực sự không phải muốn cản trở ngài. Cô nương từ tối qua đã bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Cô nương nói trước khi cô ấy ra ngoài, cô ấy sẽ không gặp bất kỳ ai, muốn cố gắng đột phá. Xin ngài hãy tha thứ. Không sao, vậy ta sẽ ở đây đợi. Muốn đột phá một luyện khí tầng 7 cũng chỉ mất vài ngày. Cảm ơn Diệp công tử thông cảm cho nô tỳ. Diệp Long Nguyên gật đầu, đang muốn quay đầu xem phong cảnh dưới núi, một quay đầu lại thì không sao, nhưng lại nhìn thấy một người ghét nhất. Hôm nay hắn lại đang muốn hỏi kỹ càng Khương Tô Nhu, tự bản thân ngươi thực sự ở đâu? Chỉ là một đệ tử tạp vụ không thể tu luyện rồi. Ngươi vậy mà vẫn còn sống à? Tên Diệp Long Nguyên này chỉ có một thân thể tốt, nhưng chẳng thông minh cho lắm. Nếu hôm qua Mã lão đại không nói, Lục Trần cũng sẽ chẳng biết là Diệp Long Nguyên muốn giết hắn. Kết quả Diệp Long Nguyên vừa mở miệng nói, không đánh mà tự khai rồi. Diệp sư huynh nói vậy là thế nào? Sư đệ ta vẫn sống tốt, có thể ăn có thể ngủ, sao lại không thể sống được chứ? Ngươi đến đây làm gì? Đây là khu vực đệ tử ngoại môn, không phải nơi mà một tên tạp vụ như ngươi có thể đến. Nhưng mà trên tông môn cũng không có quy định nào cấm nội đệ tử đến chỗ ở của đệ tử ngoại môn thì phải. Mà ta đến đây, đó hẳn là đến tìm đạo lữ của ta đây. Nhưng sư huynh Diệp lại quanh quẩn trước cửa ngươi đạo của tôi. Ngươi có chuyện gì vậy? Ngươi đạo lữ của ngươi? Nghe Lục Trần mở miệng một câu một lời gọi là đạo lữ, Diệp Long Nguyên không khỏi tức giận. Hắn rõ ràng biết ta đã theo đuổi Khương Tu Nhu nhiều năm, coi nàng như vật cấm kỵ, nhưng cố ý nhắc đến chuyện này trước mặt ta. Đây là muốn đánh vào mặt ta sao? Diệp sư huynh còn việc gì không? Không có việc gì thì mời về đi. Sư đệ ta còn phải đến bái kiến Khương sư tỷ. Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Ta tìm đạo lữ của ta có thể có chuyện gì? Ta không có chuyện gì. Đáng giận, thằng con đồ chân đất mà cũng muốn song tu với nàng sao? Nữ thần của ta lẽ nào có thể bị người vũ nhục như vậy sao? Diệp sư huynh, đệ tử nội môn của chấp pháp đường đang tuần tra khắp tông môn, chỉ cần kêu cứu thì sẽ phán xử công bằng. Chẳng lẽ Diệp sư huynh muốn lấy lớn hiếp nhỏ, vô cớ đánh đập ta, một đệ tử tạp dịch nhỏ bé? Chấp pháp đường, ngươi tưởng là tôi sẽ sợ bọn hắn sao? Hay vậy chúng ta thử xem nào. Tại chấp pháp đường này có ngươi, câm mồm cho bố. Với ngươi, một phế vật, không thể tăng một kích liền có thể đưa ngươi về trời. Mà chấp pháp đường cũng không thể mọi lúc mọi nơi tuần tra toàn bộ tông môn, không thể nào tình cờ mà đến đây được. Chấp pháp đường, ngậm mồm lại. Chấp câm mồm. Diệp Long Nguyên tức giận đến muốn phát điên, ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt bầu trời, không thấy đệ tử trúc cơ của chấp pháp đường tuần tra, bấy giờ mới an tâm. Cái chấp pháp đường này không đáng tin, đã gọi 2 tiếng rồi vẫn chưa tới à? Nếu gặp phải sự ám sát, ta chờ chúng tới đều có thể đi ăn tiệc. Tiểu tặc, đừng cho là ta Diệp gia biết sợ chấp pháp đường. Ta chẳng qua là không muốn cho Khương sư muội gây phiền, chẳng qua là vắng mặt Khương sư muội không giết ngươi mà thôi. Hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi, ta cho phép ngươi giữ lại một mạng tàn, sống sót thêm vài ngày. Diệp sư huynh muốn giết ta? Tại sao vậy? Sư đệ ta và Diệp sư huynh không thù không oán, càng không quen biết bao giờ. Diệp sư huynh tại sao lại muốn giết ta? Phải chăng Diệp gia gia đại nghiệp đại, có thể tùy tiện chém giết đệ tử vô tội sao? Tông môn này chẳng lẽ là thiên hạ của Diệp gia rồi sao? Ngươi thật hỗn đản. Khương sư muội xuất quan rồi sao? Chúc mừng Khương sư muội đột phá thất phẩm. Hai người các người đến đây làm gì? Sư muội, sư huynh ta cố ý đến chúc mừng muội, muốn nói vài lời tâm sự với muội. Không ngờ lại vừa vặn gặp Lục sư đệ. Cùng Lục sư đệ nói chuyện rất vui vẻ, trao đổi một số tâm đắc tu luyện. Ngươi thật sự cho rằng ta tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình? Là người mù điếc sao? Những gì hắn nói có thật không? Không phải hắn muốn giết ta? Sư đệ Lục, nói chuyện thì phải có bằng chứng. Được rồi, huynh đệ Diệp cũng đã chúc mừng, xin hãy trở về. Sư muội cũng không có lời tâm sự gì với người. Không đợi Diệp Long Nguyên hồi đáp, Khương Tô Nhu lại nhìn Lục Trần. Người tới đây làm gì? Sư đệ chúc mừng sư tỷ đột phá và có đôi lời muốn nói với sư tỷ. Được rồi thì vào đi. Cảm ơn sư tỷ. Tự đứng đợi mãi mà sư muội Khương lại không cho vào. Đồ nhà quê này chỉ nói có một câu mà cũng được vào phòng riêng của tỷ sao? Ta vốn không phải là người có thể tu luyện, chỉ muốn là một người phế vật nằm cho bằng được, nhưng lại bị một sư tỷ thiên tài không muốn lấy chồng chọn làm đạo lữ, còn đạt được phúc lợi do hôn nhân ban tặng. Đạo lữ mỗi khi tăng lên một cấp tu vi, ta đều có thể nhận được gấp 10 lần.
tặng cho đạo lữ bất cứ thứ gì, ta cũng có thể nhận được 10 lần. Sư đệ, mời ngồi. Đa tạ sư tỷ. Hôm qua sư tỷ sư đệ nhận được một người bằng một cây dao găm, không biết tốt hay xấu, mong sư tỷ giúp kiểm chứng một chút. Lúc Trần làm thế này chính là muốn xem thử dao găm hàn băng của hắn ta có thể sử dụng khi ở trong tay người khác hay không. Vì phúc lợi do hôn nhân ban tặng đã nói, bất kỳ đồ vật gì do phúc lợi tặng đều không thể tặng lại cho bất kỳ ai. Khương Tô Nhu cầm lấy con dao găm, sau đó thử truyền vào linh khí. Chốc lát sau, dao găm không có chút gì thay đổi, chỉ là một cục sắt thôi, thậm chí ngay cả linh khí cũng không thể chứa được, không có một chút còn không bằng hôm qua của đệ. Cái linh khí hạ phẩm đã han gì kia ấy, nhưng lễ vật tuy nhẹ nhưng tình nghĩa dù sao cũng là do ngươi của đệ tặng, vẫn nên giữ lại thôi. Nói cách khác, đồ vật của hắn ta những người khác cầm trên tay cũng không thể sử dụng được. Phúc lợi này đúng là một thứ tốt thật. Mê mơ, mùi gì thơm quá vậy. Con tiểu hồ ly đang nằm ngủ trên cổ của Lục Trần, ngửi thấy mùi thơm của tam châm hoa, tức thì mở to mắt. Hai mắt sáng rực nhìn về phía bông tam châm hoa đó. Khương Tô Nhu liếc nhìn con hồ ly nhỏ. Vừa nãy cô còn tưởng đó là Lục Trần đeo một chiếc khăn quàng cổ quanh cổ, thật không ngờ lại là linh thú. Linh thú thật dễ thương, ta có thể ôm nó không? Sư tỷ hãy xem, đó tam châm hoa này thế nào? Đó là nguyên liệu chính để luyện chế phục linh đan phải không? Nhìn kích thước thì phải có tuổi đời dưỡng liệu vài chục năm, chắc có thể đổi được vài trăm linh thạch. Nếu như vậy, thì sư tỷ cứ nhận luôn đóa hoa này tặng cho ta sao? Tam châm hoa có tuổi đời dưỡng liệu vài chục năm, là vật khá hiếm, giá trị vài trăm linh thạch đối với người cũng không phải là một con số tại nhỏ. Sao lại tặng ta? Sư đệ tư chất kém cỏi, dùng đóa hoa này cũng chỉ là phí phạm. Sư tỷ thiên tư thông minh lại còn biết thuật luyện đan, tặng sư tỷ đóa tam châm hoa này mới coi như vật tận kỷ dụng. Sư đệ là người trồng cỏ dược, không có gì có thể lấy ra để đưa. Nhận được sư tỷ hậu ái, vạn vọng sư tỷ nhận lấy. Khương Tô Nhu không phải là người thích trắng trợn chiếm tiện nghi của người khác, nhưng nghĩ lại cũng hơi thấy thiệt với Lục Trần. Nếu như cự tuyệt một mảnh tâm ý của hắn ta, thì tự bản thân cũng trở nên vô tình vô nghĩa. Dẫu sao, cô đã khiến Lục Trần hiện tại phải gánh lấy sự đố kỵ cùng sát ý của Diệp Long Nguyên. Vậy thì được thôi, luyện đan của ta thực sự cần loại dược thảo này. Ta sẽ nhận lấy, nhưng không thể không lấy thứ gì của cậu. Ta có thể theo giá thị trường mua với giá 12 phần hoa tam châm của cậu. Nó đáng giá 300 linh thạch, ta trả cậu 360 đi. Không cần không cần, giữa đạo lữ nói tiền bạc là xa lạ rồi. Hơn nữa sư đệ cũng chả cần đến linh thạch làm gì. Anh chàng này, có phải là thật sự coi ta là đạo lữ rồi không? Mềm, vậy được thôi, nói đến việc mua bán thì không tiện thật. Thôi thì ta tặng ngươi một bảo vật vậy. Hiện giờ ngươi bị Diệp Long Nguyên nhằm đến rồi, đây là lỗi của ta. Ta sẽ nhờ gia tộc giải quyết chuyện này sớm nhất có thể. Trong khoảng thời gian này ngươi phải bảo vệ tốt chính mình. Đây là ngọc bội hộ thân, bên trong được trưởng bối nhà ta lưu trữ sức mạnh và pháp trận, dùng để phòng thân, có thể chống được 3 lần công kích dưới cấp trúc cơ. Chỉ cần truyền linh khí vào là có thể kích hoạt rồi. Đúng rồi, ngươi hiện giờ có linh khí chưa? Ta thấy ngươi có thể mở túi đựng đồ mà. Có rồi, đêm qua đã ăn xúc cốc đan sư tỷ cho, đã thụ được linh khí, có thể tu luyện. Lục Trần đang nói dối, hắn vẫn chỉ là đồ bỏ đi không luyện được. Vậy thì còn gì bằng, nếu ngươi bằng lòng tặng ta con linh thú nhỏ kia, ta có thể cho ngươi một pháp bảo tốt hơn. Ánh mắt của Khương Tô Nhu rơi xuống người con cáo nhỏ, ánh mắt đó mang theo chút yêu thích và cưng chiều. Ngươi còn nói đến ta không phải đến đây để bán ta sao? Ta thật sự không muốn bán ngươi. Vậy là ngươi muốn tặng ta cho người khác, ta cũng sẽ không tặng ngươi cho người khác. Nếu ngươi dám, ta sẽ cào rách mặt ngươi, cho ngươi biết tay ta. Sư tỷ xin lỗi, con cáo nhỏ này ta đã nuôi nhiều năm, tình cảm sâu đậm không thể tặng cho người khác, xin lỗi. Không sao, tại ta đường đột, ta đây lạnh lẽo quá. Nếu có một linh sủng nói chuyện với ta cũng tốt, không có cũng chẳng sao. Khương Tô Nhu cầm lấy tam châm hoa nhét vào túi chữ vật. Lục Trần tặng cho đạo lữ tam châm hoa 35 năm tuổi, nhận lại ban ân gấp 10 lần. Tam châm hoa 350 năm tuổi, có nhận không? Ban ân gấp 10 lần này là theo chất lượng của món đồ tặng ra gấp 10 lần, mà không phải gấp 10 lần số lượng như chuyện trước đó con dao găm. Ban ân lại gấp 10 lần là pháp khí trung phẩm, chứ không phải 10 con dao găm tệ hại. Sư tỷ sư đệ việc đã xong, xin cáo từ. Sau này nếu có được kỳ chân dị bảo, sẽ tặng cho sư tỷ, mong sư tỷ chớ từ chối. Cáo từ. Ừ, đi chậm thôi, cẩn thận trên đường. Nhìn bóng lưng dứt khoát quay đi của Lục Trần, Kiều Tăng Nhu cảm thấy hơi không hiểu nổi Lục Trần. Ban đầu nghĩ là Lục Trần qua đây là muốn song tu cùng nàng, chỉ để tăng thêm tu vi, nhưng không ngờ Lục Trần lại đến, thật sự chỉ để tặng hoa cho cô, không có chuyện gì khác, một mực không nói đến chuyện song tu. Chờ chút, tặng hoa, vừa nãy hắn còn nói sau này sẽ tặng ta thứ gì đó nữa. Chẳng lẽ tên nhóc này đang tìm cách lấy lòng ta, cho ta vui vẻ rồi sau đó mới đưa ra yêu cầu song tu sao? Ha ha, vậy thì ngươi cứ đưa những món đồ ngươi định đưa cho ta đi, ta xem ngươi có thể kiên trì đến bao giờ mà mở lời. Lục Trần trở về chốn ở của mình, phát hiện Vương Miện đã rời đi, lấy ra một đóa tam châm hoa. Đóa tam châm hoa này gần như gấp đôi đóa trước, cũng mập mạp hơn nhiều. Ngươi hãy cảm nhận một chút xem trong đóa tam châm hoa này có dược lực không? Cách xa, ta vẫn cảm nhận thấy linh khí và dược lực mênh mông, còn cả sự sống. Sao thứ này lại không ở trong tay mà vẫn còn tác dụng thế không biết? Thế thì ngươi thử cầm thử đi. Cáo nhỏ vội qua đỡ lấy tam châm hoa, sau đó thừa dịp Lục Trần không chú ý, cắn mạnh một miếng vào cuống tam châm hoa. Có cảm nhận dược lực không? Có chứ, ngậm vào là tan ngay, dược lực mênh mông lan tỏa khắp cơ thể. Đệt, ta cắn một miếng to thế này, đáng ra phải bổ sung linh khí và dược lực cho ta chứ.
Sao không thấy tí tác dụng nào thế? Lúc Trần bèn thu tam châm hoa vào túi đựng đồ. Bây giờ hắn đã hiểu được linh bảo hoàn trả. Hắn cầm thì có thể dùng, người khác cầm thì không thể dùng. Thuốc hoàn trả sẽ luôn có dược lực. Hắn ăn thì có tác dụng, còn người khác ăn sẽ không thể hấp thụ được dược lực. Đó chính là lý do ban ơn trả lại không thể chuyển nhượng cho người khác. Giờ thì Lục Trần đã hiểu quy luật này. Bèn định tâm, có thể thực hiện kế hoạch của mình rồi. Ngươi định đi làm gì thế? Bán hoa. Nhưng mà hoa đó không có dược hiệu. Bán nó chẳng phải là lừa người à? Ngươi thật xấu. Bán đi để đổi lấy linh thạch cho người ăn. Ngươi đúng là đại ân nhân của ta. Khách quan muốn mua hay bán vậy? Mua đồ thì phải đặt cọc 5 viên linh thạch. Không mua thì có thể trả lại. Còn bán đồ, phải nộp phí định giá 5 viên linh thạch khi bán đồ. Tuyệt đối không trả lại. Hãy theo ta. Chỉ Hoài Quân đang bận giám định cho người. Ngay chờ người trong kia ra là sẽ vào được ngay. Đa tạ. Ta vốn là phế vật không tu luyện được chỉ thích năm dài, nhưng lại được vị sư tỷ Thiên Kiều không muốn lấy chồng chọn làm đạo lữ. Chỉ vì trong tông môn hàng năm đều tổ chức một lần đại hội xem mắt. Khi những nam nữ độc thân khác chọn được đối tượng mình thích và nắm tay thành công, trên đài chỉ còn lại 3 người cuối cùng bị đánh giá là đệ nhất mỹ nhân của Lạc Hà Phong, lại còn sở hữu linh căn thiên cấp Khương Tô Nhu, còn có đệ nhất mỹ nam của Lạc Hà Phong, lại xuất thân danh giá từ chất nghịch Thiên Diệp Long Uyên. Cùng ta đây dung mạo tầm thường, phế vật tạp dịch không tu luyện được. Trong bất kỳ đàm hỏa nào của Khương Tô Nhu, Hoa và Diệp Long Uyên đích xác là trời sinh một cặp, nhưng Diệp Long Uyên vẫn theo đuổi Khương Tô Nhu nhiều năm, chỉ là Khương Tô Nhu vẫn không đồng ý. Hiện tại bọn họ đều đã đủ 18 tuổi, đây cũng là cơ hội cuối cùng Khương Tô Nhu muốn chọn đạo lữ. Nếu như vẫn không chọn, tông môn sẽ ép buộc chỉ định cho nàng. Trưởng lão giữ Khương Tô Nhu đến cuối cùng cũng là cố tình cho Diệp Long Uyên cơ hội mà thôi. Mà ta trong mắt của bọn họ thì chỉ là đồ đệm lót mà thôi, chỉ là để cho có vẻ công bằng một chút. Loại thuốc cỏ này của hắn cho người khác giám định thì không sợ, bởi vì dược hiệu đều là thật. Còn về phần người mua có mua đi hay không, viên đan luyện ra không có tác dụng thì cũng không liên quan gì đến hắn. Dù sao thì chính là do ngươi luyện đan thất bại. Tiếp theo, kính chào tiền bối Chỉ Hoài Quân. Đạo hữu hãy ngồi. Tiền bối, ta muốn bán một cây linh thảo. Lần đầu tới đây phải không? Vâng, sao mày biết vậy? Những người thường tới đây thì trước khi ta nói hết đã đặt 5 linh thạch tiền tư vấn ở đây rồi. Linh thảo thông thường có thể mua bán ở chợ. Điều khiến tiểu hữu tới đây để bán chắc hẳn là một cây linh thảo hiếm hoi lắm đúng không? Là cây kim linh tam châm hoa. Một loại thảo dược thông thường như thế này thì chỗ nào chẳng có. Thế thì hẳn là nó có 5 tháng rất lâu năm phải không? Vâng, tam châm hoa có tuổi đời 350 năm. Ai lại đem một loại tam châm hoa bình thường đi nuôi tận 300 năm? Tiểu hữu đừng có đùa với ta chứ. Cây tam châm hoa này ta vô tình phát hiện ra. Tiểu hữu không cần nói với ta là đào ở đâu. Phòng đấu giá có nội quy riêng. Lần đầu tiên cậu đến ta giải thích cho cậu một lần. Thứ nhất, vật báo không hỏi nguồn gốc, miễn là vật báo là đủ. Thứ hai, người bán không hỏi danh tính. Mặc dù thần thức của ta vừa quét có thể biết được dáng vẻ của tiểu hữu, nhưng ta sẽ không làm vậy. Thứ ba, bất kỳ món đồ nào đều do ta giám định rồi giao cho phòng đấu giá đấu giá. Sau đó mọi hậu quả đều do phòng đấu giá chúng ta gánh chịu, không còn liên quan gì đến người bán nữa. Hậu bối hiểu rồi, thưa tiền bối đã giải thích. Chỉ Hoài Quân cầm cây tam châm hoa này, ánh mắt đăm chiêu giám định một cách cẩn thận. Mê mơ dược lực tràn trề, sau khi hái không quá một ngày không bị hao hụt, thật sự có niên đại dược tính 350 năm trở lên. Cây tam châm hoa này ít nhất có thể luyện chế 300 viên phục linh đan, hoặc là vài viên có thể chữa lành vết thương cho người có tu vi kết đan là phục linh đan. Sao ở đây lại có một vết cắn nhỉ? Quả thật là phá hoại của trời, nhưng mà rất nhỏ, không ảnh hưởng lớn. Món đồ này nghiệm thu thông qua của thật là vật hiếm gặp, có thể đấu giá. Ta cho tiểu hữu hai sự lựa chọn. Thứ nhất, 2500 linh thạch, món đồ này bán cho phòng đấu giá chúng ta, trả một lần không còn liên quan gì đến cậu nữa. Thứ hai, đấu giá khởi điểm 2000 linh thạch, giá thành giao cuối cùng không ai biết được. Theo giá thành giao cuối cùng chúng ta chia 7:3. Tiểu hữu có thể đích thân đi xem quá trình đấu giá, đảm bảo không làm giả. Chia 3:7 cho cây hoa tam châm này, phải bán được hơn 3600 linh thạch, ta mới vượt quá được số tiền 2000 năm. Liệu có người nào bỏ ra nhiều linh thạch như vậy để mua một cây hoa tam châm này không? Sợ gì giàu sang trong nguy hiểm. Ta đưa đến phiên đấu giá chắc chắn sẽ bán được nhiều linh thạch. Người đã nghĩ kỹ trước, đạo hữu. Nếu người không lựa chọn được thì hãy nghe con linh thú nhỏ của người. Được, vậy thì đấu giá. Người đâu? Đem vật này đến hội đấu giá, làm vật chốt sổ của hôm nay. Đạo hữu giờ có thể trực tiếp vào trường đấu giá từ cửa sau để xem đấu giá, không cần nộp tiền ký quỹ. Cảm ơn tiền bối. Tiền bối, phản bối mạo muội hỏi một câu. Ngài là một cường giả kết đan xuất chúng, sao còn cần phải vào nhờ mấy đồng linh thạch đánh giá nhỏ nho này để duy trì cuộc sống? Hội trường đấu giá này là của ta. Sau này nếu đạo hữu còn vật phẩm như thế này nữa thì cứ việc gửi tới hội trường đấu giá của chúng ta luôn hoan nghênh. Cảm ơn tiền bối. Cho đến khi họ phát hiện bị lừa rồi thì em rằng sẽ không còn chào đón mình đến nữa. Nếu bị thua lỗ, ta sẽ bán người đi để đổi linh thạch, không được phép nói thêm nữa. Ở đây, Lục Trần đúng là thấy được khá nhiều chân bảo kỳ lạ. Tiếc là túi của hắn rỗng không mua được thứ gì. Sau khi bàn đấu giá thêm mấy vòng nữa thì hội đấu giá gần kết thúc. Cuối cùng thì cũng đến lượt cây hoa tam châm của Lục Trần. Chư vị, kế tiếp là vật phẩm đinh trong buổi đấu giá lần này của chúng ta. Một cây tam châm hoa. Các vị đều biết đấy, tam châm hoa chính là nguyên liệu quan trọng để luyện chế phục linh đan. Còn phục linh đan lại là bảo vật dùng để bảo vệ tính mạng, có thể hồi phục thương thế và linh khí một cách nhanh chóng. Tầm quan trọng của nó thì không cần phải nói. Mà tam châm hoa có tuổi đời càng cao thì phục linh đan luyện chế ra cũng có hiệu quả càng tốt. Mà cây tam châm hoa này đã được đích thân Chỉ Hoài Quân kiểm định,
đã có tuổi đời 350 năm, có thể tưởng tượng được dược lực của nó hùng hồn đến mức nào. Hơn thế nữa, cây tam châm hoa này, tính đến thời điểm hạ xuống còn chưa tới một ngày, đã được chỉ hoài quân đích thân niêm phong vết cắt. Dược lực không hề bị mất đi, mọi người có thể yên tâm trả giá. Chủ lễ, anh nói không sai chứ, tam châm hoa 300 năm tuổi. Sao lại có thể như vậy được? Ai lại dỗi hờ như vậy chứ? Đi nuôi dưỡng một cây tam châm hoa nhiều năm như vậy, có lão yêu quái nào rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm không? Ha ha, cũng có thể là hoang dại thì sao chứ? Dĩ nhiên là bảo vật này đã được chúng ta đích thân kiểm định qua rồi. Đạo hữu nào không tin, chúng ta hoan nghênh giám sát. Bất kỳ ai nghi ngờ đều có thể trực tiếp lên đây để đích thân kiểm chứng. Vậy để ta thử kiểm tra một chút. Gia nhập đan hiệp phong thượng phẩm là Triệu Hoài Vân, xin trước tiên được tuyên bố. Ta không phải không tin tưởng tiền bối Chỉ Hoài Quân, chỉ là không kìm được sự yêu thích khi được chưa từng thấy tam châm hoa có năm tháng dài đằng đẵng, chỉ là do ta muốn mở rộng hiểu biết thôi. Có lệnh chủ Hồ Hoài Quân và luyện đan sư Triệu Chứng Giám, chúng ta đương nhiên tin tưởng. Luyện đan sư, xin người cứ xem. Phải rồi, chúng ta đều đợi kết quả. Triệu Hoài Vân đầu tiên là ngắm, sau đó là người, cuối cùng thì bơm linh khí vào, cảm nhận tỉ mỉ dược lực trong đóa tam châm hoa đó. Thật là hơn 300 năm tuổi, quá hiếm thấy. Giá khởi điểm của tam châm hoa này là bao nhiêu? Ta Triệu Hoài Vân muốn rồi, ta sẽ tự mình luyện chế thành phục linh đan, luyện ra phục linh đan hoàn hảo nhất. Ta sẽ dựa vào viên đan này để tiến vào cảnh giới đại sư. Luyện đan sư chia làm 3 cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, đại sư và tông sư. Cả Âm Dương Tông không có một luyện đan sư cấp tông sư nào, chỉ có 3 vị đại sư mà Triệu Hoài Vân được xưng tụng là thiên tài trẻ tuổi trong thế hệ luyện đan, là thiên kiêu trẻ tuổi có hy vọng xông vào cảnh giới đại sư nhất. Luyện đan sư Triệu hãy bình tĩnh, xin ngồi tại chỗ để đấu giá. Nơi của đấu giá trường là người trả giá cao nhất sẽ giành được. Đúng là như vậy, là tại hạ đường đột. Lão phu tuyên bố tam châm hoa giá khởi điểm là 2000 linh thạch. Mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 100. Bắt đầu đấu giá, ta ra 2000 năm, Giang gia của ta ra 2800, 3000, Diệp gia của ta ra 3000, ai dám tranh với ta? Nghe Diệp gia có người hô lớn như vậy, Lục Trần không khỏi dâng lên một tia tinh thần. Ta Triệu Hoài Vân ra giá 3000 một, ta nhà Diệp gia giá 3200, ta nhà Khương gia giá 3300. Khương lão nhị, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch hay sao? Cái gì gọi là đối nghịch với ngươi? Nhà đầu Khương Tô Nhu của ta, gần đây đối với luyện đan có bao nhiêu cảm ngộ? Sắp từ trung phẩm tiến vào thượng phẩm rồi, chờ nàng tiến vào sau, lão phu liền dùng cây ba kim hoa này tặng nàng làm lễ mừng. Không được sao? Ta Triệu Hoài Vân ra giá 3800, ta nhà Khương ra giá 3900, ta nhà Diệp ra giá 4000, ta Triệu Hoài Vân ra giá 4000. Các vị tiền bối, bán cho ta Triệu Hoài Vân một cơ hội này rất quan trọng đối với ta. Vì Triệu đan sư đã lên tiếng, thì ta nhà Khương bán cho người trước mặt. Mong sau này Triệu đan sư chỉ bảo nhiều cho nhà đầu của ta. Tại hạ nhất định tiếp tục ra giá. Ta nhà Diệp ra giá 4000 nam. Hừ, nhà các ngươi Khương Tô Nhu kia, để tránh việc lựa chọn đạo lữ, lại chọn một tạp dịch đệ tử làm đạo lữ của mình, thật sự là khiến người ta cười rụng răng. Tên tạp dịch kia còn không phải ngày ngày ngồi chiếu lạnh sao? Mặt mũi nhà các người Khương bị nàng ném hết rồi. Con cái nhà Khương chúng ta muốn chọn ai thì chọn ai, vui vẻ là được. Chúng ta không giống các ngươi, một bộ dạng liên hôn. Bản thân mạnh mới là thật sự mạnh, hy sinh hạnh phúc của con cái đi tranh giành quyền lợi, đó mới gọi là mất mặt. Vì là người nàng chọn làm đạo lữ thì đó chính là một kẻ phế vật. Chúng ta nhà Khương cũng tôn trọng lựa chọn của nàng, cũng có thể bồi dưỡng kẻ phế vật kia thành tinh anh. Lục Trần nghe xong rất cảm động, đáng tiếc vô dụng, bồi dưỡng hắn cũng không thể tu luyện. Lúc này Triệu Hoài Vân chuẩn bị ra giá một lần nữa. Triệu đan sư, cây dược thảo này ngươi cứ giao cho nhà Diệp chúng ta đi, ta cam đoan với ngươi, ngay sau khi đấu giá được dược thảo liền đưa trực tiếp cho ngươi để ngươi luyện chế. Luyện chế ra đan dược, ngươi lấy viên tốt nhất để tiến giai, còn lại tất cả giao cho nhà Diệp chúng ta sử dụng, như vậy chúng ta cùng có lợi, ngươi thấy thế nào? Tốt, một lời đã định. Như vậy đa tạ Diệp gia đạo hữu, ban đầu còn có thể kiếm thêm chút, lại bị nhà Diệp phá hỏng hết. Này, luyện chế ra đan dược là để cho nhà Diệp dùng. Lục Trần không biết, hiện tại hắn tùy ý đào một cái hố, sẽ ở đầu tháng sau, mùng 1, lừa gạt nhà Diệp Long Nguyên một phen. Tiểu lục tử phát tài rồi, phát tài rồi. Những linh thạch này ngươi định chia cho ta bao nhiêu? 649 linh thạch, mua xong nếu còn thừa, ngươi cứ tùy tiện ăn. Thế thì ngươi không được tiêu hết đâu nhé, nhớ để lại cho ta một ít. Nếu không có ta, ngươi sẽ không kiếm được nhiều linh thạch như vậy đâu. Ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa, đừng để người khác phát hiện. Xin hỏi đạo hữu cần loại pháp bảo nào? Tại hạ có thể giới thiệu cho ngươi, ta muốn một cái trận pháp phòng ngự. Xin hỏi ở đâu? Trận pháp ở tầng 2, xin mời theo ta. Bên chúng ta, bảo các có rất nhiều bảo vật, đều được vận chuyển từ các nơi đến, cũng có không ít pháp bảo, linh bảo, trận pháp vân vân, đều là tông môn chúng ta. Kỳ trận phong đệ tử, trưởng lão luyện chế ra, cam đoan hàng tốt giá rẻ, chất lượng tốt nhất. Đạo hữu có thể yên tâm mua sắm. Hạ phẩm linh bảo, ngự phong kiếm. Đạo hữu có phải là nhìn chúng thanh kiếm bay này không? Thanh kiếm bay này là từ bên ngoài, là hạ phẩm linh bảo. Dùng thanh kiếm này ngự phong bay, tốc độ vượt xa kiếm bay bình thường. Nếu là tu sĩ thuộc tính phong đến sử dụng thì càng thêm hợp với nó, có thể điều động linh khí thuộc tính phong tốt hơn. Cho dù là tốc độ hay uy lực đều rất mạnh mẽ, chỉ tiếc thuộc tính phong linh căn quá hiếm gặp nên thanh kiếm này vẫn chưa có ai mua. Đạo hữu nếu muốn thanh kiếm này, giá gốc 2000 linh thạch, ta có thể làm chủ, giảm 9/10, 1800 linh thạch bán cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Nếu mua thanh kiếm này tặng cho Khương Tô Nhu rồi ban phúc hoàn trả, thì không phải là trung phẩm linh bảo thuộc tính phong kiếm bay sao? Trung phẩm linh bảo giá trị lên đến hàng vạn linh thạch, nhưng Lục Trần hiện tại chỉ có hơn 3000 linh thạch, còn phải mua trận pháp nữa. Vẫn là đi xem trận pháp trước đi. Được rồi, đạo hữu xin mời theo ta.
Trong khu vực rộng lớn này, phân loại trưng bày đủ loại trận pháp đồ giám. Đạo hư muốn tìm kiếm trận pháp có lực phòng ngự cực hạn, hay là có thể công thủ toàn diện, trong khi phòng ngự kẻ địch công kích, còn có thể phản đòn một ít cho đối phương, hoặc là mang theo một số chức năng khác của trận pháp, ví dụ như tụ linh, truyền tống vân vân, còn có thể có chức năng khác. Đương nhiên, ví dụ như, ngươi xem cái trận này, ngũ hổ phản thương trận, lấy sức mạnh gầm rú của hổ linh làm trận, lấy vị trí ngũ hành làm dẫn, tạo thành ngũ hành trận, kiên cố bất phá, bất khả chiến bại, có thể công thủ toàn diện, kẻ địch công kích đánh vào đó, trận pháp hấp thụ một phần, còn có thể phản kích một phần cho đối phương. Ngươi lại xem cái trận này, sử dụng truyền tống trận, lấy máu của linh thú trúc cơ làm dẫn, kết hợp với lực truyền tống, về mặt hiệu quả phòng ngự, tuy không bằng ngũ hổ phản thương trận, nhưng lại mang theo một hiệu quả truyền tống. Nếu kẻ địch phá vỡ trận pháp phòng ngự, thì khi trận pháp bị phá vỡ, có thể kích hoạt trận pháp truyền tống này, lập tức truyền tống. Nhưng cái này chỉ sử dụng một lần, dù sao trận pháp đều bị phá rồi. Hơn nữa truyền tống cũng là ngẫu nhiên, không biết sẽ truyền tống đến đâu. Sợ cái gì, phú quý hiểm nguy, muốn cái có thể truyền tống. Không sao, chúng ta chạy trốn, đi làm tu sĩ tán tu đi. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Chủ yếu là cái đó rẻ, mới 1.500 linh thạch. Cái đầu tiên quá đắt, phải 2.500. Hai trận pháp này có thể ngăn cản được cái gì? Công kích của kẻ địch ở cảnh giới nào? Trúc cơ trở xuống thì xem thời gian, xem khi nào bị hao mòn. Trúc cơ trở lên, cái trước ít nhất có thể ngăn cản 3 lần công kích toàn lực. Cái sau cũng có thể ngăn cản 2 lần. Bố trí xong, nếu đổi chỗ thì có thể di chuyển được không? Đương nhiên, trận kỳ và nguyên liệu đều có thể di chuyển. Cởi ra là được. Nguyên liệu đều ở trong trận pháp, kẻ địch không thể cởi ra. Cái này 1.500, đúng vậy. Thanh kiếm bên dưới 1.800, cộng lại là 3.300. Giảm giá thêm chút nữa đi. Ta mua 2 cái, 2.500 linh thạch được không? Vì hắn chỉ có 3.100 linh thạch. Thì người dẫn đường cũng ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống trả giá như vậy. Bỗng nhiên giảm giá xuống còn 7/5, tàn nhẫn như vậy. Là lần đầu tiên gặp phải. Đạo hữu, cái giá ta nói này đã là giảm giá rồi. Ngự phong kiếm giảm giá xong là 1.800, vì cái đó khó bán. Cái huyết giáp truyền tống trận này là không thể giảm giá. Nhưng xem như người mua cùng lúc 2 món, ta tối đa chỉ giảm thêm 100 linh thạch. 3.200, ngươi thấy thế nào? Ngươi xem, ngươi đều nói cái kiếm đó khó bán. Vừa lúc gặp được ta, ngươi thích mua thì bán cho ta đi. Ngươi không bán, để nó ở đó thì nó sẽ không biến thành linh thạch, sẽ không có tác dụng, bán cho ta. Con có thể nhận được linh thạch, con có thể bán đi một món hàng không bán được, đồ bỏ đi. Hơn nữa cái trận lớn này là sử dụng một lần, bị phá là không còn. Ta dùng xong, chắc chắn sẽ lại đến tìm ngươi mua. Lần này ngươi giảm giá cho ta thoải mái, lần sau ta còn đến tìm ngươi, để ngươi lấy hoa hồng, ngươi nói đúng không? 3.100, không thể giảm thêm. 2.800, không thể tăng thêm. Ta không có nhiều linh thạch. 3.100, 2.800, ta lại không phải là trưởng quầy, không thể giảm giá cho ngươi nhiều như vậy đâu. Vậy ngươi có thể đi hỏi trưởng quầy. Được, ngươi chờ ta. Đạo hữu, trưởng quầy của chúng ta nói, kết giao bạn bè, 3.000 linh thạch, thiếu một đồng cũng không được. Vì cái giá này đã tương đương với kỳ trận phong bán vũ khí. Đạo hữu nếu có thể mua ở kỳ trận phong thì sẽ không đến bảo các của chúng ta đâu. Chúng ta cũng chỉ là kiếm lời làm ăn thôi, không thể lỗ vốn làm ăn đâu. Đạo hữu nếu không tin, có thể đến kỳ trận phong xem xét giá này. 3.000 thì 3.000, giao dịch. Huynh đệ, đến đây để làm thủ tục đăng ký cho linh thú. Huynh nào ở đó nuôi linh thú? Hắn sao không đến đây cùng ngươi đăng ký giao nhận? Không phải nuôi, là nhận được. Thấy nó đáng thương nên thu nhận. Thu nhận? Vậy cũng được, chỉ cần đăng ký là phù hợp với quy định. Đã làm xét nghiệm huyết mạch loài không? Chưa. Mê mông, linh thú tu 6, lại nói một chút. Hồ ly không có tu 6. Không có tu 6, một con hồ ly, cái đó gọi là dã thú. Gọi là linh thú, ngươi đang trêu ta sao? Ngươi mới là dã thú. Ồ, biết nói, khai trí sớm đấy. Nhìn có vẻ giống thông linh ngọc hồ, chắc là vậy, đăng ký cho ngươi. Chủ nhân tên tuổi, thân phận, tu 6. Lục Trần, Lạc Hà Phong, tạp dịch đệ tử, không có tu 6. Không có tu 6, người đen tối phối hợp với dạ thú. Được rồi, đăng ký xong. Bây giờ con thông linh ngọc hồ này là của ngươi, còn ngươi ký kết là chủ tớ khế ước hay là sinh tử khế ước thì ta không quản. Mang cái này đeo vào cổ nó, khắc ấn hồn ấn của ngươi, chỉ có ngươi mới có thể mở ra. Cái vòng cổ kia chỉ là thẻ bài thân phận, không có tác dụng ràng buộc nào khác. Anh hai, hai ngày trước, tên tạp dịch đệ tử Lục Trần cướp đạo lữ của ngươi ở chỗ ta đăng ký thân phận cho linh thú của nó, đang đi xuống núi, hắn đeo khăn đen, đội mũ đầu giáp, bế một con thông linh ngọc hồ, tìm một người tùy tiện giết đi, đừng tự mình ra tay. Vì loại rác rưởi này không đáng để bẩn tay. Ngươi là thiên chi kiêu tử nhà chúng ta, đừng dính phân vào tay. Tiểu hồ ly, ngươi có phải là thông linh ngọc hồ không? Không phải. Vậy ngươi là linh thú gì? Ta quên rồi, ta không nhớ ra được. Ta cũng không biết ta là ai, ta là loài gì, là linh thú gì, thậm chí không biết đến từ đâu. Nhưng ta có thể ăn linh thạch, ăn xong rất no, không ăn thì rất đói. Nhưng ta mơ hồ cảm thấy ta không phải là thông linh ngọc hồ. Ta đã từng thấy thông linh ngọc hồ, huyết mạch của chúng quá thấp kém, huyết mạch của ta cao hơn chúng rất rất nhiều. Ồ, có vẻ huyết mạch của ngươi rất có giá trị. Tại sao ngươi không dùng cao quý để miêu tả mà lại dùng hai chữ có giá trị? Ngươi muốn làm gì? Không, không có gì, ta sẽ không bán ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn nuôi ta, giữ lại để bán máu sao? Máu của ngươi có giá trị sao? Không có giá trị, không có giá trị. Ta chỉ là một con dã thú mà thôi. Đúng rồi, chúng ta còn bao nhiêu linh thạch? Ngươi, tên con hoàng này, một lần tiêu hết 3.000, còn hơn 100 thôi. Ngươi nghèo như vậy, làm sao nuôi ta? Ta có nói là sẽ nuôi ngươi không? Ngươi có chết đói hay không có liên quan gì đến ta? Ngươi, tên phụ lòng, ban ngày gọi người ta là bạn tốt, bây giờ lại biến thành... Nhanh, trốn đi, có ác ý. Tiểu hồ ly, mau đi tìm người của chấp pháp đường đến cứu ta.
Tiểu hồ ly lập tức nhảy xuống người Lục Trần, xem một cái, chạy về phía xa. Trước mắt, liền đến một khối đá lớn ở xa. Nhưng nó lại đột nhiên không động đậy nữa, dừng lại trên tảng đá, nháy mắt nhìn Lục Trần đối địch. Ngươi, làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của ta? Tuy nhiên, tên sát thủ kia lại không muốn đánh với Lục Trần. Không tốt, ngay lúc nguy cấp, tiểu hồ ly ở xa đột nhiên nhảy lên, nhảy đến trước mặt tên sát thủ kia. Trong hai mắt xuất hiện ánh sao lấp lánh, nhìn tên sát thủ kia. Tên sát thủ kia nhìn thấy ánh sao đó, lập tức cảm thấy chóng mặt hoa mắt, không thể khống chế được kiếm bay, trực tiếp ngã xuống đất. Giết chết tên sát thủ, Lục Trần ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai đạo cầu vồng bay đến từ phía bắc trên bầu trời, là có người ngự kiếm bay về phía mình. Hắn lập tức túm lấy xác của tên sát thủ, cho vào túi trữ vật, lại lấy người đến bên cạnh tên sát thủ khác, cũng thu vào. Tên nhóc này đủ gọn gàng. Đối mặt với hai tên sát thủ vây công, phản xác không quá mấy hơi thở, lớn, thu xác là chạy. Đủ dứt khoát, không do dự. Khương huynh, hắn giết người. Chúng ta không bắt giữ hắn sao? Hừ, nếu hắn giết đệ tử thì đương nhiên phải bắt giữ, nhưng hắn giết là sát thủ lén lút, không biết là gia tộc nào nuôi dưỡng, không có thân phận chính thức, giết thì giết thôi. Đệ tử là đệ tử của chấp pháp đường, trong lòng phải có một cái cân. Đệ tử của chúng ta bị ám sát, chúng ta càng nên đi giúp hắn. Hiện tại địch nhân thực lực không bằng, vì đệ tử của chúng ta phản sát, chúng ta còn phải bắt giữ đệ tử của mình không? Chính là mời sư phụ đến, lão nhân gia ông ấy cũng sẽ nói một câu, giết tốt. Lợi cho cái phái sát thủ giết đồng môn mới nên chết hết. Ôi, ta lại cảm thấy tên nhóc này rất thú vị. Giết chóc rất khoát, thích hợp vào chấp pháp đường của chúng ta. Đi, theo sau xem hắn thân phận gì. Sau này chú ý hắn một chút, nếu trong sạch thì thử thu nhận. Được, huynh, ta nghe huynh. Lúc Trần ngồi trên giường, thở hổn hển, ngồi xếp bằng, lấy linh thạch ra bổ sung thể lực và linh khí cho mình dừng. Ngoài cửa, trên bầu trời, do Khương Huynh dẫn đầu, hai đệ tử của chấp pháp đường. Đây không phải là nơi ở của tạp dịch đệ tử sao? Đúng, hình như là một khu vực phụ trách trồng trọt, lĩnh vực đất đai của tạp dịch đệ tử. Mỗi người đều có một mảnh đất phụ trách, ngay trong sân của mình. Đây là hàng đầu tiên, ngôi nhà số 8. Được rồi, chúng ta về tra cứu là biết. Ngôi nhà số 8, ở hai người, Vương Miễn và Lục Trần. Lục Trần, cái tên này quen quá, không quen sao được. Chẳng phải là em rể của ngươi, Khương Hoài Dương sao? Cái gì em rể của ta? Ta đâu có em rể nào. Chính là ban ngày hôm trước, em gái ngươi, Khương Tô Nhu, kết làm đạo lữ với Lục Trần. Ngươi không biết? Cái này ta thật sự không biết, nhưng trong ngôi nhà này, hiện tại chỉ có hai người này, đúng không? Không phải. Hôm nay, bên ngoại môn đệ tử, hình như đưa đến một bản đăng ký, nói Vương Miễn kia, cùng đạo lữ Trương Tú chuyển đến nơi ở của ngoại môn đệ tử. Ngôi nhà đó hiện tại chỉ có một mình Lục Trần. Lục Trần này tu sáu gì? Tu sáu, hắn có cái gì mà tu sáu? Phế nhân nổi tiếng gần xa, vào sơn môn 5 năm, vẫn không luyện ra linh khí. Toàn bộ Lạc Hà Phong, phế nhân đầu tiên. Ban đầu, tháng sau phải đuổi ra khỏi tông môn. Kết quả là gặp may mắn, vì em gái người chọn làm đạo lữ. Chuyện này nhà các ngươi không vận động một chút, hắn chắc chắn là đuổi không đi đâu. Được rồi, Lục Trần kia, hắn có một con hồ ly trắng không? Ai biết được? Ta rảnh rỗi, sẽ không đi chú ý một tên tạp dịch đệ tử đâu. Được rồi, đa tạ huynh, tại hạ cáo từ. Không tiễn. Huynh, tên nhóc đó là một phế nhân không thể tu luyện. Cái đó không phải chỉ là nói nhảm sao? Chỉ là tên nhóc đó, khi giết luyện khí ngũ tầng tu sĩ, sự dứt khoát gọn gàng, ít nhất cũng phải là thất bát tầng tu sáu. Hắn tuổi này, luyện khí thất bát tầng, sao cũng phải coi là loại có thiên phú tốt. Ta cũng cảm thấy chuyện này có chút bất thường, tên nhóc này khiến ta hứng thú. Bây giờ chúng ta đi đến linh thú phong hỏi thăm, là có thể xác định. Ôi, huynh của chấp pháp đường, có chuyện gì sao? Hôm nay hoặc là gần đây, có một đệ tử nào đó, dẫn theo hồ ly chẳng đến đăng ký không? Có, không phải trùng hợp sao? Chính là cách đây nửa canh giờ, còn có một đệ tử đến đăng ký một con thông linh ngọc hồ. Ồ, tên gì? Tên là Lục Trần. Ồ, tên là Lục Trần. Ngươi tên gì? Ta tên là Diệp Long Tuyền. Người nhà Diệp. Đúng. Bây giờ có thể khẳng định, vừa rồi vị đệ tử phản sát ám sát chính là Lục Trần. Nhưng tại sao hắn không đi làm đệ tử ngoại môn? Tên nhóc này có bí mật lớn đấy. Có vẻ em gái ta chọn hắn, không phải là vì tức giận, mà là mắt sáng như sao biết người ta. Càng ngày càng thú vị. Vì Tô Nhu hiểu hắn hơn ta, thì ta không cần quan tâm nữa, quan sát thêm. Sau này cũng tiện lợi để gia tộc bồi dưỡng một cường giả. Hắn dặn dò đệ tử, chuyện này không được nói với ai. Sau đó trở về pháp trấn đường. Nhị ca, anh đã sai người đi ám sát Lục Trần chưa? Sai rồi, sao vậy? Xấu rồi, mau liên lạc với người đã sai đi, xem còn có thể liên lạc được không. Nghe vậy, Diệp Long Nguyên lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm, gọi mấy lần nhưng không có hồi âm. Sao thế? Nói đi. Sau khi ta thông báo cho anh, không bao lâu sau, vừa rồi, Khương Hoài Dương nhà Khương gia đến tìm ta. Khương Hoài Dương, hắn đến tìm anh làm gì? Hắn hỏi ta trước, có biết người dẫn hồ ly đến đăng ký hôm nay là ai không? Ta nói là Lục Trần, sau đó hắn gật đầu. Hỏi ta tên gì? Ta nói ta tên Diệp Long Tuyền. Hắn nói ta là người nhà Diệp gia, rồi đi luôn. Khương Hoài Dương phát hiện ra điều gì à? Đây là muốn nhắc nhở anh đấy. Không ngoài dự đoán, người ta sai đi ám sát,
chắc là bị Khương Hoài Dương giết rồi, nhiệm vụ thất bại. Nhưng hắn không có bằng chứng nào để chứng minh là ta sai người đi, cho nên cố ý đến Linh Thú Phong để ám chỉ anh. Đây là cảnh cáo chúng ta đấy. Muốn nhà Diệp gia chúng ta thu liễm một chút. Không sai chút nào anh à. Em cảm thấy nhà Khương gia bây giờ chắc chắn là đang bảo vệ Lục Trần. Không thì làm sao Khương Hoài Dương có thể đến nhanh như vậy? Có khi Lục Trần đã được cứu rồi. Anh à, sau này phải cẩn thận hơn đấy. Tên nhóc này đã bám vào đùi nhà Khương gia rồi. Nhà Khương gia thì sao? Nhà Diệp gia ta không sợ họ. Muốn ta nuốt cục tức này thì không thể nào. Rõ ràng không được thì phải âm thầm. Để hắn không có bằng chứng nào. Hắn có làm gì được ta? Chỉ là nhà Khương gia đúng là phiền phức. Ta không muốn hủy hoại hình tượng trong lòng sư muội Khương nữa. Tên nhóc này cứ để hắn nhảy nhót thêm 2 ngày đi. Lục Trần không biết về chuyện tối nay. Một số hiểu lầm đẹp đẽ trong lòng mấy người vô tình xảy ra. Ngươi ăn bao nhiêu linh thạch rồi? Không, không ăn nhiều. Không sao, ăn thì ăn đi, ngươi giúp ta đánh nhau. Ta cho ngươi linh thạch ăn là đương nhiên. Không thể nào vừa muốn ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ chứ. Tối qua ngươi chạy nhanh thật đấy. Rõ ràng không có tu vi, làm sao ngươi có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy? Còn nhanh hơn ta, tài năng bẩm sinh thôi. Vậy tối qua ngươi nhìn người đó một cái, người đó liền ngã xuống đất. Sao thế? Không biết, cũng là tài năng bẩm sinh thôi. Cho nên, ngươi tuy không có cảnh giới, không có sức chiến đấu, nhưng lại có rất nhiều tài năng bẩm sinh. Ví dụ như có thể cảm nhận được ác ý xung quanh, như vậy có thể tránh bị ám sát. Con có thể di chuyển nhanh như tia chớp. Con có thể mê hoặc làm choáng đối thủ nữa. Đúng rồi, còn một tài năng, đó chính là hấp thụ linh khí trong cơ thể người chết, biến người chết thành một viên huyết khí cầu. Người sống cũng có thể hấp thụ. Ngươi còn có thể hấp thụ linh khí của người sống à? Đúng vậy, chỉ là dễ bị đánh thôi. Sau này ta không hấp thụ người sống nữa. Đương nhiên là dễ bị đánh rồi. Ai mà rảnh rỗi đi cho người hấp thụ linh khí chứ? Lại đây, bây giờ dùng tài năng bẩm sinh của ngươi đi, giúp ta xử lý 2 thi thể này đi. Ghê tởm quá, ta không thích như vậy. Ghê tởm cái gì? Ngươi chỉ cần thở thôi. Nhưng đối với ta tiêu hao linh khí cũng rất lớn đấy. Chuyện này, ta rất khó xử đấy. 5 viên linh thạch. Giao dịch. Con hồ ly nhỏ hít một hơi thật sâu. Thở vào 2 thi thể. Thi thể nhanh chóng tan chảy thành 2 viên huyết khí cầu. Cái này có ích cho việc nâng cao tu vi. Tiếc là Lục Trần không thể tự mình nâng cao tu vi. Hắn cầm 2 viên huyết khí cầu, chôn xuống dưới gốc bạch linh la hoa đắt nhất trong dược viên. Có lẽ không lâu nữa, hắn có thể thu hoạch được một gốc bạch linh la hoa nhiều năm tuổi. Trở về phòng, Lục Trần mở 2 cái túi chữ vật ra. Trong túi chữ vật có một số đan dược ngưng khí và đan dược chữa thương, vài món linh khí trung phẩm thượng phẩm, còn có 30-40 viên linh thạch. Lục Trần đưa cho con hồ ly 10 viên linh thạch. Này, rộng rãi vậy, không việc gì mà lại nhiệt tình, không phải gian thì chính nói là đạo. Đi, lại có việc gì cần ta làm? Cái túi chữ vật này là của ngươi, ngươi nhỏ máu nhận chủ, là có thể sử dụng. Cho ngươi ngày càng nhiều rồi, rốt cuộc muốn làm gì? Mau nói, bản cô nương có nguyên tắc đấy. Cô nương, ngươi là con gái à? Buông ta ra, tên đàn ông xấu xa, chỗ đó là nơi có thể tùy tiện nhìn sao? Ngươi là linh thú còn quan tâm đến chuyện này? Được rồi, nói chuyện chứ. Ngươi còn nhớ đường đến chỗ Khương Tô Nhu không? Nhớ chứ, sao vậy? Vậy ngươi giúp ta đưa cái này đi. Phong Linh Kiếm, không phải là mới hôm qua ngươi mới dùng 1.800 viên linh thạch mua sao? Cái thứ đắt đỏ như vậy mà ngươi muốn tặng cho người phụ nữ kia? Ồ, ta hiểu rồi, ngươi là một con chó liếm giày gì mà nói khó nghe vậy? Gọi là yêu vợ, yêu thương vợ, là một người đàn ông tốt, hiểu chưa? Vậy tại sao ngươi không tự đi? Tự đi không phải là chân thành hơn? Có thể làm cho nàng vui lòng hơn sao? Vì nàng thích người hơn một chút, người đáng yêu như vậy, nói chuyện cũng hay nghe, chắc chắn có thể làm được việc này. Nếu ta đi thì nàng sẽ ngại nhận. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ nói tốt cho người vài câu. Mê mông, nếu nàng hỏi thanh kiếm này từ đâu thì người nói, ta bán một số dược thảo tích lũy trong những năm qua, đổi linh thạch rồi đến bảo khí các mua thanh kiếm này. Thanh kiếm này để ở đó rất lâu rồi, chắc chắn nhiều người đã nhìn thấy. Chuyện này không giấu được đâu. Khi nàng vui vẻ thì người tiện tay nhắc đến, nói là ta thấy nàng cưỡi kiếm bay, cảm giác thật lợi hại. Nếu ta cũng có thể cưỡi kiếm bay thì tốt biết mấy. Vì sao vậy? Ngươi đừng hỏi, cứ nói đi. Tiểu hồ ly nghe xong, cất phong linh kiếm vào túi chữ vật, tung tăng nhảy nhót rời khỏi chân núi. Lục Trần lấy ra trận pháp mua hôm qua, theo hướng dẫn bố trí xung quanh sân. Trận pháp này là trận ẩn thân, chỉ khi người ngoài bước vào hoặc tấn công thì mới kích hoạt. Bố trí xong trận pháp, hắn hài lòng nằm trên ghế, vừa tắm nắng vừa ngủ ngon lành. Tiểu hồ ly cũng đến được nơi ở của Khương Tô Nhu, nhảy lên tường, nhìn một cái, phát hiện Khương Tô Nhu đang ngồi khoanh chân ở gần cửa sổ trên lầu 2. Tô Nhu tỷ tỷ, tiểu tử, sao ngươi lại đến đây? Mau vào đi. Được rồi, được rồi. Ngươi đến tìm ta có việc gì sao? Tỷ tỷ, tỷ cười thật đẹp, tỷ nên cười nhiều hơn, người khác thấy tỷ cười chắc chắn sẽ vui lắm. Tỷ đâu phải là người bán cười, ngược lại, tiểu tử ngươi thật dễ thương. Ta đến tìm tỷ có 2 việc. Ngươi nói đi, có chuyện gì? Việc đầu tiên là ta nhớ tỷ, muốn đến thăm tỷ, muốn dựa vào tỷ, ông tỷ. Ha ha, miệng ngọt thật đấy. Nhìn thấy Khương Tô Nhu vui vẻ như vậy, tiểu hồ ly trong lòng vô cùng đắc ý. Thật nên để Lục Trần tên ngốc kia đến xem, học hỏi xem làm sao để dỗ dành con gái vui vẻ, cả ngày ngốc nghếch như con chó, tặng quà cũng không dám tặng trực tiếp. Việc thứ hai là ta có quà tặng cho tỷ, một thanh kiếm. Ngươi tặng ta kiếm làm gì? Nắm thanh kiếm trong tay, truyền vào linh khí, cảm nhận chất lượng thanh kiếm. Đây là một món linh bảo, hình như là linh bảo hạ phẩm. Thật giá trị đấy, kiếm được ở đâu vậy? Linh bảo đúng là rất giá trị. Một số tu sĩ kết đan nghèo cũng chưa có linh bảo, chỉ có thể dùng linh khí thôi. Đây là Lục Trần mua hôm qua, để ta đưa đến tặng tỷ.
Lục Trần mua một thanh linh bảo hạ phẩm này ít nhất cũng phải 2.000 linh thạch. Hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch thôi, làm sao mua được linh bảo như vậy? Không phải 2.000 mà là 1.800. Mua ở bảo khí các dưới chân núi. Thật đấy, ta đi cùng hắn mua đấy. Tỷ đừng không tin người. Ta không nghi ngờ ngươi, ta chỉ tò mò thôi. Lục Trần mấy năm nay vẫn làm tạp dịch, cũng không có tu vi, làm sao hắn có nhiều linh thạch như vậy để mua linh bảo? Lục Trần nói đây là phần thưởng hắn tích lũy được trong 5 năm, lén lút trồng dược thảo dưới chân núi đổi lấy linh thạch. Trước kia hắn không thể tu luyện, cho nên không dùng những dược thảo tích lũy để đổi linh thạch. Hôm qua hắn lấy những dược thảo đi đổi linh thạch, sau đó mất cả rất lâu mới mua được thanh kiếm này với giá 1.800 linh thạch. 1.800 đối với ta cũng không phải là con số nhỏ. Hắn có thể tích lũy được nhiều như vậy của thật không dễ. Nhưng nếu như vậy thì ta không thể nhận thanh kiếm này. Đây là công sức hắn tích lũy trong 5 năm, là mồ hôi nước mắt của hắn, mà ta không có ơn gì với hắn, hắn cũng không nợ ta gì. Không công nhận lộc, người vẫn mang về đi. Không được, không được, đây là quà hắn chọn lựa rất lâu mới tặng cho tỷ. Hắn nói hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch thôi, may mắn được Khương sư tỷ yêu quý, kết thành đạo lữ mà chưa tặng quà cho Khương sư tỷ, đây coi như là lễ gặp mặt, xin sư tỷ vui lòng nhận lấy. Ta mới quen hắn có 3 ngày, ngày đầu hắn tặng ta một món linh khí hạ phẩm, ngày thứ 2 tặng ta một cây tam châm hoa 35 năm tuổi, ngày thứ 3 lại tặng ta linh bảo hạ phẩm. Gọi là chưa tặng quà gì cho ta, nhưng người cũng tặng lại hắn rất nhiều đồ mà. Nhưng ta vẫn tò mò, hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch thôi, chưa có tu vi, sao có thể tặng nhiều đồ tốt như vậy? Lần đầu tiên gặp hắn, hắn còn nói mình nghèo rất mồng tơi. À, người cũng biết, hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch không có tu vi thôi mà. Người suy nghĩ xem tỷ tỷ, hắn không có tu vi, chỉ là một đệ tử tạp mà lại sở hữu linh bảo hạ phẩm tốt như vậy. Nếu để người khác biết, người ta sẽ tranh giành lấy đấy. Người không có tội nhưng mang ngọc quý, tội khó thoát. Hơn nữa, hiện tại hắn còn đắc tội với nhà Diệp gia. Nếu nhà Diệp gia biết hắn có bảo bối tốt như vậy, chắc chắn sẽ càng cố gắng giết hắn, cướp đoạt bảo bối. Với thực lực của hắn, cũng không thể phát huy tác dụng của linh bảo. Hiện tại, linh bảo này đối với hắn, không những không phải là đồ tốt, mà còn là gánh nặng và tai họa. Tỷ tỷ, không bằng tỷ cứ giúp hắn cất giữ, được không? Nghe tiểu hồ ly nói như vậy, Khương Tô Nhu cũng do dự, nhìn thanh kiếm trước mặt, nghĩ xem thanh kiếm này có thật sự nguy hiểm cho Lục Trần hay không. Tiểu hồ ly thấy nàng do dự, nhân cơ hội tiếp tục, đây là nhiệm vụ hắn giao cho ta, nếu tỷ không nhận thì ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, về sau hắn sẽ trừng phạt ta, sẽ đánh mông ta, sẽ cắt khẩu phần ăn của ta, thật tàn bạo. Hắn dám đánh ngươi? À, hình như ta nói quá lời rồi, ta là đến giúp hắn theo đuổi thần tượng, không thể ảnh hưởng đến ấn tượng của hắn. Không phải, là hắn thường xuyên dọa ta như vậy. Hắn đâu có nợ đánh ta đâu, hắn yêu ta nhất mà, hắn cho ta đồ ngon đồ chơi, còn cùng ta tắm nắng nữa, chúng ta là bạn thân nhất. Hamon, theo ta thấy hắn không tốt với ngươi chút nào, ta sẽ đi tìm hắn ngay, bắt hắn đưa ngươi cho ta, hoặc bán cho ta cũng được. Ở chỗ ta, ngươi có vô số thiên tài địa bảo để ăn, ta sẽ làm cho ngươi cái ổ tốt nhất. Tìm linh thú làm bạn với ngươi thế nào? Chị có gia đình không? Có cha mẹ không? Có chứ. Có anh em ruột không? Tôi có một anh trai và một chị gái. Sao vậy? Chị có bạn thân không? Có chứ, tôi có 2-3 người bạn thân thiết. Chị có rất nhiều người theo đuổi nhỉ? Còn rất nhiều tài nguyên tu luyện để lấy nữa. Còn là thiên tài của ngoại môn nữa đúng không? Đúng vậy, em muốn nói gì? Nhưng hắn không có gì, chỉ có tôi mà thôi. Câu nói đó vang lên, khiến Khương Tô Nhu sững sờ tại chỗ. Một cảm giác tội lỗi mãnh liệt bao trùm cả tâm trí. Đúng vậy, hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch, không cha không mẹ, không bạn bè, không tài nguyên, có một đạo lữ cũng chỉ là danh nghĩa. Hắn không có gì, chỉ có một con thú cưng làm bạn mà thôi. Nhưng tôi lại muốn cướp đi, thậm chí là thứ duy nhất mà hắn có. Thôi vậy, hắn thật đáng thương, chẳng có gì cả. Người cũng rất tốt, hắn chẳng có gì, mà người vẫn còn muốn ở bên cạnh hắn, thật khiến ta ngưỡng mộ. Thật ra, nó cũng biết môi trường bên chị sẽ tốt hơn, và cũng rất yêu thương nó. So với bên Lục Trần thì nghèo nàn, tồi tàn, còn hay bắt nó làm việc. Nhưng Lục Trần và Khương Tô Nhu khác, Khương Tô Nhu chỉ coi nó là thú cưng, còn Lục Trần là coi nó như bạn bè, là mối quan hệ bình đẳng. Vậy, nếu như thứ này không phải là điều tốt cho hắn, thì tôi sẽ giữ hộ hắn. Giờ khi hắn có thực lực, có thể sử dụng được rồi. Nhưng hắn lại tặng tôi món quà quý giá như vậy, tôi nên tặng lại hắn món gì? Thôi, cứ tiếp tục tặng như vậy, tôi sẽ nghèo đến mức không có quà để tặng. Không cần tặng lại đâu, là đạo lữ mà, cùng một nhà còn nói gì hai lời. Tuy nhiên, Lục Trần thường hay nói trước mặt tôi rằng, lần đầu tiên gặp chị cười kiếm bay thật ngầu, thật tuyệt vời. Tốt gì hắn cũng có thể cười kiếm bay. Chị ơi, sao chị không tặng hắn một bộ pháp thuật cưới kiếm, để hắn cũng có thể bay, cùng tôi bay chơi có được không? Cưới kiếm bay đâu phải là pháp thuật cao siêu gì, mỗi đệ tử ngoại môn đều có thể đổi lấy ở tôn kính các bằng công lao, gần như ai cũng biết, tặng lại cái này thì hơi không ra gì. Hay là thế này, tôi có một bí thuật gia truyền, có thể coi là phiên bản nâng cấp của cưới kiếm bay, nhanh hơn, mạnh hơn cưới kiếm bay, có thể dùng để bay, cũng có thể dùng để chiến đấu, là bí thuật huyền cấp trung phẩm. Bí thuật này tên là Xá Phong Phỉ Vũ, em chuyển giao cho hắn. Có cưới kiếm bay mà không có kiếm bay thì cũng chẳng ích gì. Hắn nghèo rất mồng tơi, tặng hắn thêm một thanh kiếm bay đi. Ôi chao, chị tốt quá, chị là người chị tốt nhất trên đời. Lục Trần có chị làm đạo lữ, thật là phúc phần 8 đời, thật khiến cáo ghen tị. Ngoan, em bảo hắn biết bí thuật này có thể bắn ra nhiều lưỡi dao gió về phía trước để chiến đấu, rất mạnh. Bảo hắn luyện tập chăm chỉ, sau này lên tới luyện khí tầng 5 sẽ có thể phát huy được sức mạnh.
Mê mông, nhớ rồi. Sau khi tiểu hồ ly đi, Khương Tô Nhu nhìn Phong Linh Kiếm trước mặt. Hàng ngày đều tặng quà, tốn kém như vậy. Còn bình tĩnh, không đề cập đến chuyện song tu sao. Tiểu tạp dịch này cũng thú vị đấy. Nàng thu Phong Linh Kiếm vào, tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền, hấp thu linh khí để củng cố luyện khí tầng 7. Chuẩn bị đột phá tầng 8. Lúc Trần tặng đạo lữ hạ phẩm linh bảo Phong Linh Kiếm một thanh, nhận được 10 lần trả lại. Trung phẩm linh bảo ngự Phong Linh Kiếm một thanh, có muốn nhận không? Chờ đợi khoảnh khắc này, xem ra tiểu hồ ly làm việc rất hiệu quả mà. Suy nghĩ của hắn bay đến 9 tầng mây. Muốn gì cũng muốn, nghĩ mãi, hắn nghĩ đến món quà tình duyên. Món quà tình duyên này rốt cuộc là gì? Lại có thể trả lại tu vi nữa. Cái này rốt cuộc là cái gì vậy? Chẳng lẽ là từ đâu mà đến? Sao lại ở trong đầu ta? Mục đích giúp ta là gì? Lục Trần mơ hồ nhớ lại, hình như cái phúc duyên này có thể giao tiếp hội thoại nhỉ? Phúc duyên đại nhân, ngài có ở đó không? Ta đang xin ngài nói chuyện chính sự. Tiểu bối mạo muội hỏi một câu, ngài là ai? Là người hay là tiên? Là người cũng là tiên, là thần, cũng là ý chí. Ta chỉ là một đạo tồn tại, ta có thể là bất kỳ hình thái nào. Cái gì vậy? Có thể nói những gì ta có thể hiểu được không? Ngươi có thể hiểu là ta đến để giúp ngươi. Vì ngươi không thể tu luyện, không thể tự mình nâng cao tu vi, cho nên cần phúc duyên để giúp ngươi nâng cao. Vậy ngài vào trong đầu ta bằng cách nào? Bởi vì ngươi nhận được cái ngọc bội đó, đó là một đạo quy tắc, một quyền hạn, ta không ở trong đầu ngươi. Ta chỉ có thể giao tiếp với ngươi bất cứ lúc nào mà thôi. Có thể giám sát trạng thái của ngươi bất cứ lúc nào. Trong đầu ngươi chỉ có một đạo ý thức của ta mà thôi. Được rồi, xem ra ngài chắc chắn là một vị đại năng rồi. Vậy tiểu bối muốn hỏi, tiểu bối với ngài không thân không sơ, chỉ là một tên tạp dịch mà thôi, sao ngài lại giúp ta? Ngươi có cố nhân chi tư, cũng có cố nhân huyết mạch. Cố nhân của ngài là ai? Không thể nói. Được rồi, ngài giúp ta như vậy chắc chắn không phải là không mục đích đâu nhỉ. Ngài bồi dưỡng ta, cần ta báo đáp ngài cái gì? Không thể nói. Vậy tiểu bối có một việc không tiện. Ngài thần thông quảng đại như vậy, vậy ngài có biết cha mẹ ta ở đâu không? Ngài là người vô dục vô cầu, tính tình muốn nằm mì. Trên đời này chỉ có hai thứ tồn tại là thứ ngài quan tâm nhất, một là mạng của mình, hai là tung tích của cha mẹ. Không thể nói. Hỏi ngài câu cuối cùng, ngài tên gì? Âm thanh đó im lặng một lúc rồi, gọi ta là Hình Tổ là được. Ầm ầm áp áp, tổ tiên của tổ, nhớ kỹ cái tên này chỉ có người biết. Nếu sau này ngươi ở nơi khác thấy tên ta, cũng đừng nói với bất kỳ ai. Được rồi, tu luyện có gì không hiểu, cứ hỏi ta là được. Không có việc gì thì đừng quấy rầy ta, ta rất bận. Cần phúc duyên thì ta sẽ thông báo. Lục Trần mở mắt nhìn, chỉ thấy Bằng Hữu Vương Miện đang đứng ở đó, xoa xoa mũi, tò mò nhìn cái trận pháp lớn trước mặt. Trong ngực còn ôm con cáo nhỏ. Lục Trần vung tay điều khiển trận pháp mở lối vào, cho Vương Miện vào. Lục Trần, ngươi nhỏ tuổi mà có chí khí nha. Trận pháp lớn như vậy là ngươi làm mà. Khương Tô Nhu cho ta để bảo vệ ta, nàng đối với ngươi thật tốt, thật khiến người ta hâm mộ. Nếu ta có đạo lữ như vậy, ngủ mơ cũng cười tỉnh. Ta đến tìm ngươi, nửa đường gặp con cáo nhỏ, cùng nhau mang đến cho ngươi. Sao thế? Tìm ta có chuyện gì? Ngươi đây là làm gì? Gửi cho ngươi một bộ quần áo mới. Nhìn ngươi, bộ áo bào này đã mặc bao nhiêu năm rồi, giặt đến trắng phao cả rồi. Vẫn là lúc làm tạp dịch được phát à? Có xấu hổ không? Ôi, kẻ ăn bám thì khác nha. Nói chuyện cũng cứng cỏi. Bộ áo bào này mấy lượng bạc, nói tặng là tặng luôn. Kệ đi, còn chưa bằng một viên linh thạch đâu. Một viên linh thạch có thể mua nửa cái tiệm. Nhưng nói đến thì Trương Tù đối với ta thật tốt. Cho ta linh thạch, cho ta đan dược, giúp ta tu luyện, còn cho ta nhà ở. Nói đến thật khiến ta cảm động. Con cáo nhỏ lại hưng phấn một cái, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một ngọc giản và một thanh kiếm bay, đặt lên bàn. Chúng ta cũng có, đây đều là Tô Nhu tỷ tỷ tặng cho Lục Trần. Chúng ta không thua người đâu. Đây là kiếm minh khí. Cái này là gì? Thần thông. Ồ, lại tặng bảo vật, lại tặng thần thông, lại tặng cả trận pháp. Thật sự là người so với người, tức chết người mà. Nhà ngươi cái tiểu Tô Nhu này đối với người thật tốt, không có gì để nói. Tiểu Tô Nhu, sao thế? Ngươi không cảm thấy Tô Nhu và Tô Nhu rất giống nhau sao? Đúng đúng, đúng là giống. Được rồi, ta đến đây là để tặng ngươi một bộ quần áo. Tháng sau mùng 1 là đại điển tế tổ. Mặc dù đối với môn phái mà nói là một năm một lần, nhưng đối với chúng ta mà nói là cả đời một lần. Sao cũng phải mặc cho đẹp chút. Ngươi mặc trên người bộ quần áo này, không xấu hổ cho ngươi thì cũng xấu hổ cho tiểu Tô Nhu nhà ngươi. Đại điển tế tổ. Đại điển tế tổ là đại điển tế bái tổ sư tiên đạo. Mỗi năm tháng 5 mùng 1, ngày sinh nhật của tổ sư tiên đạo. Môn phái sẽ tổ chức cho đệ tử 18 tuổi đi tế tổ, tổ chức lễ trưởng thành, mỗi người cả đời chỉ có một lần tham gia tế tổ. Chỉ là mỗi năm đại điển tế tổ đều là một cuộc tranh đấu long tranh hổ máu tanh gió độc. Sao thế, đại điển tế tổ này ngươi muốn đi à? Anh em, ngươi sốt rồi à? Cái đó mà, đâu phải là đại điển tế tổ. Cả đời chỉ có thể tham gia một lần cơ hội lớn, có thể hay không có được đồ tốt đều dựa vào lần đó. Ai mà không tham gia chứ? Hơn nữa đó là tổ tiên, tổ sư tiên đạo, thánh sư tối cao, tổ tiên của tất cả tu sĩ, tiên đạo đệ nhất nhân. Ngươi không đi tham gia đại điển tế tổ, đó là bất kính tổ tiên. Nếu để trưởng lão biết, lột da rút gân ngươi còn nhẹ. Được rồi, đến lúc đó chúng ta hai người cùng đi là được. Tháng sau mùng 1 à, thật không may, con định đến ngày đó đi khảo sát trở thành đệ tử ngoại môn nữa. Không chỉ có chúng ta hai người cùng đi, còn có Trương Tú, còn có tiểu Tô Nhu của ngươi, còn có Diệp Long Nguyên nữa. Những người này năm nay đều 18 tuổi, đều phải đi tham gia. Đó là một cuộc long tranh hổ đấu, phải nói Diệp Long Nguyên chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội đó công khai đối phó ngươi. Đến lúc đó ngươi theo sát ta,
Ta bảo vệ ngươi, chúng ta lén lút đi qua là được. Tại điển tế tổ nguy hiểm lắm sao? Lục Trần chỉ biết ở đó có thể tàn sát, nhưng không biết có tàn khốc đến mức nào. Chắc chắn là nguy hiểm, trong môn phái chúng ta mấy trăm ngàn người. Mỗi năm chỉ riêng 18 tuổi, cũng đã có 1-2 ngàn người rồi. 1-2 ngàn người này, tất cả đều đi vào bí cảnh tế tổ. Sau đó tranh đoạt tiên duyên, lẫn nhau tàn sát tranh giành. Tranh đoạt tiên duyên càng nhiều, xác suất có thể đổi được đồ tốt càng lớn. Còn một mục đích nữa là lẫn nhau tranh đấu, để tổ sư tiên đạo xem, hiểu biết tài năng và năng lực của những đệ tử trẻ tuổi này, chắc chắn là biểu hiện càng tốt, tổ sư càng yêu quý. Ngươi nói mọi người có thể không liều mạng đi tàn sát tranh giành sao? Nếu không phải không cho phép giết người, mỗi năm ít nhất phải chết một nửa người mới được. Theo như ngươi nói, ở đó thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa Diệp Long Nguyên có thể lợi dụng cơ hội đó, công khai đánh ta, còn không sợ chấp pháp đường. Đúng vậy, vậy ta còn đi theo ngươi làm gì? Ngươi có thể bảo vệ ta. Ta còn không bằng đi theo Khương Tô Nhu, nàng mạnh hơn ngươi nhiều. Nghe những lời nói lạnh lùng vô tình của Lục Trần, Vương Miện tỏ vẻ trong lòng rất tổn thương. Được rồi, những gì cần nói ta đều biết. Sau này ngươi đừng đến chỗ ta nữa. Cách xa ta một chút, mẹ kiếp. Ta là cha ngươi, ta còn không đi trở về ông Quang Dâu. Vương Miện và Lục Trần quen biết 5 năm, làm sao có thể không hiểu ý của hắn. Lục Trần bảo Vương Miện cách xa hắn, đừng qua lại, là sợ liên lụy hắn. Lục Trần cầm lấy thanh kiếm bay và ngọc giản trên bàn. Thanh kiếm trực tiếp thu vào túi chữ vật, sau đó hắn cầm lấy ngọc giản đó đọc nội dung bên trong. Dù sao còn hơn nửa tháng nữa, là ngày đại điển tế tổ. Đến lúc đó không đi cũng không được. Đi rồi phải đối mặt với sự thù địch của Diệp Long Nguyên. Vẫn là mau chóng học cái kiếm thuật này đi. Đến lúc đó dựa vào linh căn phong thuộc tính của mình, đánh không lại thì chạy cũng được. Này, Suy Phong Phi Vũ, cái này là thần thông gì? Không phải là ta muốn kiếm thuật sao? Tô Nhu tỷ tỷ nói đây là kiếm thuật lợi hại hơn, không chỉ có thể bay mà còn có thể dùng để đánh nhau. Ôi, vậy thì lợi hại thật, ta phải xem kỹ đây. Không, ngươi đến khen ta trước. Lần này ta giúp ngươi, gửi linh bảo đi. Hơn nữa còn khen ngươi một hồi, còn mang đến cho ngươi một thần thông cấp huyền. Thần thông cấp huyền đấy, giá trị bằng với linh bảo hạ phẩm của ngươi rồi. Lần này ngươi không lỗ đâu. Ừ, ngươi giỏi nhất, ta đã sớm biết ngươi là người đáng tin cậy nhất. Bảo ngươi đi làm việc, nửa công đôi việc, ngươi là công thần đầu tiên. Lục Trần khen ngợi con cáo nhỏ một hồi, liền nghiên cứu cái thần thông đó. Lục Trần dùng một buổi chiều học thuộc cái thần thông này, sau đó ở trong sân bay lên. Những ngày bình lặng trôi qua, Lục Trần dường như đã quên đi mối đe dọa của Diệp Long Nguyên. Cho đến một ngày, Lục Trần đang ngủ ngon trong phòng. Công tử không tốt, phòng của hắn có trận pháp phòng hộ, chúng ta vừa mới đụng phải, đau quá. Bên kia cũng không biết đã đáp lại cái gì. Không được, vừa rồi ta thử, trận pháp này rất vững chắc, còn có năng lực phản công nữa. Một chén trà hoàn toàn không thể phá vỡ được. Chúng ta hai người thực lực không đủ. Nhận được rồi, chúng ta lui binh. Hai vị đi gấp như vậy sao? Đây là định đi đâu vậy? Hai người này vừa nhìn thấy Lục Trần ra ngoài, lại không vội đi nữa. Công tử này sắp ra ngoài rồi, chúng ta có thể giết hắn. Nếu chính mình ra tay giết bọn họ, thì Diệp Long Nguyên là kẻ ngốc, cũng có thể đoán được là chính mình giết. Như vậy, sau này hắn sẽ không phải loại gà mờ này đến giết mình nữa, sẽ phải cao thủ đến. Vừa lúc hắn đang do dự, bỗng nhiên nhìn thấy trên trời bay qua hai đạo cầu vồng. Cầu vồng tỏa ra ánh sáng, cho phép hắn nhìn rõ được trên đó có biểu tượng của chấp pháp đường. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cứu mạng, giết người, bên này có người định giết người. Hai đạo cầu vồng nghe thấy tiếng động, lập tức liền bay về phía này. Mà hai tên mặc áo đen thì sắc mặt biến đổi, lập tức tản ra hai bên chạy trốn. Công tử, người chấp pháp đường đến rồi, chúng ta chạy không thoát rồi. Đại ca, tên này đã tự sát bằng độc. Bình thường loại người này là tử sĩ được gia tộc bồi dưỡng, một khi nhiệm vụ thất bại không chạy thoát được sẽ lập tức tự sát bằng độc. Từ trên người bọn họ cũng không thể điều tra ra bất kỳ manh mối nào. Lục Trần sư đệ phải không? Tự giới thiệu một chút, ta là Khương Hoài Dương, đây là sư đệ Hàn Ngọc Pháp của ta, chúng ta đều là đệ tử của chấp pháp đường Đình Chính. Sư đệ bài kiến hai vị sư huynh, mau mời vào trong phòng nói chuyện. Hai vị sư huynh sao lại biết tên của sư đệ? Tên của ngươi, chúng ta như sấm bên tai, ai mà không biết? Ta là anh trai của Khương Tô Nhu, anh ruột. Anh rể, ngươi, tên này khá là giỏi leo cây họ Hàng nhỉ? Mới kết làm đạo lữ với muội muội ta mấy ngày, liền gọi là anh rể rồi. Hai tên ám sát ngươi này, ngươi có biết thân phận là gì không? Chắc chắn là do Diệp Long Nguyên phải đến. Ta chỉ đắc tội với hắn một người, ngoài hắn ra còn có ai nữa? Ta còn nghe thấy tên mặc áo đen kia nói gì đó đại loại như công tử, chắc chắn là Diệp Long Nguyên. Ngươi nói những điều này có bằng chứng để chứng minh không? Nếu có bằng chứng thì ta trực tiếp đi chấp pháp đường. Được rồi, trước đây có từng xảy ra tình huống tương tự không? Là ám sát một loại gì đó? Không có, đây là lần đầu tiên, ta sợ quá. Thật sao? Nhưng mấy ngày trước chúng ta hai người còn tận mắt chứng kiến ngươi hai chiều giết chết hai tên tu sĩ luyện khí tầng 5. Nhanh gọn, giết người dứt khoát. Lục sư đệ, ta bổ sung cho ngươi một kiến thức. Tu sĩ đến khi luyện khí, mở ra thức hải, thần thức tỏa ra ngoài, liền có thể dò xét tu vi của người khác. Chỉ cần là cảnh giới thấp hơn mình hoặc cao hơn không nhiều đều có thể dò xét được. Ngươi năm nay 18 tuổi, luyện khí tầng 7 đỉnh phong, còn cao hơn muội muội ta một chút, thấp hơn Diệp Long Nguyên một chút, xem ra tài năng của ngươi rất tốt. Dù sao hai người bọn họ đều là linh căn thiên tài, xem ra vẫn là không giấu được Khương sư huynh. Cũng không cần phải giấu, bất kỳ người nào có tâm có tu vi luyện khí, bất kỳ ai dò xét một chút đều có thể biết được tu vi của ngươi. Với tu vi của ngươi, chắc chắn là đã sớm đột phá luyện khí tầng 5 rồi.
Ngươi lên núi 5 năm, luôn là tạp dịch. Tại sao không muốn trở thành đệ tử ngoại môn, cây to đón gió? Sư đệ chỉ muốn sống an ổn bình lặng. Tiếc là ngươi muốn ẩn thân, không muốn đắc tội với kẻ thù. Tiếc là trời không chiều lòng người, ngươi vẫn bị muội muội ta phát hiện ra điểm sáng. Một phát hiện ra tài năng và ưu tú của ngươi, để nàng cam tâm bỏ qua Diệp Long Nguyên mà chọn ngươi. Phải nói, mắt nhìn của muội muội ta thật tốt. Nhiều người như vậy đều không phát hiện ra ưu tú của ngươi, vậy mà bị nàng phát hiện ra. Chỉ tiếc là ngươi cũng vì vậy mà đắc tội với Diệp gia, gây ra họa sát thân. Anh rể, ngươi có phải là hiểu lầm gì không? Lục Trần có thể khẳng định 100%, Khương Tô Nhu chọn hắn chỉ là vì ghét Diệp Long Nguyên, lại không có lựa chọn nào khác. Tô Nhu biết ngươi mấy ngày trước bị ám sát không? Không, ta không nói với nàng. Không tệ, là một người đàn ông. Ngươi làm việc một người gánh vác, không để phụ nữ lo lắng, ngươi không tệ. Sư huynh quá khen, hiểu lầm này càng lúc càng lớn. Được rồi, vì ngươi và muội muội ta đã kết làm đạo lữ rồi, thì ngươi cũng coi như là một nhà. Các ngươi có chủ ý của các ngươi, ta không quản, cũng không hỏi han, cứ tự do xử lý là được. Cảm ơn sư huynh hiểu ý. Trận pháp lớn này của ngươi là từ đâu ra? Mua ở bảo bối các dưới núi, dù sao cũng đã đắc tội người, phải làm chút phòng hộ. Tối nay không phải là có người đến ám sát ta sao? Trận pháp lớn này phải tốn không ít linh thạch nhỉ? Ngươi là một tên tạp dịch có nhiều tiền như vậy sao? Những năm qua âm thầm tích lũy một chút, đều đầu tư vào đây. Dù sao tính mạng quan trọng nhất. Nếu như vậy tại sao không đi Khương gia? Phòng hộ của Khương gia tốt hơn chỗ ngươi nhiều. Ồ, hiểu rồi, không muốn ăn bám. Không muốn bị người ta chỉ trỏ là đúng không? Cũng đúng, dù sao cũng là một người đàn ông có trách nhiệm. Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng hiện tại chỉ có ta biết chuyện này. Sau này nếu cha ta hoặc là những bậc trưởng bối khác của Khương gia biết được tài năng của ngươi, chắc chắn sẽ cho ngươi tài nguyên để ngươi tu luyện. Dù sao ngươi là đạo lữ của muội muội, cũng coi như là người một nhà, nhưng ngươi có suy nghĩ riêng. Ta không nói thêm gì nữa. Vẫn là câu đó, chuyện của hai người tự xử lý. Cảm ơn sư huynh hiểu ý. Thanh kiếm xuyên thú này, ta nhớ là sinh nhật 15 tuổi của tiểu muội, ta tặng cho nàng. Ồ, mấy ngày trước Khương sư tỷ tặng cho ta. Sư huynh nếu muốn lấy lại thì cứ lấy. Ngươi xem ngươi nói đi, ta Khương Hoài Dương đến mức không biết xấu hổ sao? Nàng tặng cho ngươi thì tự nhiên là của ngươi, nàng có thể tặng đồ cho ngươi, chứng tỏ trong lòng nàng có ta ngươi. Sao có thể đi ngược lại ý nguyện của nàng? Muội muội ta không giống với chị cả, tính tình lạnh lùng, không giỏi ăn nói, chuyện gì cũng giấu trong lòng, lại hay tranh giành hơn thua, không cam tâm người khác. Nói chẳng ra là tính tình ngang bướng, khó giao tiếp. Ta là anh trai, vẫn là hy vọng ngươi có thể nhường nhịn nàng một chút. Nhất định, nhất định. Ta và Khương sư tỷ đều là người thích yên tĩnh, ngày thường không quấy rầy lẫn nhau, tự tu luyện cũng rất tốt. Nói đến chuyện ngươi bị Diệp Long Nguyên ghi hận ám sát, toàn bộ đều là do tiểu muội một mình gây ra. Đây là nhà chúng ta hại ngươi, tự nhiên cũng phải do nhà chúng ta gánh vác trách nhiệm. Truyền âm ngọc giản của ngươi đưa đây, ta lưu lại dấu ấn cho ngươi, sau này nếu gặp nguy hiểm mau chóng truyền âm cho ta, ta sẽ đến cứu ngươi. Về mặt công vụ, ta là đệ tử chấp pháp đường, có trách nhiệm bảo vệ đệ tử. Về mặt riêng, chuyện của ngươi hoàn toàn là do nhà chúng ta cũng nên bảo vệ ngươi. Cảm ơn sư huynh, sư đệ vô cùng biết ơn. Sư huynh, sư đệ chỉ là một tên tạp dịch, những năm qua tích góp được đều dùng để mua trận pháp, trên người không có truyền âm ngọc giản. Ngươi thậm chí còn không có truyền âm ngọc giản. Thật là khổ sở cho ngươi những năm qua. Rõ ràng có tài năng tốt như vậy, vậy mà luôn làm tạp dịch nghèo túng. Ngọc giản này tặng cho ngươi, trên người ta vừa hay có một cái dư. Ngươi truyền vào linh khí kích hoạt nó là được. Bên trong có thần thức ấn ký của ta, có thể trực tiếp nói chuyện với ta. Cảm ơn sư huynh, sư đệ không khách khí. Ngày sau sẽ trả tiền cho sư huynh. Nói cái gì mà tiền bạc, đều là người nhà, thiếu chút tiền lẻ đó sao? Được rồi, ta cũng nên về báo cáo. Chuyện ám sát này, sớm muộn gì ta cũng tìm được bằng chứng, trừng trị Diệp Long Nguyên và Diệp gia thật nặng. Đi thôi, hai người mang theo thi thể trở về tổng bộ chấp pháp đường. Một đêm sóng gió như vậy đã qua đi, tối nay đối với Lục Trần chỉ là một chuyện nhỏ, thu hoạch duy nhất có lẽ là anh rể thấy hắn rất vừa mắt, cho rằng hắn có tài năng tốt, lại trầm ổn, rất yêu quý hắn. Con bái kiến phụ mẫu, chuyện gì mà nửa đêm chạy đến đây làm phiền ta tu luyện? Con xin lỗi phụ thân. Xin lỗi? Con này xưa nay luôn ổn trọng, không gây chuyện, đây là làm cái gì phải đến xin lỗi? Chuyện là như thế này, phụ thân, con không phải là đối với Khương sư muội đã sớm có theo đuổi nhiều năm rồi sao? Trước 8 ngày con đã ngồi trong trường lão vận động một phen. Diệp Long Nguyên đã nói mọi chuyện hắn đã làm, chi tiết từng chút một, tất cả đều nói hết, không có chuyện gì là nhỏ, từng chi tiết đều nói hết. Nói tóm lại, ngươi không những hại chết 4 tên tử sĩ trong nhà, còn khiến chấp pháp đường chú ý, còn đồng thời đắc tội với Khương gia, còn biết tội lỗi của mình rất nặng, nguyện đi đến tổ tông từ đường chịu phạt. Xin phụ thân trừng phạt. Trừng phạt? Làm sai chuyện lớn như vậy, một câu trừng phạt là xong, đánh chết ngươi cũng không quá đáng. Lão già chết tiệt này nói con ta thế nào? Hắn không phải là chỉ phạm một chút sai lầm thôi sao? Ngươi, ta đang tức giận vì hắn phạm sai lầm sao? Ta đang tức giận vì hắn ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm tốt. Với năng lực này, sau này làm sao kế thừa gia nghiệp? Làm sao để ta đi cùng với huynh trưởng tranh giành vị trí gia chủ tương lai? Trong chuyện này, điểm duy nhất ngươi làm được là không tự mình ra tay giết Lục Trần, không để chấp pháp đường có được bằng chứng. Nếu không, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Được rồi, con à, không cần lo lắng. Chỉ là Khương gia thôi mà, Diệp gia chúng ta không sợ bọn họ. Chỉ là cách làm việc của ngươi, phụ thân cần phải dạy dỗ một phen. Con rửa tai lắng nghe. Trước tiên, muốn đối phó với một người, muốn hủy hoại một người, không nhất thiết phải giết chết hắn mới có thể giải hận trong lòng. Có quá nhiều cách có thể khiến hắn sống không bằng chết. Muốn tự mình ra tay hả giận, đầu tháng sau, ngày đại điển tế tụ, ngươi có thể công khai đi chỉnh trị hắn, phế bỏ hắn, để hắn trở thành một kẻ phế nhân, cả đời không thể tu luyện, như vậy mới hả giận.
Cha, hắn vốn dĩ là một kẻ phế nhân. Một kẻ phế nhân mà ngươi còn ba lần không giải quyết được. Cho dù hắn là kẻ phế nhân, thì cũng đừng muốn sống tốt. Hắn có thể lợi dụng chấp pháp đường để đối phó với ngươi. Ngươi sao không thể lợi dụng chấp pháp đường để đối phó với hắn? Hắn làm công việc gì? Ngươi tự mình không thể suy nghĩ làm sao để lợi dụng. Trong chấp pháp đường cũng không phải không có người của chúng ta. Hắn không chịu khai nhận, sao không thể dùng hình? Đánh hắn đến nửa sống nửa chết, để hắn tàn phế. Truy đuổi ra khỏi tông môn. Bên ngoài không phải muốn làm gì thì làm sao? Phụ thân, chiêu này của người của Nhiên Cao Minh. Con đã hiểu, cảm ơn phụ thân. Được rồi, về đi. Chết mấy tên tử sĩ. Chuyện này, phụ thân làm sổ sách giả. Chỉ cần nói là nhiệm vụ đi là được. Con cáo lui. Vẫn là quá non, phải rèn luyện nhiều hơn. Buổi sáng, nắng đẹp. Lục Trần cầm cuốc, khai hoang ruộng thuốc. Con cáo nhỏ ngồi trên mái nhà, nhìn Lục Trần làm việc. Không tốt, có ác ý. Tối qua mới đến ám sát, sáng nay lại đến rồi. Lục sư đệ có ở nhà không? Ai vậy? Ta là tạp dịch quản sự mới đến, hiện tại phụ trách khu vực của các ngươi. Hôm nay là ngày 15 tháng 4, đến ngày nộp thuốc rồi. Ta đến thu thập thuốc. Biết rồi, tuy biết do đối phương đến với ác ý, Lục Trần cũng không thể không mở cửa. Dù sao người ta cũng là công vụ công khai, hắn cũng chỉ có thể đề phòng hơn. Vị sư huynh này, ta chưa từng gặp ngươi. Ồ, ta là tạp dịch quản sự bên phía Đan Hà Phong. Bên phía các ngươi trước kia quản sự họ Mã mất tích, trưởng lão liền điều ta đến làm quản sự. Sau này chúng ta là đồng nghiệp, mong sư đệ chiếu cố. Được rồi, sư huynh họ gì? Ta tên là Trương Tường. Tốt, Trương sư huynh, mời vào. Lục sư đệ, thuốc này mọc rất tốt, cây nào cây nấy tươi tốt, không có cây nào héo úa. Xem ra Lục sư đệ ngày thường rất chăm sóc. Trương sư huynh quá khen, nhưng những loại thuốc này đều chưa trưởng thành. Có lẽ Trương sư huynh phải đợi thêm một tháng nữa mới có thể đến lấy. Không sao, tuổi đời của thuốc không đủ, lấy một ít là được, để ta về báo cáo. Dù sao ngày đầu tiên đi làm, nếu về tay không, trưởng lão cũng sẽ mắng ta. Để ta, Trương Tường cầm mấy cây tứ diệp lan, sau đó lấy ra một quyển sổ, liền ghi lại. Ngày 15 tháng 4, thu thập dược thảo Lục Trần trồng, tứ diệp lan 5 cây. Lục sư đệ, ngươi xem ta viết đúng không? Nếu đúng, xin mời Lục sư đệ ký tên. Sư huynh, ngươi mới đến Lạc Hà Phong, có lẽ chưa rõ quy củ nơi này. Sư đệ liền mạnh dạn nói với ngươi một tiếng. Bên phía chúng ta thu thập thuốc, đều phải tự mình kiểm tra dược hiệu, xác nhận không sai sót, ký tên đóng dấu mới có thể lấy đi. Phiền phức như vậy sao? Đúng vậy, dù sao quy trình này, tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm, đều là vì an toàn của các đệ tử. Thuốc này đưa cho ngươi rồi, ngươi chắc chắn phải tự mình kiểm tra. Không đạt tiêu chuẩn thì phải trả lại cho ta, phải đổi những cây đạt tiêu chuẩn mới được. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Bên phía Đan Hà Phong của chúng ta thật sự không có quy củ này. Kiểm tra 5 cây tứ diệp lan, lại viết trên giấy, ngày 15 tháng 4 thu thập dược thảo Lục Trần trồng, tứ diệp lan 5 cây, xác nhận dược hiệu không sai sót. Như vậy được rồi chứ? Chưa đóng dấu đâu. Làm sao đóng dấu? Cắn ngón tay, ấn xuống là được. Được, nếu không có việc gì, ta đi trước, còn phải thu thập ở những nhà khác. Sư huynh đi chậm, lần sau nhớ mang theo mực đóng dấu. Hiện tại ta có thể khẳng định, người đó là nhằm vào ta. Hoàn toàn không để những nhà khác thu thập thuốc. Tiểu, sao ngươi biết? Vì bên phía chúng ta hoàn toàn không có quy củ thu thập thuốc, cũng phải viết giấy tờ, đóng dấu. Nếu hắn đi đến những nhà khác, sẽ phải nói những nhà khác. Sao không cần đóng dấu? Như vậy thì người này chẳng phải là giả sao? Hắn đến để lừa người thuốc. Hừ, 5 cây thuốc này, mang đi bán cũng có thể bán được mấy viên linh thạch. Thật là đáng tiếc, sao ngươi ngu ngốc như vậy? Trước tiên, hắn quả thực là tạp dịch quản sự. Thứ hai, nếu quả thực là lừa mấy cây thuốc mang đi bán, thì ta cũng yên tâm rồi. Chỉ sợ, người này là lấy thuốc của ta đi làm chuyện xấu. Có thể làm chuyện xấu gì? Ví dụ như lấy thuốc của ta, luyện thành đan dược, sau đó nói thuốc của ta không đạt tiêu chuẩn, hoặc là có độc, gây ra hậu quả nghiêm trọng, đến vụ oan hãm hại ta. Cho nên ta mới yêu cầu hắn viết giấy tờ, xác nhận dược hiệu. Tên Trương Tường này, nếu hắn không phải là tạp dịch quản sự mới đến, thì hắn không đủ tư cách thu thập thuốc của ta. Giấy tờ ta ký tên sẽ không có hiệu lực, ta có thể nói thẳng là thuốc không phải của ta. Nếu hắn là do Diệp gia sắp xếp đến làm quản sự mới, thì ta có thể lấy giấy tờ này nói chuyện, nói là hắn đã đổi thuốc của ta. Dù sao hắn tự mình xác nhận, thuốc của ta có hiệu quả. À, ngươi thật lợi hại, không ngờ con chó liếm giày này, lại còn thông minh như vậy. Ta không phải là chó liếm giày. Nhưng chỉ có giấy tờ thôi thì vẫn chưa an toàn. Dù sao ta cũng không hiểu biết về luyện đan. Cần một người hiểu biết về luyện đan giúp ta chứng minh. Như vậy, nếu có người muốn dẫn ta đi, ngươi liền đi tìm Khương Tô Nhu, nói với nàng là ta bị người ta vu oan. Diệp gia muốn đối phó với ta, hy vọng nàng có thể giúp ta chứng minh thanh bạch. Hiểu chưa? Tiểu cáo nhận được. Lục Trần, tỉnh lại, đi theo chúng ta. Thì ra là sư huynh của chấp pháp đường, không biết hai người phạm tội gì mà phải bị dẫn đi. Thuốc của ngươi nộp lên, luyện thành đan dược ngưng khí. Bị đệ tử uống phải, bị hỏa công, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại thương thế trong cơ thể rất nặng, cần ngươi đi cùng chúng ta đến chấp pháp đường. Đối chất trước tòa. Được rồi, ta hiểu rồi, nhưng nói trước, ngoài chấp pháp đường ra, nơi nào ta cũng không đi. Trên đường, Lục Trần lặng lẽ lấy ra truyền âm ngọc giản, truyền âm cho Khương Hoài Dương, nói là mình bị Diệp gia vu oan. Đệ tử Lục Trần bái kiến trưởng lão. Dám to gan Lục Trần, mau mau khai thật. Dám hỏi trưởng lão, ta phạm tội gì mà phải khai? Hôm nay, Đan Hà Phong luyện đan sư Diệp Long Chiếu đến chỗ trưởng lão này cáo trạng, nói hắn luyện chế ra đan dược bị Lạc Hà Phong đệ tử Diệp Vân Đường ăn phải. Diệp Vân Đường lập tức linh khí hỗn loạn, đan điền tổn hại, toàn thân kinh mạch bị thương, hình như có dấu hiệu điên cuồng nhập ma, nguyên khí tổn thương lớn. Qua kiểm tra của luyện đan sư Diệp Long Chiếu,
là một vị thuốc trong đan dược có vấn đề. Chính là Tứ Diệp Lam, hắn dẫn Diệp Vân Đường đến chỗ trưởng lão này. Trưởng lão này tự mình kiểm tra thương thế của Diệp Vân Đường, phát hiện đúng như hắn nói. Sau đó, trưởng lão này tự mình đến Đan Hà Phong, điều tra sổ sách lưu thông dược thảo. Trên đó ghi lại là Lạc Hà Phong tạp dịch quản sự Trương Hạng đưa đến, mà Trương Hạng lại có giấy tờ chứng minh là người Lục Trần trồng dược thảo giao cho hắn. Hắn lại mang đến Đan Hà Phong vào kho. Đúng, cũng không đúng. Sáng nay, ta quả thực đã giao cho Trương Hạng nằm gốc Tứ Diệp Lam. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Người đâu? Giam Lục Trần vào đại lao. Tội danh là hạ độc vào dược thảo, giết hại đồng môn, chọn ngày xét xử. Chúng ta chấp pháp đường, khi nào lại có thể không phân rõ trắng đen mà bắt người? Châu Hoài Dương, đây là Lạc Hà Phong chấp pháp đường. Ngươi đến làm gì? Đệ tử bài kiến Diệp trưởng lão, đệ tử nhớ. Ta chấp pháp đường đường chủ Tiết Liệt trưởng lão, tự mình quy định luật lệ, nói bất kỳ phiên xử nào của chấp pháp đường đều công bằng minh bạch. Bất kỳ ai cũng có thể đến xem, có nghi vấn cũng có thể thoải mái đưa ra, chính là để bảo vệ tính công bằng của phiên xử, đúng không? Là sao? Vậy đệ tử đến xem không sai chứ? Hừ, tùy ngươi xem, nhưng đừng làm rối loạn trật tự phiên xử. Làm rối loạn trật tự phiên xử là ngươi, Diệp trưởng lão, đúng không? Theo luật lệ của chấp pháp đường, để giam giữ đệ tử phạm lỗi, cần phải có đệ tử nhận tội, ký tên, đóng dấu mới có thể giam giữ, mới bắt đầu phiên xử, chứng cứ chưa đủ. Lục Trần cũng chưa bắt đầu bào chữa, hơn nữa cũng chưa ký tên, ngươi lại công khai muốn giam giữ hắn, phạm pháp là ngươi. Thứ hai, chấp pháp đường quy định, trưởng lão xét xử gặp phải vụ án có họ hàng, cần phải tránh hiểm nghi, không thể tự mình xét xử. Trưởng lão xét xử phải với nguyên cáo, bị cáo, không có quan hệ huyết thống và thầy trò. Đây là tội thứ hai của ngươi. Thứ ba, mỗi đệ tử chấp pháp đường đều có quyền bắt giữ bất kỳ người nào phạm pháp. Lúc nãy ngươi làm tất cả, đệ tử đã ghi lại hết rồi. Ngươi biết pháp phạm pháp, tội tăng gấp bội. Ngươi đâu, bắt giữ Diệp trưởng lão, gửi đến Thiết Liệt trưởng lão, để Thiết Liệt trưởng lão tự mình xét xử tội lỗi của hắn. Vâng. Trưởng lão này là cường giả kết đan, trưởng lão xét xử, ai dám bắt ta? Kháng cự bắt giữ, tội tăng gấp bội. Sao? Muốn ta đi xin kết đan trưởng lão đến bắt giữ Diệp trưởng lão sao? Hừ, với lỗi của lão phu, nhiều nhất là bị phạt tiền thôi. Các ngươi chờ đó cho ta. Còn ngươi, Khương Hoài Dương, ngươi với Lục Trần cũng có quan hệ họ hàng, ngươi cũng không có tư cách tham gia phiên xử. Diệp trưởng lão không cần lo lắng, đệ tử chỉ là đến nghe thôi. Diệp Long Nguyên mặt đen lại, không ngờ trừng phạt Lục Trần không thành, lại còn thêm một vị trưởng lão. Diệp Long Nguyên, ngươi ở đây làm gì? Nếu ta nhớ không lầm thì Khương sư muội đây là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với ta. Thật ra chuyện này không liên quan gì đến ta, ta chỉ đến nghe thôi. Ngược lại là Khương sư muội đến đây có việc gì? Chuyện này hình như không liên quan gì đến ngươi. Lục Trần là đạo lữ của muội muội ta, hắn có chuyện, muội muội ta tự nhiên phải đến giúp. Dù sao, muội muội ta vừa mới chọn lựa ký lừa, tìm được rồi như ý lang quân, không thể bị kẻ tiểu nhân vu oan hãm hại. Khương sư huynh là đệ tử chấp pháp đường, nói chuyện phải có chứng cứ. Ai là kẻ tiểu nhân? Ai là kẻ tiểu nhân? Ai tự biết trong lòng? Sao? Ta mắng là kẻ tiểu nhân chứ không phải là Diệp sư đệ ngươi. Chẳng lẽ là Diệp sư đệ bày mưu tính kế hãm hại phu quân của muội muội ta? Có một số kẻ tiểu nhân cạnh tranh đạo lữ một cách quang minh chính đại không được, liền sử dụng đủ loại thủ đoạn âm hiểm ti tiện, ba lần bốn lượt đi ám sát người ta. Bây giờ xem ám sát không được, lại đổi sang dùng mưu kế. Thật sự là chó thịt không lên được bàn tiệc, thật đáng xấu hổ. Anh nói gì? Hắn phái người đi ám sát Lục Trần, còn ba lần bốn lượt. Ha ha, sư tỷ đừng vội, chỉ là những chuyện nhỏ thôi, tổng cộng cũng chỉ hai lần, đều là Khương sư huynh giúp ta chặn lại. Khương sư huynh có ân lớn với ta. Anh, đúng đúng đúng, đều là ta giúp, dù sao cũng là phu quân của em. Hai người này khi nào lại thân thiết như vậy? Hừ, không có chứng cứ, đừng nói lung tung, nếu không ta có thể kiện các ngươi tội vu cáo. Chuyện trước không đề cập, lần này chúng ta nói chuyện theo tình hình. Ta dùng dược thảo do Lục sư đệ trồng để luyện đan, sau đó cho một vị tộc huynh khác của ta ăn, không biết là bị thương hay bị trúng độc. Trách nhiệm này em rằng phải do Lục sư đệ gánh vác. Diệp sư huynh nói sai rồi, dược thảo do ta đưa là không có vấn đề gì, dược hiệu tốt là do vị Trương Hạng sư huynh này tự mình kiểm tra, hơn nữa còn viết giấy tờ chứng minh không có vấn đề gì mới thu đi. Ai biết có phải là luyện đan sư của các ngươi, học nghệ không tinh, luyện chế ra đan dược chính mình cũng không dám ăn, liền lấy người thân làm thí nghiệm thuốc, kết quả xảy ra chuyện, làm sao có thể trách được ai? Lão phu họ Vương là quan sự án chính của vụ việc này, lúc nãy cuộc trò chuyện của các ngươi ta đều nghe thấy hết rồi. Bây giờ hãy đưa hết chứng cứ của các ngươi ra để lão phu xem xét. Trưởng lão, xin xem tờ này, là giấy tờ thu nhận dược thảo của Lục Trần do Trương Hạng làm. Trên đó có chữ ký của Lục Trần. Tờ này là giấy chứng nhận nhập kho dược thảo của Đan Hà Phong. Trên đó ghi dược thảo đến từ Lục Trần. Tờ này là giấy tờ đệ tử nhận dược thảo ở kho dược thảo. Trên đó có chữ ký của đệ tử và người phụ trách đệ tử bên đó. Chứng cứ rõ ràng, dược thảo này là do Lục Trần trồng. Mà năm gốc Tứ Diệp Lan này tổng cộng luyện chế 5 viên ngưng khí đan, bị Diệp Vân Đường uống 1 viên, 4 viên còn lại đều ở đây. Thật là chứng cứ rõ ràng. Để hãm hại ta, các người cũng thật là hết lòng. Kia Lục Trần, chứng cứ của ngươi đâu? Trưởng lão, đây là giấy tờ do Trương Hạng sư huynh viết khi thu nhận dược thảo. Trên đó ghi rõ là hắn tự mình kiểm tra, dược hiệu không có vấn đề gì, còn ký tên, đóng dấu. Trương Hạng, giấy tờ này là người viết phải không? Hồi trưởng lão, giấy tờ của thực là do đệ tử viết, dược thảo cũng là do đệ tử thu nhận, đưa đến Đan Hà Phong. Như vậy có thể chứng minh dược thảo của Lục Trần là không có vấn đề gì, đã được kiểm tra. Không, 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 lúc đó đệ tử chưa kiểm tra dược tính của dược thảo. Vì chưa kiểm tra, ngươi không nên viết giấy tờ nói là mình đã kiểm tra.
Đây cũng là tội lừa dối, thiếu trách nhiệm. Là đệ tử nhận trưởng lão. Mỗi lần đệ tử bị thu nhận dược thảo đều yêu cầu người thu nhận kiểm tra, viết giấy tờ. Trước đây đều là Mã lão đại viết. Sau đó Mã lão đại mất tích, thay đổi vị sư huynh này. Đệ tử cho rằng kiểm tra dược hiệu là điều cần thiết, cũng là trách nhiệm mà người thu nhận phải gánh vác. Dù sao đệ tử đã giao dược thảo cho hắn, hắn đều lấy đi, lấy thuốc tốt đổi thành thuốc dở, lấy đồ rẻ tiền thay thế được. Hoặc là nói, hắn lấy đi rồi hạ độc vào dược thảo, làm sao để vu oan hãm hại đệ tử? Dù sao dược thảo một khi bị lấy đi, trở thành cái dạng gì, cũng không phải là chúng ta người chồng nói được tính. Giống như lần này hắn lấy đi, hạ độc vào dược thảo, hoặc là luyện đan sư chính mình học nghệ không tinh, liền đến tìm phiền phức đệ tử, thì tội này đệ tử không nhận. Dù sao đệ tử có chứng cứ chứng minh hắn tự mình kiểm tra, còn viết giấy tờ. Hừ, nhận hay không nhận không phải ngươi nói là được. Có hay không quy định kiểm tra, cũng không phải là ngươi, một tên tạp dịch đệ tử, có thể quy định. Tông môn chúng ta căn bản không có quy định này. Cho nên giấy tờ ta viết kia là không hợp quy, ta không nhận. Được rồi, các người đều bảo chữa hết, đều đưa ra chứng cứ. Bây giờ, nên do trưởng lão này tự mình kiểm tra, đan dược này có độc hay không? Quả thực là có độc. Lục Trần, ngươi cái tên khốn kiếp, ngươi còn gì để nói? Chính là dược thảo của ngươi có độc, ngươi muốn hại chết ta. Trưởng lão, đệ tử khẩn cầu bắt giữ tên tiểu nhân này, tra tấn nghiêm khắc. Loại người này tâm địa hiểm độc, ra hại đồng môn, tội tăng gấp bội, nên phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi tông môn. Trưởng lão, đệ tử cũng là một luyện đan sư trung phẩm, đối với việc luyện chế ngưng khí đan cũng rất thành thạo. Theo như ta biết, ngưng khí đan này có 3 loại phương thuốc có thể luyện chế, trong đó phương thuốc cần sử dụng tứ diệp lan là tứ diệp lan 1 gốc, kim băng hoa 1 gốc, khí tìm căn 2 lượng, linh thảo cho 5 tiền, phương trầm lan 1 gốc. Trong đó 5 loại dược thảo này, làm sao có thể xác định chính xác là vấn đề của tứ diệp lan? Hơn nữa, cho dù là xác định vấn đề của tứ diệp lan, thì một gốc dược thảo này cũng đã qua 3 lần tay. Đệ tử cho rằng việc luyện đan này chỉ có thể tìm người cung cấp cuối cùng, tức là luyện đan sư. Là luyện đan sư, luyện chế ra đan dược là để cho người ta ăn, chính mình nên gánh vác. Mỗi viên đan dược đều phải đảm bảo hiệu quả. Bây giờ đan dược do Diệp Long Chiếu luyện chế ra có vấn đề, không tìm chính hắn mà lại đi tìm người trồng dược thảo, thật là lố bịch. Nếu lần này phán quyết Lục Trần, thì sau này đệ tử chúng ta trồng dược thảo có phải nên từ nhà bắt đầu, nhìn chằm chằm vào từng gốc dược thảo đưa đến kho dược thảo, bị luyện đan sư lấy đi, rồi lại nhìn người uống thuốc uống, đảm bảo không có vấn đề gì mới được rời đi, có phải là như vậy? Đây không phải là chơi đùa sao? Nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, trừ phi quy định mỗi bước thu nhận dược thảo đều phải tự mình kiểm tra dược hiệu, xác nhận không có sai sót. Bên cạnh đó, bước này của chính mình phải chịu trách nhiệm. Như vậy, trực tiếp tìm luyện đan sư cuối cùng là được. Hơn nữa, cho dù là luyện đan sư cũng không phải là bước cuối cùng. Nếu nói người mua đan dược tự mình uống độc, vu oan cho luyện đan sư thì làm sao? Tâm địa hiểm độc, đây cũng là chuyện không thể phòng ngừa. Cho nên, đan dược do luyện đan sư luyện chế, làm cho người ta ăn phải có vấn đề, không đi tìm trách nhiệm của luyện đan sư, lại đi tìm trách nhiệm của người trồng dược thảo, thì không phải là quá lố bịch sao? Được rồi, em gái, bình thường thấy em trầm mặc ít nói, có chuyện gì thì cái miệng này thật là lợi hại. Vì phụ quân tốt của em, vị đệ tử này, những điều ngươi nói đều rất có lý. Trưởng lão này cần báo cáo với Thiết Liệt trưởng lão, cùng với Đan Hà Phong trưởng giáo thương lượng, sửa đổi lại quy định. Đan dược này ta sẽ giao cho trưởng lão của Đan Hà Phong, để xác định là loại dược thảo nào có vấn đề, hay là tỷ lệ luyện đan có vấn đề. Nhưng cho dù là kiểm tra ra và xác định là vấn đề của Tứ Diệp Lan, thì cũng không thể chứng minh là trách nhiệm của Lục Trần. Bởi vì trong đó đã trải qua quá nhiều lần tay, mỗi người đều có khả năng hạ độc. Hơn nữa cũng không có bất kỳ chứng có thể chứng minh là ai hạ độc. Tuân theo nguyên tắc nghi ngờ thì vô tội, vụ án này, Lục Trần vô tội được thả. Ngoài ra, là đầu cuối của chuỗi cung ứng, luyện đan sư Diệp Long Chiếu luyện chế ra đan dược, cho đệ tử Diệp Vân Đường ăn phải có vấn đề, thì luyện đan sư Diệp Long Chiếu có trách nhiệm không thể chối bỏ. Trước tiên giam giữ Diệp Long Chiếu, điều tra rõ sự thật rồi xét xử sau. Trưởng lão, đây là trách nhiệm của Lục Trần. Lục Trần có thù oán với nhà chúng ta, hắn chắc chắn là muốn hạ độc hại chúng ta. Ồ, thật sao? Vậy Lục Trần làm sao biết được dược thảo này? Chắc chắn sẽ được đưa đến Đan Hà Phong, chắc chắn sẽ bị người nhà các ngươi lấy đi luyện đan, rồi lại bị người nhà các ngươi ăn phải, hay là người nhà các ngươi trực tiếp kiểm soát nắm gốc dược thảo này từ đầu, có thể khiến dược thảo của Lục Trần vừa vặn rơi vào tay các ngươi, nhằm mục đích vu oan hãm hại Lục Trần. Không, 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 đệ tử chỉ là đoán mò thôi. Đoán mò không có chứng cứ. Không có chứng cứ thì ngươi lại nói lung tung, vu oan hãm hại. Ta thấy ngươi tung tăng nhảy nhót, cũng không giống như bị thương nặng. Đúng đúng đúng, đệ tử không bị thương, không bị trúng độc. Đừng bắt giữ Diệp Long Chiếu, hắn vô tội. Diệp Long Nguyên đau đầu, che chán, hận không thể đá hai chân vào tên ngốc này. Ngươi nếu không có chuyện gì thì sao lại tố cáo? Sao lại vu oan hãm hại Lục Trần? Nói ngươi có ý gì? Ta, còn đan dược này, trưởng lão này tự mình uống. Quả thực là có độc, nhưng độc tính đó đối với tu vi kết đan của trưởng lão này không có ảnh hưởng gì. Em, đan dược do Diệp Long Chiếu luyện chế của thực có mà vấn ngươi, đề. Lập lờ nước đôi, vừa vu oan vừa làm chứng giả, lại không có chứng cứ mà nói lung tung. Ta thấy ngươi cũng rất đáng nghi. Ngươi và Diệp Long Chiếu cùng bị giam giữ nghe xử. Hốt đường. Lục sư đệ, Cao Minh, lần trước có Khương sư huynh, lần này có Khương sư muội giúp ngươi. Vậy lần sau? Lần sau nữa? Ta xem còn có bao nhiêu người giúp ngươi. Loại người như ngươi, ngủ cũng nên mở một con mắt. Đi đường đêm thì nên gọi thêm một người. Nếu không, ai dám đảm bảo
ngày mai hay là tai nạn, cái nào đến làm phiền Diệp sư huynh quan tâm, sư đệ ta sống tốt. Ngược lại là Diệp sư huynh ngươi làm nhiều việc trái đạo, đi đường đêm thấy cũng nên cẩn thận một chút. Đêm tối gió mạnh trong cổng rãnh, dễ dàng bị lật thuyền. Được rồi, vậy chúng ta cùng chờ xem. Đúng rồi, nửa tháng nữa là đến lễ tế tổ, ta rất mong chờ. Lúc sư đệ có thể ở lễ tế tổ, nhận được cao duyên gì? Chỉ là nơi đó nguy hiểm, đến lúc đó lục sư đệ nhất định phải nhớ lúc sau lưng phụ nữ, lặng lẽ khóc là được, tuyệt đối đừng ngóc đầu lên, nếu không hừ. Khương sư muội, ta sẽ không từ bỏ ngươi đâu. Ta có đạo lữ rồi, ta có thể chờ ngươi chia tay. Sớm muộn gì Khương sư muội sẽ nhìn thấy tấm lòng của ta. Diệp Đa Nguyên mới là người chồng lý tưởng nhất của ngươi, ngươi xếp hàng sau con chó. Có gì đáng cười? Diệp Long Nguyên này rõ ràng là để mắt đến ngươi. Đến lúc đó, ngươi cứ đi theo ta. Đi đâu? Ta đi đó. Ta muốn xem tên Diệp Long Nguyên đó có dám ra tay với ta hay không. Ha ha, cảm ơn sư tỷ bảo vệ. Vậy lễ tế tổ lần này sẽ phải dựa vào sư tỷ nhiều. Không cần nói nhiều, bây giờ mọi tai ương mà ngươi gặp phải đều là do ta gây ra, ta tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm với ngươi đến cùng. Gần đây, ngươi cũng tranh thủ tu luyện, dù sao cũng phải tham gia lễ tế tổ. Sức mạnh là tối thượng, ta cũng phải về tranh thủ tu luyện. Cố gắng trong nửa tháng nữa, thúc phá đến tầng 8 kỳ luyện khí. Đến lúc đó đối mặt với Diệp Long Nguyên cũng có thể tự tin hơn. Sư tỷ, ta có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Đây là một gốc bạch linh la hoa đã có tuổi thọ 30 năm. Sư đệ ta không biết luyện đan. Sư tỷ biết những thứ này, chỉ bằng tặng cho sư tỷ có thể giúp sư tỷ tăng cường tu vi. Ngươi lại tặng ta dược thảo. Ta không thể nhận, ngươi cho ta đã đủ rồi. Nhận nữa thì ta không có gì để trả lại cho ngươi. Sư đệ không biết luyện đan, dược thảo tốt như vậy lại trong tay ta cũng chỉ là trực tiếp ăn, như bỏ nhai hoa hồng, lãng phí của trời. Sư tỷ luyện nó thành đan dược uống đi. Phu quân tặng em thì em cứ nhận đi. Một nhà nói gì mà hai lời. Hắn trồng dược thảo, em luyện đan. Sau này em thiếu dược thảo gì, cứ trực tiếp đến chỗ hắn lấy là được. Chuyện đơn giản như vậy mà. Nhìn hai người cứ đẩy đi đẩy lại, ta thấy ngại ngùng. Người mạnh hơn, không phải cũng có thể bảo vệ hắn tốt hơn. Được rồi, vậy ta nhận. Bạch linh la hoa này chủ yếu luyện chế ra đan dược khí huyết đan, mặc dù không có tác dụng nâng cao tu vi, nhưng có thể trong thời gian ngắn tăng cường sức chiến đấu đáng kể, cũng là lựa chọn tốt nhất khi đối địch. Lục Trần tặng một gốc bạch linh la hoa 38 năm tuổi. Phúc lộc gấp 10 lần trả lại. Một gốc bạch linh la hoa 380 năm tuổi. Có nhận không? Tạm thời không nhận. Tiểu tử, suy nghĩ kỹ rồi chứ? Còn muốn phô bày thực lực một chút? Đi đến nhà chúng ta tu luyện không? Ở nhà chúng ta, không ai dám ám sát ngươi đâu. Tiểu hồ ly, ngươi nói cái này. Bạch linh la hoa 380 năm tuổi dược lực là bán đi đổi linh thạch tốt hơn, hay là tìm luyện đan sư luyện chế thành đan dược, giữ lại dùng cho đại điển tế tổ? Ngươi trước tiên nói cho ta biết, ngươi lại từ đâu lấy được một cây 300 năm dược lực dược thảo? Hiện tại ta không cần linh thạch cũng không có tác dụng gì, nếu có thể luyện chế nó thành đan dược, vậy nửa tháng sau chuyến đi đại điển tế tổ của ta sẽ có chút bảo đảm. Ít nhất khi đối mặt với Diệp Long Nguyên có thể có chút tự bảo năng lực. Lý lẽ ta đều hiểu vấn đề mấu chốt là ngươi đặc biệt mẹ nó từ đâu có được một cây dược thảo như vậy. Lần trước ngươi đột nhiên lấy ra một cây 300 năm tam châm hoa, ta đã rất kỳ quái rồi. Nếu tìm luyện đan sư thì đến Đan Hà Phong, người ta không nhất định giúp ta. Hơn nữa ta còn không trả nổi phí luyện đan và phí nguyên liệu dược thảo khác. Đây là 300 năm dược lực dược thảo, ở nơi nhỏ bé này rất hiếm thấy. Ngươi năm nay mới 18, chẳng lẽ là từ kiếp trước bắt đầu trồng, kiếp này còn có ký ức kiếp trước? Tuy nhiên ta nghe nói dưới chân núi có một số phòng luyện đan, tự mình cung cấp nguyên liệu tìm luyện đan sư luyện chế đan dược, có thể không cần tiền, nhưng đan dược luyện chế ra phải cho luyện đan sư chia phần. Nhưng vấn đề là, đây là từ đâu có được dược thảo nhiều năm dược lực như vậy? Ngươi có thể trả lời trực tiếp câu hỏi của ta không? Nhưng ta thậm chí còn không biết phương thuốc, hay là hỏi Khương sư tỷ, chắc chắn nàng hiểu điều này, hay là trực tiếp đưa cái này cũng đi tìm nàng luyện chế? Vậy cũng không được, giải thích không rõ nguồn gốc dược thảo này. Ngươi còn biết ngươi giải thích không rõ nguồn gốc? Ngươi trước tiên giải thích rõ cho ta, dược thảo này là từ đâu đến? Ngươi một đệ tử tạp dịch, một tên nghèo kiết xác từ đâu có dược thảo tốt như vậy? Nhưng nếu không tìm Khương Tô Nhu thì không thể hiểu rõ phương thuốc cần những dược thảo gì. Ta bên này cũng không biết nên hái những dược thảo gì đi. Ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói chuyện không? Ngươi đừng hỏi nữa, trên người ta có bí mật. Ta đương nhiên biết trên người ngươi có bí mật, nếu không làm gì nhiều năm như vậy luôn luôn ẩn giấu tu vi. Lần trước ngươi tặng Khương sư tỷ một đóa 30 năm tam châm hoa, buổi tối lại biến ra một đóa 300 năm tam châm hoa, mang đi bán kiếm được trận pháp và kiếm. Hôm nay tặng nàng một đóa 30 năm bạch linh la hoa, chớp mắt lại xuất hiện thêm một đóa 300 năm bạch linh la hoa. Ta hiểu rồi, ta đều hiểu. Được rồi, biết là giấu không được ngươi, ngươi vẫn khá thông minh. Ta nói thật, nói thật là ngươi có thứ tốt không cho Khương sư tỷ? Cho đều là không tốt, thứ tốt đều giữ lại cho mình. Ngươi căn bản không yêu nàng đúng không? Ngươi đặc biệt mẹ nó phân tích nửa ngày, chỉ là phân tích ra một cái này, sau này có thể còn cần tiểu hồ ly giúp đỡ đưa đồ cho Khương Tô Nhu. Hơn nữa bản thân và nó ở chung một chỗ, đổi được đồ tốt cũng giấu không được nó. Vẫn là nói thật đi. Tiểu hồ ly lần trước ngươi không phải phát hiện, lần trước đóa tam châm hoa 300 năm của ta thực ra căn bản không có dược lực, đóa này cũng không có dược lực. Tiểu hồ ly lập tức nhào lên cắn một miếng nuốt xuống, sau đó phát hiện của nhiên không có dược lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Bởi vì nó không phải là không có dược lực, mà là chỉ đối với ta có hiệu quả. Chuyện là như thế này, trong đầu ta có một thứ kỳ quái, ta tặng đạo lữ món quà gì, nó sẽ cho ta 10 lần thứ đó, hiểu chưa? Còn có thứ tốt như vậy? Ngươi tặng một cây 30 năm dược lực dược thảo, cái đó còn cho ngươi một cây 300 năm.
Vậy ngươi đưa cái này cho nàng nữa, liệu có thể nhận được một cây 3.000 năm? Lại đưa 3.000 năm cho nàng, đổi một đóa 3.000 năm. Ê, phát tài rồi, phát tài rồi. Rõ ràng người ta cũng sớm đã nghĩ đến điểm này. Cho nên còn có một quy tắc, đó là nó trả lại cho ta thứ đó không thể tặng cho bất kỳ ai, bao gồm đạo lữ. Thứ trả lại chỉ có ta có thể dùng, người khác ai cũng không dùng được. Cho nên dược thảo này không phải là không có dược lực, mà là chỉ có ta dùng mới có dược lực, hiểu chưa? Hiểu rồi, xem ra không thể vô hạn. Đúng vậy, vậy nó tại sao lại giúp ngươi? Ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì ta là một phế nhân. Cái ban phúc đó mục đích là giúp ta trở nên mạnh mẽ, chứ không phải là để ta mãi mãi dùng nó kiếm tiền. Dù sao tồn tại như vậy, chắc chắn là không thiếu tiền. Ta phải phân biệt rõ ý đồ của đối phương, mới biết làm sao mới có thể không chọc giận nó, mãi mãi dùng tới. Được rồi, ta biết rồi, ta cũng hiểu. Ngươi tại sao không lấy dược thảo này đi bán linh thạch, mà lại đi đổi đan dược? Chính là cái sàn đấu giá đó ngươi lại đi thêm một lần, người ta sẽ cảm thấy không ổn rồi. Dù sao nào có ai có thể liên tiếp lấy ra mấy trăm năm dược lực dược thảo, còn đều không có tác dụng. Đúng vậy, thực ra phương pháp an toàn nhất vẫn là tự mình luyện chế đan dược. Ta có thể mua phương thuốc tặng Khương Tô Nhu, sau đó đổi lấy phương thuốc tốt hơn để luyện chế. Nhưng ta không có cơ sở, luyện đan cũng không phải là một lúc nửa ngày có thể học được. Mà đại điển tế tổ cận kề, vẫn là trước tiên tìm cách đem bông hoa này luyện chế thành đan dược đi. Không, ta cảm thấy ngươi chính là lời muốn nằm yên, không muốn học luyện đan. Không, ta không lười. Ta là nằm yên chứ không phải là bỏ bê. Nằm yên là thong dong hưởng thụ cuộc sống, trồng dược thảo cũng là hưởng thụ, luyện đan cũng là hưởng thụ, có thể từ đó thu được niềm vui là được. Mà lời biếng là bỏ bê, cái gì cũng không muốn làm, hiểu chưa? Tiểu hồ ly liếc hắn một cái, hiện tại ta cần chính là phương thức dùng huyết đan. Cái này Khương Tô Nhu bên đó có, ta hỏi nàng. Lục Trần lấy ra ngọc giản truyền âm nhưng mới nhớ ra bên trong không có ấn ký của Khương Tô Nhu, không cách nào liên lạc với nàng. Cho nên hắn nhìn về phía tiểu hồ ly. Ngươi còn nói ngươi không lười, nàng thích ngươi, ngươi với nàng dễ nói chuyện đi. 5 khối linh thạch, một khối lần này phải chạy 2 chuyến, 2 lần 2 khối, giao dịch. Ngay nhiệm vụ hoàn thành, ấn ký truyền âm khắc lên rồi, còn có phương thuốc dục huyết đan. Tô Nhu tỷ tỷ nói, dục huyết đan cần bạch linh la hoa 1 cây, hàn thụ thảo 3 phần, nhu giác sắc 1 lượng, bì lạc nhuyễn 1 phần. Bạch linh la hoa 30 năm dược lực, dược thảo khác dược lực không được thấp hơn 1 năm. Theo tỷ lệ này là được, có thể luyện chế ra 5 viên dục huyết đan. Nếu là 300 năm dược lực, dược thảo khác không được thấp hơn 10 năm, có thể luyện chế ra 10 viên trở lên dục huyết đan cao cấp. Được 1 năm trở lên những dược thảo này, ta bên này đều có. Nhưng dược thảo của ngươi là 300 năm dược lực, ngươi cần 10 năm trở lên dược lực dược thảo khác mới được. Rất nhanh sẽ có. Đem những thứ này đưa cho nàng. Ta biết rồi, ngươi muốn 10 lần trả lại đúng không? Như vậy sẽ có 10 năm dược lực. Thông minh, ta đi đây. Lục Trần tặng đạo lữ 1 năm dược lực hàn thụ thảo 3 phần, nhu giác sắc 1 lượng, bị lạc nhuyễn 1 phần, nhận được 10 lần trả lại. Dược thảo trên 10 năm dược lực. Đến buổi tối, Lục Trần sau khi cải trang, mang tiểu hồ ly vào trong bao phục, mang theo nó cùng xuống núi. Lục Trần sau khi hỏi thăm nhiều nơi, cuối cùng cũng tìm được một vị luyện đan sư thích hợp. Người đó tên là Bạch Nho, là luyện đan sư trung phẩm, từng là luyện đan sư trong Đan Hà Phong. Bởi vì trong tông môn cho đệ tử khác luyện đan, luôn luôn ăn hối lộ, bị người ta tố cáo đuổi ra khỏi tông môn. Bạch đan sư có nhà không? Luyện đan, tự mình chuẩn bị dược thảo 28 chia phần ta 2 người 8. Được, vào đi. Đan dược gì? Dục huyết đan. Dược thảo lấy ra. Ôi, Bạch Linh là hoa lớn như vậy, phải có 300 năm dược lực. 380 năm với trình độ của ngươi có thể luyện chế không? Đạo hữu, ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta, nhưng ngươi không thể nghi ngờ thuật luyện đan của ta. Ta sớm đã là luyện đan sư thượng phẩm rồi. Dược thảo của ngươi quá tốt, luyện chế ra đều là dục huyết đan cao cấp, dược hiệu cũng tốt hơn, có thể nâng cao 1-2 tiểu cảnh giới thực lực. Theo quy củ ta luyện chế đan dược 28 chia phần, ngươi lấy đi 8 viên còn lại là của ta. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, lần sau có cần cứ đến tìm ta là được. Ta giỏi nhất là luyện chế trúc cơ đan, ngươi nếu không biết phương thuốc có thể đến tìm ta, ta nói cho ngươi sau đó. Ngươi đi chuẩn bị nguyên liệu, ta đến luyện chế. Nhưng trúc cơ đan chia phần là 5 năm chia phần, còn lại là 28 chia phần, tức là ngươi cần chuẩn bị 2 phần nguyên liệu mới được. Được, ta biết rồi, có cần ta sẽ đến. Này họ Diệp, lần trước ngươi bảo ta tìm dục huyết đan cao cấp, hiện tại đã luyện chế ra rồi, ngươi có thời gian đến lấy. Sau nửa tháng khổ luyện, nàng thành công từ luyện khí kỳ 7 tầng bứt phá đến luyện khí kỳ 8 tầng, cũng không tệ, cuối cùng cũng kịp ngày này đột phá rồi. Cũng không biết cái Lục Trần kia có cố gắng tu luyện không, có bứt phá đến luyện khí kỳ 2 tầng không. Nghe nói tháng sau hắn sẽ đủ 5 năm. Tuy đã khai mở linh mạch, nhưng 18 tuổi còn chưa trở thành ngoại môn đệ tử, sau này muốn thành tựu khó. Thực sự không được thì xin gia tộc một ít tài nguyên, giúp hắn thúc đẩy một chút nào. Lục Trần đạo lữ Khương Tô Nhu, từ luyện khí kỳ 7 tầng bứt phá đến 8 tầng 8, ban phúc trả lại đạo lữ bứt phá tăng trưởng tu vi 10 lần. Lục Trần trong đầu thanh âm vừa dứt, một cỗ linh khí hùng hồn vô cùng liền xuất hiện trong cơ thể Lục Trần. Lục Trần vận chuyển linh khí rất nhanh, cảnh giới liền từ luyện khí kỳ 7 tầng bứt phá đến 8 tầng. Nhưng còn chưa hết, tu vi của hắn còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Luyện khí kỳ tổng cộng có 9 tầng bước tiếp theo, liền là ngưng khí trúc cơ, đem linh khí trong đan điền ngưng tụ thành cơ sở rắn chắc. Ngươi bứt phá rồi, bứt phá đến mấy tầng rồi?
Nhỏ Nho luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong, không đáng nhắc đến. Nói đến luyện khí sau đó chính là trúc cơ rồi. Ngươi không có trúc cơ đan, lại không thể tự mình tu luyện. Vậy ngươi còn có thể trúc cơ không? Chắc chắn là có ta, điều này đều không cần tu luyện. Chỉ cần đạo lữ bứt phá ta liền có thể bứt phá. Chuyện nước chảy thành sông, chỉ cần Khương Tô Nhu lại bứt phá đến luyện khí kỳ 9 tầng, ta liền có thể trực tiếp trúc cơ rồi. Lục Trần không biết, tương lai hiện thực sẽ cho hắn một cái tát vàng rồi. Ngày này tính là ngày náo nhiệt nhất trong Âm Dương Tông, cũng là ngày lễ lớn nhất trong Âm Dương Tông. Bởi vì ngày này là sinh thần của Tổ sư Tiên Đạo. Trong ngày này, Âm Dương Tông thờ cúng tượng thần Tổ sư Tiên Đạo, sẽ mở ra bí cảnh tế tổ, để cho đệ tử đủ 18 tuổi tiến vào bên trong, tranh đoạt tiên duyên thu được tạo hóa. Lục Trần, ngươi đối với Tổ sư Tiên Đạo của chúng ta hiểu biết bao nhiêu? Ta hiểu biết cái gì? Ta cửa nhà không ra, hai cửa không vào, nào giống như ngươi ngày ngày ở bên ngoài chạy. Ngươi nhìn ta liền hiểu biết rất nhiều. Vị đại năng giả này của thực là lai lịch hiển hách. Theo ghi chép trong sử liệu cổ tịch, ngươi xem cái gì cổ tịch sử liệu? Ngươi là nghe đồn. Theo những người khác xem cổ tịch sử liệu ghi chép, trong 10.000 năm trước, thế giới này căn bản không có tu tiên giả tồn tại. Nhân tộc đều là luyện võ công, nhưng luyện võ luyện đến mức cao nhất, cũng có thể phi thiên độ địa, thiêu sơn nấu biển. Vị tổ sư Tiên Đạo kia nghe nói cũng họ Lục, mọi người đều gọi ông ta là Lục Tiên Tôn, ý nghĩa vạn cổ tiên đạo đệ nhất tôn. Ông ta ở trong cái thế giới luyện võ đó, duy nhất khai sáng tiên đạo, trở thành tiên nhân, trở thành tu tiên giả đầu tiên trên đời lợi hại. Ông ta trở thành đại năng giả sau quét sạch võ lâm, thống nhất cửu giới, phổ cập tiên pháp, cứng rắn đem một cái thế giới luyện võ biến thành thế giới tu tiên. Ông ta dựa vào một mình thay đổi cấu trúc toàn bộ thế giới, thay đổi hệ thống tu luyện để cho tất cả mọi người đều có thể tu luyện, đều có thể trùng sinh. Cho nên ông ta được xưng là Tổ sư Tiên Đạo, thánh sư, được tất cả tu sĩ tôn kính. Ê, cái Lục Tiên Tôn này còn là họ hàng của ta. Ngươi cầm miệng, ngươi đặc biệt mẹ nó cái gì cũng dám nói, không sợ bị người ta chặt chết? Đó là Lục Tiên Tôn họ hàng với ngươi, đó là người với Lục Tiên Tôn họ hàng. Nhưng họ hàng cũng không nói được, ngươi bớt leo cao một chút, trên đời họ Lục nhiều lắm đi. Ta không quản, ta liền so với ngươi lợi hại. Vậy ngươi biết trên đời nhiều tông môn thế lực như vậy, đếm không xuể, từng cái đều thờ cúng tiên tôn, tại sao lại riêng tông môn Âm Dương Tông của chúng ta tượng có thể mở ra bí cảnh, nhận được ban phúc của tổ sư? Tại sao? Đó là bởi vì chỉ có đệ tử Âm Dương Tông của chúng ta có thể tu luyện Âm Dương Hòa Khí Công. Âm Dương Hòa Khí Công là cơ bản công pháp của Âm Dương Tông chúng ta, mỗi một đệ tử đều sẽ song tu, đối với tu luyện có lợi ích rất lớn. Nghe nói cái Âm Dương Hòa Khí Công này chính là Lục Tiên Tôn tự mình sáng tạo ra công pháp. Cho nên nói, không phải chỉ có đệ tử Âm Dương Tông có thể tiến vào bí cảnh nhận được ban phúc, mà là chỉ có tu luyện Âm Dương Hòa Khí Công đệ tử mới có thể tiến vào. Hiểu chưa? Ông ơi, hiểu rồi. Nguyên lai công pháp này là tiên đạo tổ sư sáng tạo ra. Xem ra vị Lục Tiên Tôn này cũng không phải là nhân vật chính đạo gì, lại sáng tạo ra công pháp tà ác như vậy. Lục Tiên Tôn là thần linh tối cao, là tồn tại vĩ đại thánh nhân không thể. Hơn nữa là cứu thế chủ, cứu vớt thế giới này, là người bảo vệ vĩ đại nhất của thế giới này. Người sáng tạo tiên đạo, bất kỳ ai cũng không có tư cách đi vu khống bôi nhọ Lục Tiên Tôn. Người càng không có tư cách. Ê, nói đùa một chút thôi, hà tất phải quá thật. Khương Tổ bình tĩnh một chút. Khi Lục Trần nhìn thấy tượng này, không biết tại sao trong lòng dâng lên một cô cảm giác kính trọng bái phục. Nhưng Lục Trần không cảm nhận được chút sợ hãi nào, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết, muốn quỳ xuống trước mặt ông ta, nghe ông ta giảng đạo. Chính là Lục Tiên Tôn, trước kia ở Lạc Hà Phong luôn luôn có thể nhìn thấy từ xa, hôm nay cuối cùng có thể thân nhìn kỹ một chút. Lục Trần đi, chúng ta đi về phía trước xem một chút, cậu vẫn là cách xa ta một chút nào. Nơi này người quá nhiều, người giữ khoảng cách với ta. Đi tìm Trương Tú đi, tiến vào bí cảnh sau đó cũng đừng đi tìm ta. Xem ta ở đâu người liền cách xa xa, đừng để người Diệp gia chú ý đến người. Vậy ngươi thì sao? Ngươi làm sao? Ta có người nhà họ Tần, người nhà họ Tần không mạnh hơn ngươi, chắc chắn có thể bảo vệ tốt ta. Được vậy thôi, ngươi tiểu tử lần này tính là bám được đùi rồi. Chỉ tiếc là thực lực của ta quá thấp, không giúp được ngươi cái gì. Ngươi bảo vệ tốt bản thân, đừng liên lụy đến ta, chính là giúp đỡ lớn nhất đối với ta. Xin lỗi Khương sư tỷ, ta đến muộn. Chính là một tên tạp dịch phế vật như vậy, đem bông hoa đẹp nhất nhà chúng ta Tần ra đi rồi. Tên nhóc này dựa vào cái gì vậy? Sao lâu như vậy mới đến? Lễ nghi sắp bắt đầu rồi. Leo núi mà, tất nhiên phải chậm một chút, không bằng các người cưỡi kiếm bay. Ngươi nói một tiếng, ta sẽ đưa người đến là được. Hay là thôi đi, ngươi nhìn những ánh mắt xung quanh, gần như muốn nuốt sống ta. Ngàn đau vạn của rồi, nếu ta lại cùng ngươi cưỡi kiếm đến, vậy những người này còn không phải xé xác ta ra sao? Bài kiến trưởng môn, miễn lễ. Hôm nay là sinh thần tổ sư Tiên Đạo, cũng là ngày bí cảnh tổ sư mở ra, là ngày trọng yếu nhất của Âm Dương Tông chúng ta. Nhỏ hơn, các ngươi vào bên trong sẽ nhìn thấy một pho tượng tổ sư, giống như pho tượng trước mặt các ngươi. Trong bí cảnh sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một ít tiên linh tinh, các ngươi có thể tranh giành. Hơn nữa còn có rất nhiều linh thú hư ảo ngẫu nhiên xuất hiện, thực lực không bằng nhau, phần lớn đều là dưới trúc cơ. Thỉnh thoảng cũng sẽ có linh thú hư ảo tầng dưới trúc cơ xuất hiện, đây là lúc các ngươi đoàn kết một lòng. Giết linh thú cũng có thể xuất hiện tiên linh tinh, những tiên linh tinh này đối với tu luyện không có tác dụng gì, bởi vì tất cả mọi thứ ở đó đều là giả. Đương nhiên rồi, các người lẫn nhau tranh giành đánh nhau, còn có linh thú hư ảo tấn công các người gây ra thương tổn là thật. Vào bên trong, các người có thể dựa theo số lượng tiên linh tinh thu thập được đi quỳ xuống trước mặt tổ sư, nguyện cầu tổ sư ban phúc cho các người. Ban phúc hoàn toàn ngẫu nhiên, tổ sư sẽ ban cho các người cái gì ai cũng không biết, nhưng có mấy điều cần phải nói trước. Có thể đánh nhau nhưng không được phép thương tổn tính mạng,
nếu gặp phải ai cố ý giết người, vậy pháp trận đường sẽ xử phạt nghiêm khắc. Còn nữa, nếu các người trong lúc đánh nhau cảm thấy không địch nổi hoặc là nguyện cầu hoàn thành, nhận được ban phúc, có thể hô to rút lui sẽ lập tức chuyển tống ra ngoài. Nhớ kỹ, nguyện cầu ban phúc chỉ có một lần cơ hội. Quá trình này chúng ta sẽ giám sát toàn bộ. Trưởng lão pháp trận đường, Thiết Liễn trưởng lão sẽ công minh chấp pháp. Đừng tưởng rằng ta không biết các người trong lòng đang nghĩ gì. Những người có thủ oán cá nhân muốn nhân cơ hội này vào trong báo thủ có thể. Nhưng nếu ai dám thương tổn tính mạng, đừng trách lão phu tự tay giết chết. Cho nên các người đều cho lão phu ngoan ngoãn một chút. Toàn bộ tông môn ai cũng biết tính khí của lão phu. Bất luận các người là con cháu của gia tộc lớn hay là đệ tử của Nguyên Anh đại lão nào đó, lão phu một mực không quản, giết không tha. Được rồi, các đệ tử, nhanh chóng tiến vào truyền tống vào bí cảnh. Đi rồi, đừng ngẩn người. À, đẹp quá, trên bầu trời còn có hạc tiên. Nếu bắt được nướng lên ăn nhất định rất ngon. Cái này ngươi cầm trước đi, tránh để đến cuối cùng. Ngươi thậm chí còn không có một khối tiên linh tinh để tế tổ, thậm chí còn không nhận được bán phúc. Nhanh cho ta ăn một miếng để ta nếm thử. Nếm cái gì, thứ này là giả. Hư ảo, ngươi ăn cũng vô dụng. Hừ, ngươi là người xấu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm tiên linh tinh. Đang chậm rãi tìm kiếm thì tiểu hồ ly đột nhiên xoạt một cái nhảy ra ngoài. Tiểu hồ ly, ngươi đi đâu? Ngươi nhìn, khối tiên linh ngọc này ta tìm được rồi. Nó, ăn tiên linh tinh. Đây là linh thú gì? Sao lại dũng mãnh như vậy? Không phải, thứ này còn có thể ăn. Không tốt rồi, người xấu đến rồi. Đến rất nhiều người xấu. Lục Trần cùng những người khác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám người cười kiếm bay đến. Tổng cộng có hơn 50 người, mà người dẫn đầu chính là Diệp Long Nguyên. Lúc sau lưng ta, đây là cảm giác ăn bám sao? Trần sư muội, lâu rồi không gặp, khỏe không? Bày, có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì này, tên nhóc núp sau lưng đàn bà, hèn nhát, tự mình lăn ra đây đơn đấu với ta, thắng được có thể làm đạo lữ của Tần sư muội. Ngươi dám không? Lúc này tốt nhất là đừng đánh. Lúc này chúng ta không chiếm ưu thế, đợi đến cuối cùng rồi đánh, bọn họ ngang ngược quen rồi, chắc chắn sẽ đánh với đội khác. Đợi bọn họ ít người chúng ta lại đánh với bọn họ. Ta tại sao phải đơn đấu với ngươi? Khương sư tỷ vốn là đạo lữ của ta. Ta đánh với ngươi, thắng thì ta cũng không nhận được gì, thua thì còn phải đưa đạo lữ cho ngươi. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Ngươi tu luyện tù ngốc rồi sao? Hừ, biết rồi là ngươi là một phế vật, không dám ra ngoài cùng ta chính diện giao chiến. Diệp Long Nguyên, ngươi mở to đôi mắt chó của ngươi nhìn cho. Hiện tại bên ngoài có mấy chục vạn người đang nhìn đấy. Ngươi cũng biết ta là phế vật, ta là một phế nhân không thể tu luyện. Mà ngươi Diệp Long Nguyên, thiên linh căn thiên tư, thiên tài của Diệp gia, ngươi đánh với ta thật là buồn cười. Ngươi dù có đánh thắng ta, người khác có thể coi trọng ngươi sao? Người khác ngược lại sẽ cảm thấy ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt một phế nhân không thể tu luyện, bắt nạt một đệ tử tạp dịch. Không chỉ vậy, ngươi còn muốn cướp đoạt tình yêu, là người thứ ba xen vào tình yêu của người khác, cướp đoạt đạo lữ của người khác. Ta và Khương sư tỷ là đạo lữ được tông môn đăng ký công nhận, nhưng ngươi lại cố ý làm người thứ ba xen vào một chân, thật là buồn cười. Diệp gia dạy ra loại đệ tử này sao? Dựa vào tu vi cảnh giới cao, bắt nạt tùy tiện sư đệ cùng môn, còn muốn làm tiểu tam để theo đuổi nữ đệ tử đã có đạo lữ. Ngươi muốn không phải là mặt mũi của ngươi, toàn bộ mặt mũi Diệp gia đều bị ngươi ném hết rồi. Anh hai, đừng nên mắc mưu. Mục đích của chúng ta là chọc giận tên nhóc này, để nó đánh đơn đấu với ngươi, chứ không phải là đi đánh với người nhà họ Tần. Lúc này mới bắt đầu đánh nhau không có ý nghĩa gì cả. Thực lực của nhà họ Tần vẫn còn đấy. Chúng ta dù có diệt sạch bọn họ đi nữa, bên mình cũng sẽ mất một ít người. Chúng ta còn làm sao đi tranh giành tiên linh tinh với người nhà họ khác? Trước tiên thu thập tiên linh tinh, cuối cùng chặn ở chỗ tượng tổ tiên, rồi đánh tên nhóc này. Lục Trần, mục tiêu của ta luôn luôn chỉ là ngươi, chứ không phải là nhà họ Tần. Ta với nhà họ Tần không chỉ là muốn so tài với ngươi một chút thôi. Khương Tô Nhu nguyện ý bảo vệ ngươi, không có nghĩa là toàn bộ nhà họ Tần đều nguyện ý bảo vệ ngươi. Nếu vẫn là một người đàn ông, thì đừng liên lụy đến nhà họ Tần. Ra đây so tài với ta một chút là được. Tránh vì ngươi làm hại toàn bộ đệ tử nhà họ Tần lần này vào đây. Trước tiên, Lục Trần là đạo lữ của ta, vậy hắn là một nửa người nhà họ Tần. Nhà họ Tần chúng ta luôn đoàn kết, hôm nay không giúp hắn, vậy ngày mai người nhà họ Tần khác gặp nạn, chúng ta còn giúp hay không? Ngươi đừng có ở đây gieo rắc bất hòa. Sự đoàn kết của nhà họ Tần chúng ta không phải là ngươi có thể phá vỡ. Thứ hai, dù có nhà họ Tần chúng ta thua đi nữa thì cũng là Diệp gia các ngươi đánh. Ngươi đừng có chuyển hướng mâu thuẫn. Chúng ta không thù địch với những kẻ bạo hành các ngươi. Liệu có đi thù hận những người giống chúng ta, những nạn nhân? Cuối cùng, dù có không có Lục Trần, liệu sau này khi tranh giành tiên linh tinh, các ngươi sẽ không ra tay với chúng ta sao? Thật là một tên ác độc xảo quyệt. Thật sự tưởng rằng nhà họ Tần sẽ mắc mưu của loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi sao? Lời nói của Khương Tô Nhu khiến người nhà họ Tần lập tức tỉnh ngộ. Dù có bọn họ có xem Lục Trần không vừa mắt đi nữa, thì hắn cũng là người của bọn họ. Bây giờ kẻ địch muốn bắt nạt người của bọn họ, nếu bọn họ đưa Lục Trần ra ngoài, vậy sau này nhà họ Tần còn làm sao mà đứng vững trong tông môn? Chẳng phải là sẽ trở thành trò cười sao? Trên quảng trường tông môn, phần lớn mọi người đều đang nhìn nhà họ Tần và Diệp gia. Hai gia tộc này đều là trong tông môn, có đầu có mặt, gia tộc danh tiếng vang dội. Hiện tại là cái gia tộc đầu tiên đối đương tử. Cô gái này ngày thường không thích nói chuyện, nhưng suy nghĩ rõ ràng, năng động, lúc quan trọng, miệng thật sự có thể lên tiếng, cũng biết phải bảo vệ người của mình. Sự đoàn kết một lòng, không mắc mưu của tên tiểu nhân đó, điểm này thực sự không tệ. Đúng vậy, nương tử, cô gái này lần này xử lý rất tốt, không khiến cho nhà họ Tần chúng ta mất mặt. Trước kia ta còn rất xem trọng tên nhóc Diệp gia kia, hiện tại xem ra tên nhóc kia tâm địa quá độc ác, loại thủ đoạn gieo rắc bất hòa này đều có thể làm được, thật sự là một tiểu nhân. May mắn là con gái ta không chọn hắn, nếu không cả đời này đều xong rồi. Vậy chọn tên đệ tử tạp dịch này là lựa chọn đúng sao?
Một phế nhân không thể tu luyện, chỉ biết núp sau lưng đạo lữ mà nói năng hùng hồn. Có thể có tiền đồ gì, con gái ta vui vẻ là được. Lúc người chọn đạo lữ, ta cũng không hề can thiệp một chút nào, để cho người tự do lựa chọn ý trung nhân của mình. Đương nhiên rồi, phụ thân ta là phụ thân tốt nhất thiên hạ, nhưng đạo lữ mà ta chọn, người ta cũng là địa linh căn luyện đan sư thượng phẩm, so với tên tạp dịch này tốt hơn nhiều. Chờ sau khi đại điển tế tổ kết thúc, đem tên nhóc kia về nhà, để ta tự mình xem xét hắn, chuẩn bị một ít thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, cải thiện thể chất cho hắn một chút. Đạo lữ của con gái ta, tổng không thể mãi mãi là phế nhân. Hắn nhiều tu luyện nâng cao, song tu với nương tử cũng có lợi cho nương tử. Phụ thân, người không cần phải lo lắng, tên nhóc này tuyệt đối sẽ khiến người kinh ngạc. Ồ, tên nhóc này chẳng lẽ còn có điểm sáng nào ẩn giấu, là ta không phát hiện ra? Không sao, người tiếp tục xem là được, vội cái gì? Lục Trần, ta nói lần cuối cùng, mục tiêu của ta là ngươi. Ngươi tự mình ra đây, mọi người đều xem dễ chịu. Ngươi không ra cũng không sao, ta nhớ. Ngươi còn có một người bạn tốt tên là Vương Miện phải không? Quen biết 5 năm, tình như thủ. Hắn lần này cũng đến bí cảnh này. Ngươi có thể núp sau lưng đàn bà không ra ngoài, đợi ta bắt được bạn ngươi rồi, xem ngươi có ra hay không. Ồ, đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút. Ta luyện khí kỳ 9 tầng rồi, bắt một tên tạp dịch 4 tầng, dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Lục Trần đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Hắn luôn để Vương Miện cách xa hắn, nhưng sợ cái gì đến cái đó. Diệp Long Uyên vẫn muốn ra tay với Vương Miện, dùng Vương Miện uy hiếp hắn. Hiện tại cách duy nhất là rời khỏi người nhà họ Tần, tự mình đi tìm Vương Miện. Trước khi Diệp Long Uyên tìm được Vương Miện, đem hắn đi bàn phúc rồi rời khỏi rút lui. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn Vương Miện. Đừng sợ hắn, nếu hắn thật sự dùng bằng hữu của ngươi để uy hiếp ngươi, chúng ta sẽ đánh với hắn. Loại tiểu nhân biểu này, ai ai cũng nên tru diệt. Thôi đi, ta cảm thấy có thể không đánh vẫn tốt hơn là đánh. Chúng ta ít người, không cần thiết phải cứng đối cứng với hắn. Chúng ta đến đây để cầu nguyện, chẳng phải là đến đây để đánh nhau với Diệp gia đâu. Dĩ nhiên, nếu bọn họ bắt nạt đến tận đầu chúng ta, vậy thì coi như ta không nói, nên đánh thì đánh. Khương gia chúng ta không có kẻ hèn nhát. Lời hắn nói là đang ám chỉ Lục Trần. Người nhà họ Khương có thể bảo vệ hắn, giúp đỡ hắn, nhưng sẽ không vì bằng hữu của hắn mà đi liều mạng với Diệp gia. Được rồi, tất cả mọi người hãy nói ít đi một chút. Khu vực này không có người nào khác, chúng ta tản ra đi tìm tiên linh tinh, tìm xong rồi sẽ đến nơi khác. Lục Trần ôm tiểu hồ ly, cũng làm bộ tìm kiếm, một bên tìm kiếm, một bên cố ý di chuyển về phía khu rừng. Sau khi vào khu rừng, Lục Trần lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra chiếc mũ và khăn che mặt của mình, đội lên đầu, che kín mặt. Ôm tiểu hồ ly chạy nhanh về phía xa. Bí mật như vậy là muốn đi làm gì vậy? Là muốn dẫn ta đi tìm tiên linh tinh ngon ăn sao? Chúng ta phải đi tìm Vương Miện, phải nhanh chóng tìm được hắn, bảo vệ hắn. Diệp Long Nguyên rõ ràng là đánh thẳng vào hắn, hắn và Trương Tú có thể đều gặp nguy hiểm. Ồ, vậy là nên đi tìm. Nhưng trên đường đi tìm hắn, có thể thuận tiện giúp ta tìm kiếm tiên linh tinh không? Ta có thể cảm nhận được vị trí của tiên linh tinh. Không được, chúng ta phải đi tìm Vương Miện trước. Sư tỷ, ta phải đi tìm Vương Miện. Diệp Long Nguyên đi bắt hắn, ta không thể để hắn vì ta mà rơi vào nguy hiểm. Đừng lo lắng, ta có thể tự bảo vệ mình. Lục Trần, ngươi mau trở lại đây cho ta. Ngươi không có chút tu vi nào, để Diệp Long Nguyên tìm được ngươi, chẳng phải là đi tìm chết sao? Mau trở lại đây. Lục Trần hành động một mình, khiến cho các đệ tử bên ngoài xôn xao. Ai cũng không thể hiểu nổi, Lục Trần, một kẻ phế nhân lại dám vì bằng hữu của mình rời khỏi đội ngũ của Khương gia, một mình đi tìm kiếm, chẳng phải là đi tìm chết sao? Diệp Long Nguyên này quá đê tiện vô sỉ. Nếu là ngoại địch cũng thôi, nhưng đây là sư huynh đệ cùng môn, lại đi bắt bạn bè của Lục Trần để uy hiếp hắn. Diệp gia lại nuôi dưỡng lại tiểu nhân như vậy, thật sự là hổ thẹn với họ. Còn Lục Trần này lại một mình đi tìm bạn bè, vì bạn bè có thể nói là trọng nghĩa khí, có tình nghĩa, nhưng thật sự là quá nóng vội. Hắn không có thực lực, làm sao có thể chống lại Diệp gia? Tên nhóc này tâm địa tốt, chỉ là quá nóng vội, như vậy sẽ hại chết bản thân hắn. Ngươi xem, ta đã nói rồi, hắn người này không được, không xứng với muội muội. Đại tỷ, lời này nói sớm quá rồi, chúng ta hãy chờ xem. Thôi đi, tên nhóc này có lương tâm, không muốn liên lụy Khương gia, cũng không muốn liên lụy bạn bè, bị ép buộc mới làm ra quyết định như vậy. Tóm lại vẫn là bởi vì Nhu Nhi lựa chọn hắn, hắn mới bị Diệp Long Nguyên nhắm mục tiêu, nhưng hắn không bao giờ oán trách, cũng không bao giờ sợ hãi, hơn nữa cũng không muốn giải trừ quan hệ đạo lữ với Nhu Nhi. Cấp chuyện thì tự mình gánh vác, là một người đàn ông, nơi này không ai chết được, gặp nguy hiểm lớn nhất cũng chỉ là hô to rút lui, ra ngoài là được. Sau khi ra ngoài, Khương gia chúng ta sẽ bồi dưỡng hắn thật tốt, mặc dù hắn không có thiên phú, nhưng ít nhất phẩm hạnh tốt. Đợi đã, tên nhóc này bay kiếm lên rồi, sao hắn có thể bay nhanh như vậy? Lục Trần trong hình chiếu, đội nón, trên mặt che khăn che mặt, dưới chân xuất hiện một thanh kiếm bay màu xanh lam nhạt, xem một cái bay về phía xa. Ai cũng không ngờ, kẻ mà họ luôn cho là phế nhân không thể tu luyện lại có thể bay kiếm, tốc độ còn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thuật bay kiếm là pháp thuật chỉ có thể tu luyện ở tầng 5 luyện khí, tốc độ của hắn ít nhất cũng phải là tầng 7-8 luyện khí, thực lực cụ thể không dễ đánh giá, cần phải đợi hắn ra tay mới biết được. Nhưng ở tuổi 18 có thể có được tu vi như vậy đã là rất khó khăn, ít nhất là đã vượt qua 80% những người ở trong bí cảnh. Hắn không phải là phế nhân, chúng ta đều đã lầm về hắn, cho nên ta mới nói hãy chờ xem. Trước đây tên nhóc này giết hai tên sát thủ do Diệp Long Nguyên phái đến, thật sự là dứt khoát, một kiếm một người trực tiếp chặt chết. Ồ, hắn lại lợi hại như vậy, vậy tại sao mọi người đều cho rằng hắn là phế nhân? Hắn vẫn luôn giả vờ sao? Cây to thì gió mạnh, hắn một thiên tài không có bối cảnh, phải cẩn thận một chút. Cha,
Nếu không phải lần này đắc tội với Diệp gia, ta nghĩ hắn có thể sẽ tiếp tục giả vờ. Trong bí cảnh cũng qua mặt được. Ta hiểu lầm hắn rồi, hắn không phải là nóng vội, có thể hắn thật sự có thực lực mới làm như vậy. Tên nhóc này phẩm hạnh tốt, tâm tính cũng không tệ, có thiên phú, có thực lực, còn biết ẩn giấu, giả vờ, thích hợp để sinh tồn trong giới tu tiên. Loại mầm non tốt như vậy, Khương gia chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Vẫn là muội muội có con mắt tinh tường. Phát hiện ra điểm sáng của hắn, chúng ta đều không phát hiện ra. Vậy tại sao Nhu Nhi lại nói hắn là phế nhân, không có tu vi? Chẳng lẽ Nhu Nhi cũng không biết thực lực của hắn? Ngay khi Lục Trần đang tìm kiếm, không xa, có hai đệ tử đang chiến đấu với một con linh thú hư ảo. Tiểu hồ ly phía sau lưng Lục Trần lập tức ngửi thấy mùi tiên linh tinh, xẹt một cái, nhảy từ phía sau lưng Lục Trần ra, chớp mắt đã đến trước mặt hai đệ tử kia, cướp lấy tiên linh tinh trong tay. Linh thú nào dám ngang nhiên ở trước mặt ta? Tiểu hồ ly, ngươi làm gì vậy? Nguyên lai là có chủ, dám cướp tiên linh tinh của ta. Vậy ngươi đã đá vào. Đá vào cái gì? Đá vào bông còn sao? Linh thú của ta, không đến lượt các người dạy dỗ. Tên này, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã nói, chúng ta phải đi cứu Vương Miện. Ngươi còn muốn đi tìm phiền phức? Đi khiêu khích người khác, cướp tiền linh tinh. Ngươi còn muốn thêm kẻ địch sao? Xin lỗi nha, ta, đây là lần đầu tiên ta gặp phải thứ có thể khiến ta tăng cường. Thật sự là không nhịn được. Tiền linh tinh này, ta ăn vào. Mặc dù vẫn không có chút tu vi nào, sức chiến đấu nào, nhưng có thể tăng cường tốc độ, tăng cường năng lực cảm nhận, tăng cường sức mạnh cơ thể, có thể khiến ta chạy nhanh hơn, phát hiện nguy hiểm sớm hơn, có thể chịu đánh đòn hơn. Nhưng thứ này đều là khả năng bảo mệnh, bởi vì thế giới của các ngươi quá nguy hiểm. Ta thật sự bị đánh sợ rồi. Ngươi đừng giận nữa có được không? Ta không đi cướp nữa, ta sẽ không gây phiền phức cho người nữa. Thôi đi, dù sao cũng không có mục tiêu, dù sao cũng phải tìm kiếm khắp nơi, không bằng cứ tìm tiên linh tinh. Cùng tìm Vương Miện đi, tìm được Vương Miện rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng cầu nguyện rồi đi ra ngoài. Trên đường đi, ngươi hãy dùng năng lực cảm nhận của mình để phát hiện tiên linh tinh, gặp phải thì nhặt không được thì cướp của những đệ tử kia. Thật sự có thể sao? Ngươi không sợ những đệ tử đó truy sát ngươi sao? Chỉ cần ngươi thích thì cướp của bọn họ, sợ cái gì? Hơn nữa, đánh không lại thì chạy không xong. Với tốc độ của ta, ai có thể đuổi kịp? Ta là linh căn thiên linh phong thuộc tính, luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Nhìn khắp toàn bộ bí cảnh, còn có ai có tốc độ nhanh hơn ta không? Đi thôi, cướp bọn họ đi. Trên quảng trường, tất cả các đệ tử đều xôn xao. Họ vừa mới tận mắt chứng kiến con cáo đó tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải khiếp sợ, cướp tiên linh tinh của Phương Ngọc, lại thấy Lục Trần một kiếm đánh bại hai người kia. Phương Ngọc sư huynh là người duy nhất của chúng ta. Một đệ tử khác có linh căn thiên linh, luyện khí tầng 8, là người được vạn người sùng bái, là thần tượng trong lòng bao nhiêu nữ đệ tử, lại bị hắn một kiếm đánh bại. Bên cạnh hắn là Lưu sư đệ, cũng là luyện khí tầng 6. Hai người cộng lại cũng không đỡ được một kiếm của Lục Trần. Lục Trần này quá lợi hại. Trước đây ai nói hắn là phế nhân, còn nói hắn không thể tu luyện. Cái gì? Ta nghe không nhầm chứ? Hắn là thiên linh, hơn nữa còn là biến dị phong linh hiếm gặp, còn là luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Phong linh? Toàn bộ tông môn chúng ta cũng không có mấy người đâu. Phong thuộc tính thiên linh thì càng không có một ai. Tư Ngọc, ngươi làm trưởng môn như thế nào vậy? Phong thuộc tính thiên linh, đây là mầm non tốt đến mức nào? Ngàn năm mới gặp một lần. Làm sao ở chỗ ngươi? Chỉ có thể là một đệ tử tạp dịch. Đệ tử tốt như vậy, làm sao ngươi không phát hiện ra, để hắn bị mai một sao? Trưởng môn, Lục Trần người này, trước đây ta chưa từng nghe nói. Hắn cũng luôn là một đệ tử tạp dịch, ẩn giấu rất tốt. Không ai biết được tu vi và thiên phú của hắn, cho nên bản tọa cũng không biết. Lạc Hà Phong chúng ta có hàng vạn đệ tử, bản tọa không thể nào đi kiểm tra từng người một. Sai lầm thì chính là sai lầm. Một viên ngọc bích tốt như vậy, suýt chút nữa bị mai một. Vàng son thì dạng người, hiện tại hắn vẫn chỉ là luyện khí, bồi dưỡng cũng không muộn. Ngươi, lão già này, cứ lải nhải mãi, đừng trách bản tọa đánh ngươi. Được, không nói nữa, có nhiều người như vậy. Không chút nào để mặt mũi cho bản tọa. Trưởng môn, ngươi xem, sau khi đại điển tế tổ kết thúc, ngươi nhận hắn làm đệ tử đi, dù sao cũng là mầm non tốt của Lạc Hà Phong. Nếu ngươi không muốn, ta xem những vị trưởng môn của các khác, mỗi người đều thèm muốn đến chảy nước miếng, cẩn thận bị người khác cướp mất, để họ cướp thử xem. Là của ta thì ai cũng không cướp được. Đợi hắn ra ngoài, bản tọa sẽ đích thân kiểm tra thiên phú của hắn. Nếu thật sự là phong thuộc tính thiên linh, bản tọa tự nhiên sẽ nhận hắn làm đệ tử ngoại môn, đợi hắn dựa vào năng lực của mình mà xây dựng cơ sở, sau đó sẽ nhận hắn làm đệ tử ruột. Còn chuyện của Lạc Hà Phong chúng ta, không đến lượt các ngươi lo lắng. Bị lừa rồi, tên nhóc này muốn giả vờ ngốc nghếch, hắn muốn lừa Uyên Nhi một chút. Lục Trần này, tên phế nhân tạp dịch này, lại có thực lực và thiên phú như vậy, lần này hắn lộ diện, có thể nói là đã xuất hiện trong mắt cả những cường giả trong tông môn chắc chắn sẽ hết lòng bồi dưỡng hắn. Sau này muốn đối phó với hắn sẽ rất khó. Ngươi còn tâm trạng lo lắng chuyện sau này nữa sao? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp báo tin cho Uyên Nhi. Tên nhóc này rất mạnh, Uyên Nhi không thể chịu thiệt. Ngươi đang đánh giám cái gì vậy? Đây là đại điển tế tổ, trưởng môn, trưởng tọa đều ở đây, hơn nữa là hai không gian khác nhau, làm sao truyền âm? Lúc này ai cũng không thể đi vào. Hơn nữa, ta còn cho Uyên Nhi rất nhiều pháp bảo hộ thân, là loại có thể chống lại đòn tấn công toàn lực của đòn tấn công toàn lực. Để một luyện khí đi tấn công, hắn phải đánh bao nhiêu lần mới phá vỡ được? Khoảng thời gian này, chẳng lẽ không đủ để Uyên Nhi giết chết tên nhóc nghèo đó sao?
sau này chúng ta cũng không cần lo lắng. Mặc dù tên nhóc này có thiên phú tốt, nhưng những trường hợp thiên tài gặp tai họa cũng không phải là hiếm. Thiên tài chỉ là thiên tài, chưa trưởng thành thành cường giả, vẫn chỉ là kẻ yếu. Nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi. Luyện khí tầng 9 đỉnh phong, phong thuộc tính thiên linh, 18 tuổi. Những từ này kết hợp với nhau, trong toàn bộ tông môn, cũng là đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn, hắn đã biết được thiên phú của mình từ lâu rồi. Ai cũng cho rằng tên nhóc này là phế nhân, bắt nạt hắn, tự do nhục mạ. Nhưng hắn lại không bao giờ phản bác, không tranh luận, không tranh cường hào thẳng với người khác. Trẻ tuổi nhưng không kiêu ngạo, mang trong mình tuyệt kỹ nhưng lại cam tâm ẩn mình trong bụi đời. Có thể có được tâm tính này, thật sự là rất đáng quý. Cha, ta vẫn cảm thấy, nếu không phải vì Diệp gia, tên nhóc này chắc chắn sẽ tiếp tục ẩn giấu. Hắn ẩn giấu nhiều năm như vậy, tại sao còn phải thể hiện thực lực? Chẳng phải là vì bạn bè của hắn gặp nạn sao? Chẳng phải là vì không muốn liên lụy Khương gia? Hắn ẩn giấu nhiều năm như vậy, vì bạn bè, vì nghĩa khí mà một phá công, loại người như vậy. Ta rất xem trọng hắn, ta nguyện ý làm anh em với hắn. May mắn là hắn là em rể của ta, ta có thể làm anh của hắn. Con cũng trách ta, chưa bao giờ nhìn thẳng vào con rể này. Nếu đích thân gặp mặt hắn một lần, chắc chắn có thể phát hiện ra thực lực và thiên phú của hắn. Hắn xứng đáng với Nhu Nhi, Nhu Nhi không bị thiệt thòi. Lục Trần không biết thế giới bên ngoài đã vì hắn mà tạo nên một làn sóng lớn, bởi vì hắn luôn cho rằng hình chiếu đó chỉ có thể phát sóng hình ảnh chứ không thể truyền âm thanh. Ai ngờ được thứ này lại cao cấp như vậy, có thể truyền đi mọi hành động, mọi lời nói của hàng ngàn người bên trong. Lúc này Lục Trần đang cõng tiểu hồ ly, đang lang thang vô mục đích trong bí cảnh, tìm kiếm tung tích của Vương Miện. Trong quá trình tìm kiếm Vương Miện, trên đường đi hắn còn cướp được một vài viên tiên linh tinh. Đây chính là em rể mà các người có phẩm nói. Hạnh tốt sao? Trong bí cảnh cướp đoạt vốn là dựa vào thực lực, Lục Trần một mình tự nhiên là không nên đi cứng đối cứng với đối phương, mà là phát huy tối đa ưu điểm của mình, dựa vào tốc độ để cướp đoạt, lấy xong rồi đi, dùng mạnh né yếu, đây mới là con đường chiến thắng. Hơn nữa hắn cũng không phải là cướp cho bản thân mình, cướp được tất cả đều cho con thú cưng của mình. Đây cũng là tình nghĩa sao? Phỉ, không biết xấu hổ, hắn làm gì, trong mắt người đều là tốt. Bốn em Lục Trần vừa mới cướp được 2 viên tiên linh tinh của 5 đệ tử, xoay người bỏ chạy. Tiểu hồ ly, người đã ăn được 20 viên rồi đúng không? Cảm giác thế nào? Có phải là mạnh hơn rất nhiều? Đúng vậy, thật sự là mạnh hơn nhiều. Bây giờ ta có thể cảm nhận được ác ý nhanh hơn, nhạy bén hơn. Vậy ngươi có thể cảm nhận được vị trí của Vương Miện không? Không thể, ta chỉ có thể cảm nhận được ác ý, không có thần thức quét. Hắn ở khu vực này, vô mục đích tìm kiếm suốt cả ngày. Cảm giác như đã lật tung toàn bộ bí cảnh. Thậm chí còn tìm được tượng của tổ sư, vẫn không tìm được Vương Miện. Ngoài việc cướp được vài trăm viên tiên linh tinh của những đệ tử, hắn gần như là trắng tay. Dưới khu rừng, trên mặt đất có một viên tiên linh tinh. Ta nhìn thấy rồi. Được, chúng ta đi nhặt. Ngươi ẩn vào trong bao tải. Đừng lộn xộn, ta đi nhặt rồi cho ngươi ăn. Được nhá. Không tốt, có ác ý rất mạnh. Xin lỗi, viên tiên linh tinh trong tay ngài là do chúng tôi đặt. Lục Trần thấy thế cũng biết đây là bẫy, lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của người đến, lập tức dừng bước, không chạy nữa. Bởi vì người đến này, hắn đã từng gặp hai lần. Lần đầu tiên là ở Linh Thú Phong, khi đăng ký danh tính cho Tiểu Hồ Ly, chính là người này phụ trách đăng ký cho hắn. Lần thứ hai là ngày hôm trước, gặp Diệp Long Nguyên. Người này đi theo sau Diệp Long Nguyên, rõ ràng là người của Diệp gia. Sư huynh, tự giới thiệu một chút. Tại hạ Diệp Long Tuyền, là đệ tử của phòng đăng ký tạo sách ở Linh Thú Phong. Suốt cả ngày hôm nay, ta luôn nghe nói có một đệ tử của Linh Thú Phong, đội nón, che mặt, mang theo một con linh thú màu trắng, đi không thấy bóng dáng, về không thấy tiên linh tinh của ít nhất là hơn 100 đệ tử. Nên ta dùng một viên tiên linh tinh nho nhỏ này, liền dẫn dụ sư huynh ra. Chắc hẳn trên người sư huynh có rất nhiều tiên linh tinh, đúng không? Một người vui sướng không bằng mọi người vui. Ta đều là đệ tử của Linh Thú Phong, chắc hẳn sư huynh sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Không bằng tiên linh tinh của ngươi chia cho sư đệ một nửa. Người ta cùng nhau đi đến nơi có tượng tổ tiên, cầu nguyện, như thế nào?